Y đạo quan đồ. Chương 256, công đạo tự ở lòng người. Vương Trọng Dương biết tin con trai mình bị phân cục Quảng Tịnh dẫn đi, đích xác có chút ngây người, mình là phó bộ trưởng bộ tuyên truyền của tỉnh, lại sống ở viện gia thuộc tỉnh ủy, dám tới nhà y bắt người không có mấy ai, sau khi biết rõ là Trương Đức Phóng làm, y phát hiện ra chuyện có chút khó giải quyết, Trương Đức Phóng tuy chỉ là phó cục trưởng phân cục Quảng Thịnh, nhưng gã lại là cháu ngoại của bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Chi, thằng nhóc này làm vậy rốt cuộc có phải là được lệnh của cố doãn chi hay không? Suy đi tính lại, y quyết định không tới kinh động cố doãn chi, trước tiên liên lạc với phía phân cục Quảng Thịnh đã. Audio điện tử võ tấn bền Trương Đức Phóng nhận được điện thoại của Vương Trọng Dương là chuyện nằm trong ý liệu, Vương Trọng Dương là cán bộ cấp chính thính, Trương Đức Phóng vẫn phải khách khí với y, đài trưởng Vương. Ngài là vì chuyện của Vương quân ư, Vương Trọng Dương cố nén lửa giận trong lòng, nói Tiểu Trương à, tôi muốn hỏi xem con trai tôi rốt cuộc phạm tội gì. Là thế này, có người tố cáo cậu ấy tàng chữ văn hóa phẩm đồi trụy ở trong nhà, cho nên chúng tôi tới điều tra, trong quá trình điều tra, Vương Quân không chịu phối hợp, cậu ấy không những nhục mạ chúng tôi mà còn ra tay đánh cảnh sát, chúng tôi ở trong phòng cậu ấy tìm ra được rất nhiều chế phẩm, băng ghi hình đồi trụy, lại có dao bị quản chế nữa. Trương Đức Phóng không nói tìm thấy trong nhà y đã là nể mặt Vương Trọng Dương rồi. Vương Trọng Dương thầm nghĩ thanh niên xem vào cuốn băng đồi trụy thì có sao đâu. Đáng để hưng sư động chúng như vậy à. Y lờ mờ cảm thấy hành động của Trương Nước Phóng hôm nay có liên quan tới chuyện của từ Biêu, nhưng loại chuyện này bất kể là như thế nào cũng không thể nói với bên trên được. Vương Trọng Dương nói, tiểu trương à, tôi trước tiên có thể bảo lãnh cho vương quân về nhà đã không, còn xử lý như thế nào thì để sau hãng nói. Không được, ngữ khí của Trương Đức Phóng rất cứng rắn, đại trưởng vương, cục công an của chúng tôi có quy củ của cục công an, tôi cũng không thể nào phá hỏng nó được. Vương Trọng Dương có chút tức giận, lạnh lùng nói, loại chuyện này cần tôi tới tìm tỉnh thính ư. Câu nói này của y bao gồm cả hàm nghĩa uy hiếp. Trương Đức Phóng từ lúc bị Trương Dương kéo xuống nước đã biến thành tiếp nhận hiện thực rồi, hiện tại gã cảm thấy liên thủ với Trương Dương chơi phó bộ trưởng bộ tuyên truyền là chuyện rất thú vị, kích thích và đầy cảm giác thỏa mãn, Gã cười ha ha, nói, bộ trưởng bộ công an thì cũng phải theo luật mà làm việc. Vương Trọng Dương nổi giận rồi, một phó cục trưởng cục công an khu vực nho nhỏ mà dám nói chuyện với y như vậy, chọc ra ta à, ta sẽ bảo đài truyền hình vén tấm màn đen của các ngươi ra ngoài ánh sáng. Y thấp giọng nói, xem ra công an các anh làm việc không sợ ảnh hưởng của dư luận rồi nhỉ. Trương nước Phóng căn bản không thèm trả lời y, dứt khoát gác điện thoại luôn. Vương Trọng Dương giận lắm rồi. Thằng Ôn này quá ngông cuồng rồi, Vương Trọng Dương ta ở trên quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ là ngồi không à. Y dưới cơn tức giật, gọi điện thoại tới sở công an tỉnh, trực tiếp tìm sở trưởng sở tỉnh Vương Bá Hành, y và Vương Bá Hành là người cùng quê, lại còn cùng xóm, nếu như tìm hiểu tử tế, hai người khẳng định là người cùng gia tộc. Vương Bá Hành nghe Vương Trọng Dương phát tiết xong, cũng có chút kỳ quái, thằng nhóc trương nước phóng này hôm nay đúng là không đúng không ngờ lại chạy tới nhà của Phó Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền tỉnh ủy xét nhà. Có thể làm tới vị trí sở trưởng sở tỉnh, đầu óc tuyệt đối không phải tầm thường, năng lực chính trị của y hơn xa năng lực làm án. Vương Bá Hành rất nhanh liền đoán ra, chuyện này 89 phần 10 là thụ ý của cố Doãn Chi, nếu không Trương Đức Phóng chắc chắn không có gan lớn như vậy. Y mỉm cười, nói Trọng Dương, anh đừng gấp, tôi tìm hiểu tình huống đã. Vương Trọng Dương sau khi gác điện thoại, nghĩ một chút rồi lại gọi cho Cục Công an Đông Giang, nhân mạch của y ở đông giang vẫn rất rộng nhưng khiến y cảm thấy bực bội là lúc muốn tìm người không ngờ lại chẳng tìm thấy ai đúng vào lúc vương trọng dương chuẩn bị tự mình tới phân cục quảng thịnh một chuyến thì bộ trưởng bộ tuyên truyền tỉnh ủy trần bình triều gọi điện thoại tới câu đầu tiên mà trần bình triều hỏi là chuyện gì vậy từ bill ở nhà anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vương trọng dương nói không có chuyện gì cả hai đứa nhỏ cãi nhau y tới hỏi ngọn nguồn Rốt cuộc là phát bệnh ở nhà tôi, chúng tôi đã đưa y tới bệnh viện rồi. Tôi đang chuẩn bị tới bệnh viện thăm y. Quan hệ giữa Trần Bình Triều và Vương Trọng Dương trước giờ luôn rất ốt, y nhắc nhở Vương Trọng Dương, tôi không rõ hai nhà các anh phát sinh chuyện gì, nói chung là chuyện đã lớn rồi, bí thư Cố và tỉnh trưởng Tống cũng biết, bí thư thị ủy Giang Thành Đỗ Thiên Giá cũng báo lên tính lý, luôn muốn đòi công đạo cho Từ Bưu. Vương Trọng Dương kêu khổ không thôi, bộ trưởng Trần, tôi là cán bộ quốc gia tôi là lão đảng viên, tôi có thể hại y ư. Trần Bình Chiều nói, tôi tin anh, nhưng có người luôn miệng nói rằng anh hại từ Biêu Thành như vậy. Ai? Trương Dương. Vương Trọng Dương ngây ra, y cũng có nghe nói tới Trương Dương, anh nói là con rể tương lại của tỉnh trưởng Tông ư. Không sai, phó chủ nhiệm thường vụ phòng chiêu thương Giang Thành. Anh ta đã báo cảnh sát rồi, nói là hai cha con anh đánh từ Biêu, dẫn tới từ Biêu phát tác suốt huyết não. Phía cảnh sát đã lập án điều tra rồi, anh cứ liệu mà làm. Hắn không thể nào vô cáo tôi được. Trần Bình Triều thở dài, nói, đằng sau hắn là ai? Anh tự mình nghĩ cho kỹ đi, tôi không biết anh chọc vào ai, có điều tôi nhìn ra, lần này anh ta muốn chơi hai cha con anh đấy. Vương Trọng Dương tức giận nói, một cán bộ cấp phó ban, hắn có được năng lực bao lớn chứ? Trần Bình Triều nói, Trọng Dương, chúng ta là bạn bè nhiều năm, từ biêu thành như vậy rồi anh cố mà nghĩ xem phương pháp xử lý của mình có thỏa đáng hay không. Tôi mặc kệ hai nhà các anh phát sinh chuyện gì, nhưng ảnh hưởng hiện tại của chuyện này đã rất lớn rồi, anh tốt nhanh mau đi dập lửa đi, đừng khiến cho tới sau cùng lại không thu thập được. Nói xong Trần Bình chiều dập máy. Vương Trọng Dương cầm điện thoại ngây ra cả nửa ngày, y lầm bẩm tự hỏi, mình trêu ai chọc ai vậy? Cố Doãn Chi kết thúc cuộc họp thường ủy, đang chuẩn bị quay về phòng làm việc thì Tống Hoài Minh đuổi theo gọi, bí thư cố cố doãn chi ừ một tiếng hoài minh có chuyện gì vậy tống hoài minh nói trước khi họp bí thư thị ủy giang thành đỗ thiên giã đã gọi điện thoại tới cố doãn chi cười nói tôi cũng nhận được điện thoại của anh ta rồi cán bộ trẻ tuổi hỏa khí thịnh ghê tống hoài minh nói anh ta đại biểu thị ủy giang thành kháng nghị từ biu gặp đãi ngộ không công bằng cố Cô doãn chi vừa đi vừa nói chuyện giữa từ biu và vương trọng dương là chuyện nhà cơ mà thân ra sao đột nhiên biến thành cừu gia nhỉ? Tống Hoài Minh lắc đầu, nói thanh quan khó dứt việc nhà, loại chuyện này ai mà nói rõ được. Cố Doãn Chi nói, đã là chuyện nhà thì giải quyết nhẹ nhàng đi, sao hả? Chuyện nhà cũng định mang lên cuộc họp thường ủy của chúng ta để thảo luận chắc. Tống Hoài Minh cười nói, tôi cũng bảo vậy, tôi đã mắng cho Đỗ Thiên Giã một trận rồi. Cố Doãn Chi nói, chốc nữa chúng ta đi thăm Tử Biêu, đừng để đám cán bộ giang thành giống như là bị ủy khuất theo nữa đỗ thiên giã này thật đúng là việc nhà của người ta mà hắn cũng nhúng vào có thời gian thì đi làm kinh tế giang thành đi tống hoài minh chỉ cười sau khi hai người chia tay sở trưởng sở tỉnh vương bá hành đuổi theo tống hoài minh tỉnh trưởng tống tống hoài minh nói sở trưởng vương tìm tôi có chuyện gì vậy vương bá hành gật đầu tôi muốn nói với anh chút chuyện đi tới phòng làm việc của tôi rồi nói không cần nói luôn ở đây đi, chuyện nhỏ thôi mà. Tống Hoài Minh đi đến ban công ở phía trước, Vương Bá Hành đi theo, thở dài nói, Trương Dương báo án, nói là từ biêu bị cha con phó bộ trưởng bộ tuyên truyền đánh. Tống Hoài Minh ồ khẽ một tiếng, sau đó nói, cha con Vương Trọng Dương rốt cuộc là có đánh từ biêu không vậy. Câu nói đã lộ ra ra sự che chở của y với Trương Dương, y không hỏi chứng cứ, nói chung là hỏi như thế này, trong lòng Vương Bá Hành đã hiểu được mấy phần, liền lắc đầu nói, hiện trường không có nhân chứng, từ biu vẫn chưa tỉnh lại, chuyện này Trương Dương lại không có mặt. Chứng cứ không đủ. Tống Hoài Minh nói, chứng cứ không đủ thì có nghĩa là khả nghi ư? Vương Bá Hành gật đầu. Tống Hoài Minh nói, vậy thì đi điều tra đi ra chứng cứ đi thôi. Vương Bá Hành ngây ra, không phải chứ? tỉnh trường Tống bao che cho con rể đến thế này cơ à? Tống Hoài Minh nói, có chứng cứ thì không phải là có thể chứng minh cha con Vương Trọng Dương vô tội ư? Vương Bá Hành thầm nghĩ, lần này cha con Vương Trọng Dương xui xẻo rồi, Tống Hoài Minh 89 phần 10 không muốn chứng minh họ vô tội, y muốn mượn chuyện này để làm ra chút ẩn ý hư. Tống Hoài Minh nhìn đồng hồ nói, loại chuyện này hình như cũng không đến lượt anh quản, bảo phân cục xử lý đi, phải tin vào năng lực làm việc của người trẻ tuổi. Nói xong câu này y quay người bỏ đi. Vương Bá Hành đứng ngây ra cả nửa ngày, ý tứ của tỉnh trưởng Tống quá rõ ràng rồi, người ta là bảo y đừng có quản việc của người khác bộ trưởng bộ tuyên truyền tỉnh ủy trần bình triều đi tới vỗ vai y khiến cho vương bá hành giật nảy mình vương bá hành chừng mắt lườm trần bình triều muốn dọa chết người ta à nói gì rồi vương bá hành tức giận nói bảo chúng ta đừng lắm chuyện trần bình triều lắc đầu bá hành cha con vương trọng dương rốt cuộc đã làm gì vậy sao lại đắc tội với trương dương như vậy anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai vương trọng dương lại phạm phải sai lầm hạ cấp khi dưới cơn tức giận sai phỏng viên đài tỉnh tới phân cục Quảng Thịnh phỏng vấn, kỳ thực xuất phát điểm của Vương Trọng Dương không phải là muốn đưa chuyện này ra ngoài ánh sáng, mà là hư trương thanh thế, lợi dụng phương thức này gây áp lực cho cục công an. Hai phóng viên vừa tới phân cục Quảng Thịnh liền bị đuổi ra. Vương quân tuy tự thị thâm cao, nhưng vào cục công an rồi thì không khỏi vừa đấm vừa xoa trương nước phóng, hắn thừa nhận chỗ băng đồi trụy đó là của mình. Trên thực tế ngay cả mấy cuốn mà Trương Dương mang tới vụ oan giá họa hắn cũng nhận rồi, Loại đồ chơi này trong nhà quá nhiều, hắn thực sự cũng không rõ có phải là của mình hay không. Căn cứ vào chứng cứ mà khoa giám định thu thập được, trên người Từ Biu có không ít ngoại thương, đương nhiên trong đó có vết do Vương Quân lúc đẩy y lưu lại, cũng có vết là Trương Dương vào lúc thăm y đã động tay động chân, chứng cứ càng lúc càng bất lợi cho cha con Vương Trọng Dương. Trương Dương lúc tới thăm Từ Biu, y vẫn chưa tỉnh lại. Trương Dương Trần Mạch giúp Từ Biu xác định Từ Biu không có gì nguy hiểm tới tính mạng lại nhìn từ nhã bội khóc đến hai mắt sưng húp, Trương Dương thở dài, nói chị Từ, chị cũng quay về nghỉ ngơi đi, bộ trưởng Từ không sao đâu. Từ nhã bội cắn môi, nói Trương Dương, cảm ơn cậu. Trương Dương nói, sau này đừng làm những chuyện ngốc nghếch nữa là được, vì loại người đó không đáng đâu. Từ nhã bội nuốt lệ gật đầu. Trương Dương đưa mấy viên thuốc mang tới cho cô ta, tôi tìm người viết cho chị Phương thuốc, chị uống mấy viên này vào thì bệnh sẽ khỏi thôi, yên tâm đi. Từ Nhã bội cúi đầu không ngừng lau nước mắt. Lúc này bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Chi từ bên ngoài tiến vào, đi cùng còn có bộ trưởng tổ chức tỉnh ủy Sài Tuệ Minh, bọn họ đều là đặc biệt tới thăm Từ Bưu, sở dĩ long trọng như vậy cũng là suy nghĩ tới sự oán giận của tầng lớp lãnh đạo thị ủy Giang Thành, tỉnh lý làm ra tư thái này, ắt sẽ dẹp bớt được sự phẫn nộ của phía Giang Thành. Bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Chi rất ân cần hỏi thăm bệnh tình của Từ Bưu, thấy Trương Dương có mặt, Ông ta lập tức hiểu rằng từ Bill sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn Ông ta rất tin tưởng y thuật của Trương Dương Từ sau khi Trương Dương tới Bắc Kinh không ngại gian khổ bôn ba bận rộn vì cố minh kiệt Thái độ của cố doãn chi đối với hắn cũng tốt hơn nhiều Lúc Trương Dương chào hỏi ông ta, cố doãn chi cũng mỉm cười gật đầu Cố doãn chi nói với từ nhã bội, nhã bội à Tuổi cháu cũng sắp xỉ tuổi con gái bác, không cần phải lo lắng Cha cháu sẽ khỏi thôi, có vấn đề gì thì cứ tìm bác Bác nhất định sẽ giải quyết giúp cháu." Từ Nhã bội nuốt lệ gật đầu. Cô Doãn Chi lại nói, người trẻ tuổi có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm là khó tránh khỏi, vẫn phải áp dụng một số phương pháp xử lý bình tĩnh. Từ Nhã bội ôm miệng, quay mặt đi bật khóc. Cố Doãn Chi nhìn thấy bộ dạng của cô ta như vậy thì cũng không tiện nói nữa, ra hiệu bảo mọi người cùng nhau rời đi, đừng làm ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của Từ Bưu. Trương Dương đưa tiến đám người Trương Dương tới bãi đỗ xe. Lúc Cố Doãn Chi lên xe, lại nhớ ra gì đó, vẫy vẫy tay với Trương Dương, Trương Dương theo Cố Doãn Chi bước vào trong xe. Cố Doãn Chi nói, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lúc ban đầu Trương Dương cũng không ngờ Cố Doãn Chi lại tự mình tới thăm Từ Bưu, ông ta đã tới rồi thì Trương Dương cũng không bỏ qua cơ hội để ném đá xuống giếng, hắn hiểu tính khí của Cố Doãn Chi, quan niệm gia đình của Cố Doãn Chi rất mạnh, ghét nhất chính là loại người giống như Vương Quân đương nhiên lúc trước cố doãn chi bất mãn đối với mình cũng là bởi vì nguyên nhân hắn quá lạm tình. Trương Dương nói, bí thư cố, ông phải đáp ứng sẽ giữ bí mật nhé. Cố doãn chi gật đầu, lái xe của ông ta thức thời rời khỏi xe. Trương Dương lúc này mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cố doãn chi. Cố doãn chi càng nghe càng tức giận, nghe thấy vương quân tự mình làm sai xong rồi còn hãm hại từ nhã bội, tức giận gầm lên, vô sỉ. Vương Trọng Dương dạy con kiểu gì vậy? Trương Dương mừng thầm trong lòng, biết rằng mình đã thành công khơi dậy nộ hỏa của Cố Doãn Chi rồi, hắn nói nhỏ, phía cảnh sát đã tới lấy chứng cứ rồi, trên người bộ trưởng Từ có nhiều vết ngoại thương, căn cứ theo phán đoán sơ bộ thì là vết thương ngày hôm nay, mà sau khi bộ trưởng Từ tới Đông Giang, chỉ tới nhà bọn họ thôi. Cố Doãn Chi không nói gì nữa, nhưng sắc mặt đã chứng minh ông ta đã nảy sinh phản cảm rất sâu đối với cha con Vương Trọng Dương. Suối dục cũng phải đúng lúc đúng chỗ. Trương Dương cảm thấy thế là được rồi, y liền cáo từ cố doãn chi. Vương Trọng Dương sau khi đấm một quyền vào đinh mới hiểu ra, chuyện này đã không phải là tranh chấp gia đình thuần túy nữa rồi. Chuyện của từ Biêu đã dẫn tới sự công phẫn của cả tầng lớp lãnh đạo thành phố Giang Thành, bỏ họ chuyển đạt loại phẫn nộ này tới tỉnh Lý, mà Trương Dương ra tay đối đầu với cha con họ, không chỉ là đại biểu cho chính hắn mà cũng đại biểu cho thái độ của cả tầng lớp lãnh đạo Giang Thành. Muốn dẹp yên chuyện này, xử lý tốt chuyện này thì chỉ có thể đi tìm Bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Chi mà thôi. Vương Trọng Dương sở dĩ không định đi tìm Tống Hoài Minh là bởi vì y thông qua ám thị của Vương Bá Hành biết được rằng, đại thị trưởng Tống Hoài Minh đối với chuyện này mang thái độ dung túng. Vương Trọng Dương bất lực nên chỉ đành đi tìm Cố Doãn Chi, chuyện nhà mà lại biến thành như thế này là điều mà y không ngờ tới. Cố Doãn Chi đối với việc Vương Trọng Dương đến thăm thì không có phản ứng đặc biệt gì tuy trong lòng ông ta đã có một phán đoán hoàn chỉnh về chuyện này cực kỳ phản cảm đối với cách làm của cha con vương trọng dương nhưng ngoài mặt thì vẫn hờ hững trọng dương tìm tôi có chuyện gì vậy tình tự của vương trọng dương lộ ra vẻ khá kém y gật đầu nói bí thư cố tôi muốn giải thích một chút chuyện xảy ra ngày hôm nay cố doãn chi cười nhạt nói trọng dương à cậu là lão đảng viên lão cán bộ rồi nơi này là đâu chuyện nhà hình như không cần phải báo cáo với tôi Vương Trọng Dương hơi quýnh lên, nói, bí thư cố, tôi thật sự là rất cần phải nói rõ chuyện này, hiện tại rất nhiều người đều đang nói tôi và con trai đánh bộ trưởng bộ tổ chức Giang Thành Từ Biêu, nhưng thực tế là không phải vậy. Cố Doãn Chi nói, vậy thì tôi nghe đây. Vương Trọng Dương nói, bí thư cố, con trai tôi là Vương Quân và con gái của Từ Biêu là từ nhã bộ yêu nhau, vốn tôi cũng không hỏi chuyện của bọn trẻ, nhưng ai ngờ bọn chúng lại cãi nhau rồi chia tay, mà thời buổi này, ai còn phong kiến như vậy nữa chia tay thì chia tay đi. Cố Doãn Chi hữu ý mà như vô ý nói, chỉ vì cãi nhau mà tụi trẻ chia tay nhau ư. Vương Trọng Dương thở dài, nói, là chia tay nhau thật, con trai tôi hơi truyền thống một chút, khuê nữ của nhà lão tử là nữ chủ bạ của Giang Thành, là nhân vật công chúng, thanh niên vây quanh cô ta rất nhiều, cho nên trên tình cảm cũng không được chuyên nhất, lần này tới Đông Giang còn ở cùng với bọn Trương Dương. Vương Trọng Dương vốn muốn dùng những lời này để giành được sự đồng tình của Cố Doãn Chi, nhưng y không ngờ được nói vậy lại hoàn toàn phản tác dụng. Cố Doãn Chi tuy không lập tức phát tác, nhưng trong lòng đã đánh giá nhân phẩm của Vương Trọng Dương thấp đi nhiều. Vương Trọng Dương lại nói, con trai tôi không chịu được cô ta cứ dính líu đến người khác, cho nên tìm cô ta đòi chia tay, không ngờ con bé đó bị đả kích, uống thuốc ngủ, lão từ biết chuyện này liền tới nhà tôi lý luận, tôi nhỏ nhẹ khuyên ông ấy, muốn mọi người bình tĩnh nói chuyện. Nhưng ông ấy không cho tôi cơ hội giải thích, còn xông tới đánh tiểu quân, lúc đuổi đánh tiểu quân, tình tự của ông ta kích động quá độ, dẫn tới suất huyết não, cũng là hai cha con chúng tôi đưa ông ấy đến bệnh viện ngay, bí thư cố, anh nói xem chúng tôi có oan hay không. Cố Doãn Chi nói, anh có oan hay không thì tôi không biết, nhưng con trai anh có oan hay không thì tôi biết rõ. Vương Trọng Dương ngây ra, không hiểu Cố Doãn Chi nói vậy là có ý gì. Cố Doãn Chi nói, có thể khiến một nữ hài tử ôm quyết tâm muốn chết, người có đầu óc đều nghĩ ra được là đả kích lớn như thế nào. Con trai anh ngoan như vậy thì cục công an vì sao lại bắt nó? Nó phạm phải tội gì thì có cần tôi phải nói ra không? Mặt Vương Trọng Dương hết xanh rồi lại trắng, ở trước mặt cố doãn chi y căn bản không dám cãi, y làm sao mà ngờ được Trương Dương đã kể hết chuyện này cho cố doãn chi, cố doãn chi hiện tại căn bản không tin bất kỳ lời nói nào của y nữa rồi. Thật sự chọc giận cố doãn chi là Vương Trọng Dương vô tội cho Trương Dương, cố doãn chi tuy không vui vì giữa Trương Dương và con gái mình có quan hệ ám muội nhưng ông ta vẫn tin vào phẩm đức của trương dương cái này đối với cố doãn chi mà nói là một chuyện cực kỳ mâu thuẫn nhưng từ sau khi trải qua chuyện của con mình cố doãn chi tin trương dương đối với con gái đối với cố gia bọn họ không có ác ý gì lúc tới bệnh viện ông ta thấy trương dương có mặt từ trên biểu hiện của trương dương ông ta càng tin rằng trương dương giúp đỡ từ bill là xuất phát từ phẫn nộ trước những việc làm trái đạo nghĩa cho nên những lời vô tội của vương trọng dương đối với trương dương đã chọc giận cố doãn chi Vương Trọng Dương nói, bí thư cố, tôi biết, tôi quản giáo con trai không nghiêm. Cố Doãn Chi không chút khách khí ngắt lời Vương Trọng Dương, tôi vốn không có hứng thú gì đối với việc nhà của các anh, nhưng từ biêu phát bệnh ở nhà anh, anh nói cha con anh không có trách nhiệm. Ai mà tin được, anh muốn chứng minh mình vô tội thì lấy chứng cứ ra đi. Bảo mẫu có thể làm chứng. Đừng có nói lời thừa với tôi, tôi không phải là công an cũng không phải là pháp Việt, nguyên nhân của sự việc tôi không quản, nhưng từ bưu phát bệnh đã tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, cấp lãnh đạo thành phố Giang Thành đối với chuyện này cực kỳ oán giận, anh làm gì thế hả? Vào lúc này không ngờ còn phải phóng viên tới cục công an phỏng vấn, muốn vạch trần nội tình à? Một lão đảng viên, lão cán bộ, vì bao che cho con trai mình không ngờ lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy, anh thấy có đáng cười không? Vương Trọng Dương tịt không nói được gì. Cố Doãn Chi nói, từ bưu sau khi phát bệnh, anh đưa y tới bệnh viện là đúng nhưng vì sao lại bỏ y lại rồi đi làm không nói tới quan hệ giữa hai nhà các anh cho dù là giữa đồng chí với nhau cũng không nên biểu hiện lạnh nhạt như vậy chuyện này có thể nào cũng không đúng đạo lý anh đi đi xin lỗi từ bill đi còn viện phí của từ bill anh xem thế nào mà giải quyết câu sau cùng của cố doãn chi không phải là kiến nghị mà là mệnh lệnh vương trọng dương chỉ có thể gật đầu đáp ứng y lúc này đã biết thế nào gọi là đứng trên đống lửa rồi không ngờ Cố Doãn Chi vẫn không bỏ qua cho y, anh ở trong thể chế nhiều năm như vậy rồi, còn không rõ nói lời thì phải chịu trách nhiệm ư? Có những lời không thể nói loạn được đâu. Vương Trọng Dương lúc này ngay cả hối hận cũng không có, mình thế này chẳng phải là tìm ngược ư? Không có chuyện gì sao lại tìm Cố Doãn Chi để nghe chửi. Cố Doãn Chi nói xong xua xua tay, có chút bực mình nói, chuyện trong nhà anh tự mình đi mà xử lý đi, đừng làm ảnh hưởng tới công tác càng đừng làm ảnh hưởng tới tình tự công tác của những đồng chí khác. Vương Trọng Dương giống như chút được gánh nặng đứng dậy cáo từ Cố Doãn Chi, y lúc bước ra khỏi phòng làm việc của Cố Doãn Chi, lưng đã ướt sũng mồ hôi, lấy khăn tay ra, lau mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rời khỏi tòa nhà làm việc của tỉnh ủy thì trực tiếp gọi điện thoại cho Vương Bá Hành, giọng của Vương Bá Hành lộ ra vẻ bất lực, lão đệ, chuyện của tiểu quân lần này có chút phiền phức rồi. Vương Trọng Dương run giọng hỏi, sao vậy? vương bá hành nói miệng nó không cứng sau khi vào thì những gì không nên nói đều nói hết rồi thừa nhận mình có hấp diêm hai nữ diễn viên hiện tại hai nữ diễn viên đó đã được mời tới hiệp trợ điều tra rồi anh chuẩn bị tâm lý đi vương trọng dương trước mặt tối sầm lại suýt chút nữa thì ngã cắm đầu xuống đất tiểu quân không thể nào vương bá hành thở dài nó tự mình thừa nhân khẩu cung cũng ký rồi còn là giả ư lão đệ không phải là tôi không muốn giúp cậu con trai nhà cậu quá kém cỏi còn nữa, bí thư cố và tỉnh trưởng Tống đều lên tiếng rồi, chuyện này phải xử lý công bằng, không nói gì tới nhân tình cả. Chán vương trọng dương lại túa mồ hôi. Vương bá hành nói, lão đệ, các anh cũng thật là, sao tự dưng lại đi trêu vào trương dương. Gác điện thoại, vương trọng dương dứng 5 phút dưới mặt trời ấm áp của mùa đông, sau đó mới nhớ ra gọi điện thoại cho Trần Bình Triều, y muốn cầu Trần Bình Triều giúp đỡ, Trần Bình chiều suy nghĩ một lát rồi mới tỏ ý thử xem. Từ bưu rốt cuộc cũng tỉnh lại, người đầu tiên mà y nhìn thấy là con gái đang ngồi ở canh giường, khóc đến nỗi hai mắt đỏ bừng, từ bưu thò tay ra, nắm lấy tay con gái. Ông ta muốn nói rằng đừng sợ, nhưng giọng nói lại trở nên có chút cật lực. Đây là một số chứng trạng mà sau khi xuất huyết não để lại, phải thông qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi mới có thể khôi phục lại năng lực nói chuyện bình thường. Từ nhã bội nắm tay cha, chỉ khóc. Cô ta cho rằng mình làm liên lụy đến cha. "Đừng lo." Từ Bưu nói rất khó khăn. Từ Nhã bội gật đầu, "Cha, bí thư cổ của tỉnh ủy tới, ông ấy nói sẽ làm chủ cho cha." Lúc này Trương Dương cùng với Thường ủy thị ủy là cục trưởng cục công an Vinh Bằng Phi, bộ trưởng bộ tuyên truyền thị ủy Dương Khánh sinh bước vào. Vinh Bằng Phi lúc trước tới Đông Giang họp, cũng đặc biệt thay mặt cho các thường ủy thành phố Giang thành tới thăm Từ Bưu. Vinh Bằng Phi nắm tay Từ Bưu lắc lắc hai cái nói lão từ gân cốt vẫn còn cứng lắm nghỉ ngơi cho tốt đi chúng tôi còn đợi anh tới mở cuộc họp thường ủy nữa lúc giơ tay biểu quyết thiếu đi một phiếu của anh là không được đâu từ bill rất kích động y muốn nắm chặt tay vinh bằng phi nhưng trên tay lại không có bao nhiêu sức lực vinh bằng phi lại truyền đạt lời thăm hỏi của các lãnh đạo đối với từ bill y cũng không ở lại lâu dẫu sao thì từ bill vừa tỉnh lại nên cũng cần phải nghỉ ngơi tình tự không thể quá kích động được y và dương khánh sinh Trương Dương đi tới hành lang, Vinh Bằng Phi nói, nghe nói con trai của Vương Trọng Dương bị bắt à. Dương Khánh Sinh nói, đáng chết, trong chuyện của Từ Biêu, đám cán bộ của thành phố Giang Thành nhất trí đối ngoại, Dương Khánh Sinh hai ngày nay đều chú ý tới tất cả, năng lực của Trương Dương khiến y kinh thản không thôi. Vinh Bằng Phi trước đây từng làm cục trưởng phân cục Quảng Thinh, chuyện trong cục y biết rõ hơn ai khác. Trương Dương và Trương Đức Phóng liên thủ tống Vương Quân vào nhà giam, y cũng có nghe nói, từ bên trong cũng đoán ra được một chút chân tướng, không nói tới thủ đoạn của Trương Dương và Trương Đức Phóng, tên vương quân này quả thực là có vấn đề, nếu không lần này cũng không tra ra được nhiều chuyện như vậy. Vinh Bằng Phi nói, tôi vừa từ phân cục Quảng Thịnh tới. Vương quân lần này gặp phiền phức rồi, hắn chủ động khai từng hấp diêm hai diễn viên, còn tổ chức nhiều hoạt động thác loạn, e rằng phải mấy năm mới ra được tù. Trương Dương lạnh lùng nói, hắn vào tù cũng tốt, bớt đi một hỏa hại đại trưởng đài truyền hình Vương Trọng Dương từ rằng xa bước tới, nhìn thấy Vinh Bằng Phi, Dương Khánh Sinh thì gật đầu tỏ ý chào hỏi, sau đó cầm quà bước vào trong phòng bệnh đặc biệt. Không lâu sau, đồ của y bị ném ra ngoài, nghe thấy giọng nói phẫn nộ của từ nhã bội, ông đi đi. Không cần ông phải giả vờ thăm hỏi. Vương Trọng Dương sắc mặt rất khó coi bước ra, y do dự một chút rồi vẫn bước tới chỗ mấy người bọn Trương Dương, ánh mắt nhìn về phía Trương Dương, nói chủ nhiệm Trương, có thể nói chuyện với anh không? Trương Dương gật đầu, chỉ vào phía cuối hành lang. Vương Trọng Dương đi theo sau Trương Dương tới ban công, y đang châm trước xem nên mở miệng như thế nào. Trương Dương quay người lại, nhìn Vương Trọng Dương, cấp bậc của y tuy kém Vương Trọng Dương nhiều, nhưng hắn lại có loại khí thế từ trên cao nhìn xuống, có chút thiếu kiên nhẫn nói, Đại trưởng Vương, có chuyện gì thì mau nói đi, tôi còn việc quan trọng phải làm. Nếu như là bình thường, Vương Trọng Dương nghe thấy câu này nhất định sẽ du áo bỏ đi, nhưng hôm nay thì khác, Quyền chủ động nằm trong tay người ta, y có giận cũng không thể phát tác được. Y cố gắng khống chế tình tự của mình, nói nhỏ, "Chủ nhiệm Trương, tôi nghĩ giữa chúng ta chắc có chút hiểu lầm." Trương Dương bật cười, "Hiểu lầm ư? Tôi và ông không quen nhau, cũng chẳng quen với vương quân con trai ông, tôi không cảm thấy có hiểu lầm gì cả." "Nghe nói anh có tới nhà tôi?" "Đúng vậy, tôi phối hợp với cơ quan công an tới điều tra, tôi nói cho các người biết là tôi tố cáo hai cha con ông đánh bộ trưởng từ lên cơ quan công an đấy. Trương Dương không chút giấu giếm thừa nhận. Vương Trọng Dương bị thái độ trắng trợn của thằng ôn này chọc giận, Trương Dương căn bản là khinh thường mình, y lớn tiếng nói, nhưng chúng tôi không làm. Tôi làm sao mà biết được, nói chung là trên người bộ trưởng từ có vết thương, căn cứ vào giám định, chắc là bị ở nhà các người, ông nói không đánh ông ta, vậy chính là con trai ông đánh, cán bộ Giang Thành chúng tôi không bằng cán bộ tỉnh Thành các ông, nhưng cũng không thể tùy tiện bị người ta khi phụ đâu. Vương Trọng Dương nói, đây là chuyện nhà của chúng tôi, người ngoài hình như không tiện nhúng tay vào. Trương Dương cười nói, ai nhúng tay vào chuyện của các ông? Con trai ông hiện tại đang bị giam ở cục công an kia. Nghĩ tới con trai đang bị giam ở cục công an, trong lòng Vương Trọng Dương lại thấy khó chịu, ngữ khí của y lập tức mềm dẻo hơn, nói nhỏ, tôi thừa nhận là tôi chưa xử lý tốt chuyện này, không để ý tới cảm thụ của từ gia tôi nguyện y lo toàn bộ viện phí của bộ trưởng tư cái này thì liên quan gì tới tôi trương dương cảm thấy không cần phải nói chuyện tiếp với vương trọng dương nữa rồi vương trọng dương nhìn bóng lưng của trương dương trong mắt lộ ra vẻ oán độc y lớn tiếng nói người trẻ tuổi làm việc đừng quá đáng quá trương dương dừng chân không thèm quay đầu lại lạnh lùng nói con người tôi chính là quá đáng như vậy đấy tôi muốn chơi hai cha con ông khiến cho các người biết rằng làm người không thể quá bị ổi. Vinh Bằng Phi ngồi xe của Trương Dương quay về sở chiêu đãi của Cục Công an, hai tay kê sau đầu, nhắm mắt nói Trương Dương, vố này của cậu thâm quá. Từ bưu có ơn chi ngộ đối với tôi, phó ban của tôi chính là có ông ấy giúp mới leo lên được, ông ấy xảy ra chuyện, hai cha con lại bị người ta khi phụ như vậy, tôi không thể ngồi yên không để ý, tôi không có ý kiến với Vương Trọng Dương, nhưng Vương Quân thì tính là gì chứ? Tự cho mình là nha nội, con mẹ nó chứ, trong mắt tôi, hắn không bằng một con chó. Vương Trọng Dương không phải là muốn che chở cho hắn ư. Lần này tôi sẽ biết cái giá của việc che chở. Vinh bằng phi từ trong lời nói của Trương Dương hiểu rằng hắn không có ý bỏ cuộc, liền nói nhỏ, Vương Quân khẳng định phải vào tù rồi, chuyện này thôi thì bỏ đi. Trương Dương nói, bộ trưởng từ của chúng ta để họ đánh không à. Vương Quân thì đáng bị tội rồi, nhưng Vương Trọng Dương vẫn chưa nhận được giáo huấn. Vinh Bằng Phi nhìn Trương Dương, y không muốn tham gia nhiều ý kiến, y rất rõ bối cảnh của Trương Dương. Trương Dương là một cán bộ cấp phó ban, dám ở tỉnh Thành Trắng trợn chơi cán bộ cấp thỉnh là Vương Trọng Dương, rõ ràng là được lãnh đạo thượng cấp cho phép. Vinh Bằng Phi nghĩ tới Tống Hoài Minh, chẳng lẽ lần này là chủ ý của tỉnh trưởng Tống. Trương Dương sau khi đưa Vinh Bằng Phi về sở chiêu đãi, liền tới chính phủ tỉnh gặp đại tỉnh trưởng Tống Hoài Minh. Trương Dương lúc đi tới phòng làm việc của Tống Hoài Minh, Phó Bí Thư ủy Ban Kỷ luật tỉnh Lưu Diễm Hồng đang ở trong phòng làm việc báo cáo công tác với Y, thấy Trương Dương vào, Lưu Diễm Hồng liếc hắn thêm một cái. Trương Dương và ủy Ban Kỷ luật tỉnh không qua lại nhiều, nhưng đối với vị Phó Bí Thư Kỷ luật tỉnh này cũng nghe danh đã lâu, Lưu Diễm Hồng có danh hiệu là đệ nhất phú bà trên chính Đài Bình Hải, tài sản của bà ta là có từ người chồng trước. Trương Dương chào một tiếng tỉnh trưởng tống, sau đó cười cười với Lưu Diễm Hồng, chào Bí Thư Lưu. Lưu Diễm Hồng biết Trương Dương là con rể tương lai của Tống Hoài Minh, liền cười nói cậu là Trương Dương à. Quả nhiên là tuổi trẻ có tài. Trương Dương cười cười. Lưu Diễm Hồng thu lại văn kiện rồi đứng lên, nói tôi đi đây, có cơ hội thì cùng nhau uống trà nhé. Trương Dương thầm nghĩ, trà của bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh thì không dễ uống rồi. Tống Hoài Minh đợi Lưu Diễm Hồng đi rồi mới chỉ vào sa lông ở bên cạnh, nói ngồi đi. Trương Dương ngồi xuống. Tống Hoài Minh cũng ngồi xuống một chiếc salon lông khác, trà trong ấm vừa pha xong, Tống Hoài Minh tự tay cầm lấy bình trà, Trương Dương mắt rất nhanh nhẹn, cầm lấy ấm trà ở trước mắt Tống Hoài Minh rồi rót cho Tống Hoài Minh một chén, sau đó thì rót cho mình. Trương Dương uống một ngụm trà, nhưng không ngờ lại là khổ đinh, không khỏi nhíu mày. Tống Hoài Minh nói, không thích à, tôi cho cậu trà xanh mang về uống thử nhé. Không cần đâu ạ. À. Tống Hoài Minh cười nói, có gì mà ngại y đứng dậy kéo ngăn tủ ra, từ bên trôn lấy ra hai hộp trà lá, đưa cho Trương Dương một hộp cầm về thử đi. Trương Dương có chút được yêu quá mà sợ, tuy nói Tống Hoài Minh là cha của Yên Nhiên, nhưng người ta dẫu sao cũng là tỉnh trưởng Bình Hải, có thể cho mình đồ, đây là coi trọng mình, là không coi mình là người ngoài. Tống Hoài Minh làm sạch chén trà, trực tiếp đặt là trà vào trong, Trương Dương dùng nước sôi đổ vào, ở đây đương nhiên không thể chú trọng như ở quán trà, có điều lá trà rất đặc biệt, Tống Hoài Minh nói, sức khỏe của bộ trưởng từ sao rồi? Trương Dương nói, chắc là không có vấn đề gì lớn đâu, có điều vẫn phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tống Hoài Minh gật đầu, y biết y thuật của Trương Dương rất thần kỳ, nếu ra tay giúp đỡ Tử Biêu, thời gian khôi phục của Tử Biêu khẳng định sẽ rút ngắn đi nhiều. Lúc trước khi bố vợ sở Trấn nam của y bị nghẽn máu náo, Trương Dương thi triển diệu thủ, khiến lão gia tử trong vòng một tuần đã khôi phục lại hành động tự nhiên có điều lần này thời gian khôi phục của từ biêu khẳng định sẽ lâu hơn một chút ông ta bị suất huyết não đột ngột so với sở trấn nam thì hung hiểm hơn nhiều hơn nữa lại chậm trễ thời cơ trị liệu tốt nhất tống hoài minh nói cậu lần này thì tính là dám làm việc nghĩ hay là lắm chuyện trương dương nói bộ trưởng từ từng giúp tôi nhận ơn của người ta thì phải báo đáp tôi không phải là thánh nhân nhưng tôi biết trị ơn thì phải báo đáp không có lý do nào lại trơ mắt nhìn hai cha con họ bị người ta khi phụ mà tôi lại không lên tiếng cho họ. Tống Hoài Minh nói, cậu mãi vẫn vậy, có điều thanh niên có chút huyết tính cũng không phải là chuyện xấu. Y hợp một ngụm trà, nói, tôi nghe nói cậu lên tiếng nói muốn chơi cha con Vương Trọng Dương. Trương Dương có chút xấu hổ cười cười, xem ra không cần tôi động thủ nữa, Vương Quân đã bị bắt rồi. Tống Hoài Minh nói, cậu làm việc thủy chung vẫn vậy, có cần phải tạo thành thanh thế lớn như vậy không? cậu không bao giờ nghĩ tới ảnh hưởng à. Ngoài mặt thì Tống Hoài Minh đang phê bình Trương Dương, nhưng bên trong thì ngấm ngầm nhắc nhở hắn. Trương Dương đương nhiên hiểu ý của Tống Hoài Minh, hắn giải thích tôi cũng là bị hành động ác độc của hai cha con họ khiến cho hồ đồ rồi, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Tống Hoài Minh nói cậu tố cáo hai cha con họ đánh từ Bill, cậu có chứng cứ không? Trương Dương không nói gì, hắn quả thực là không có chứng cứ, tống hoài minh lại nói làm việc phải động não nhiều vào chuyện bắt gió bắt bóng không thể làm người ta không tố cáo cậu đấy nếu kiện cậu vu khống cậu phải làm sao trương dương nói sự thực chứng minh vương quân quả thật không phải là hạng tốt lành gì thượng bất chính hạ tất loạn tôi thấy vương trọng dương cũng chẳng phải là người tốt tống hoài minh nghiêm mặt nói nói với cậu cả nửa ngày mà cậu vẫn làm việc bằng cảm giác cậu có chứng cứ không không có chứng cứ thì đừng có nói linh tinh Trương Dương có chút minh bạch, nghe ý tứ của Tống Hoài Minh, y cũng bất mãn với Vương Trọng Dương, chẳng lẽ là muốn mượn chuyện này để kéo Vương Trọng Dương xuống nước. Trương Dương trong lòng lần mò được ba phần đạo lý, nhưng ngoài miệng thì không thể nói ra, hắn lý nhí bảo, sớm muộn gì thì cũng có chứng cứ thôi. Tống Hoài Minh ý vị thâm trường nói, vậy thì đợi có chứng cứ rồi hắn nói đi. Một đảng viên đã nói thì phải chịu trách nhiệm. Trương Dương rất nhanh liền tìm được chứng cứ, chứng cứ này là Trương Đức Phóng đưa tới, đối việc xử lý loại chuyện này, Trương Đức Phóng lão luyện hơn xa hắn. Trương Đức Phóng rất nhanh liền cho hai nữ diễn viên chỉ điểm vương quân về, nhưng lại lén lút phái người theo dõi họ. Trương Đức Phóng là một con hồ ly giảo hoạt, gã có một loại khứu giác linh mẫn, từ các loại hiện tượng gã nhìn ra được. Hành động nhắm vào cha con Vương Trọng Dương của Trương Dương lần này thuận lợi như vậy là bởi vì có người ở đằng sau chống lưng. Trương Đức Phóng và Vương Trọng Dương không quen biết nhau, cha con Vương ra chết hay sống chẳng liên quan gì tới hắn, loại nha nội cấp 2 như vương quân vốn không phải là hạng tốt lành gì, chỉ cần điều tra thì khẳng định có thể tra ra vấn đề. Có điều trương đức phóng không phải là hạng giá áo túi cơm như vương quân, chỉ hơi dùng kỹ xảo thẩm phấn một chút là thằng ôn này vãi ra hết những chuyện xấu của mình. Có thể nói tràng diện thảm hại của vương quân hôm nay hoàn toàn là do hắn tự tay tạo thành. chương 257, năm mới hai chuyện vui. Sự bao che của Vương Trọng Dương đối với con trai thì ai cũng thấy, Trương Đức Phóng dựa vào sự mẫn cảm đặc biệt của cảnh sát, cảm giác được Vương Trọng Dương khẳng định sẽ không chơ mắt để con trai mình vào ngục, mấu chốt của chuyện này là ở chỗ hai nữ diễn viên bị Vương Quân hấp diêm, Trương Đức Phóng đoán rằng Vương Trọng Dương sẽ tìm họ nói chuyện, thậm chí sẽ nghĩ biện pháp khiến hai nữ diễn viên này lật lại khẩu cung, từ lúc hai nữ diễn viên này rời khỏi phân cục, Trương Đức Phóng đã phái người tiến hành bọn họ 24 trên 24. Khổ công của Trương Đức Phóng không uổng phí, rất nhanh liền nhận được hồi báo quả nhiên có người tiếp xúc với hai nữ diễn viên này, Trương Đức Phóng lập tức áp dụng hành động, lại gọi hai nữ diễn viên này tới cảnh cục, quả nhiên, hai người cùng nhau lật lại khẩu cung. Trương Đức Phóng liên tục ham dọa, sau một phen nỗ lực, hai nữ diễn viên bị hắn dọa cho phải thật thà kể lại tình hình, nói là Vương Trọng Dương tìm người bàn điều kiện với họ, bảo bọn họ lật lại lời chứng. Ngọn đuốc này cuối cùng cũng thành công đốt lên đầu Vương Trọng Dương, dụ nhân chứng đưa chứng cứ giả, thân là cán bộ quốc gia biết Pháp còn phạm Pháp, Trương Đức Phóng sau khi thương lượng với Trương Dương, liền đưa chuyện này tới chỗ Cố Doãn Chi. Bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Chi lần này thật sự bị Vương Trọng Dương chọc giận rồi. Nếu như nói ban đầu Vương Quân xảy ra chuyện, ông ta còn chưa có tâm tư động đến Vương Trọng Dương, nhưng hiện tại Vương Trọng Dương tìm người làm giả bằng chứng, đã triệt để mất đi lòng tin của Cố Doãn Chi. Cố Doãn Chi gọi điện thoại cho chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tăng Lai Châu, bảo y ra mặt điều tra vấn đề của Vương Trọng Dương sau hai ngày vương quân vào ngục, đài trưởng đài truyền hình Vương Trọng Dương cũng bị song quy. Phó Bí Thư ủy ban kỷ luật tỉnh Lưu Diễm Hồng ở trong phòng làm việc của tỉnh trưởng báo cáo tiến triển mới nhất cho đại tỉnh trưởng Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh khóe miệng lộ ra nụ cười, Vương Trọng Dương quá thích bao che, nếu như y có thể bình tĩnh công chính xử lý chuyện này, cũng sẽ không biến báo tới mức độ này đâu. Lưu Diễm Hồng nói, y vẫn không thừa nhận đã đánh từ bưu có điều y đối với việc của hai nữ diễn viên đó đã dùng sau này sẽ lăng xê thêm cho họ để làm điều kiện trao đổi, để bọn họ phủ nhận chuyện lật lọng khẩu cung, dã phạm tôi làm trở ngại tư pháp. Tống Hoài Minh nói, không ngờ Trương Dương lần này lại dày vò đúng người, moi ra được vấn đề của cha con Vương Trọng Dương. Lưu Diễm Hồng Ý vị thâm trường nhìn Tống Hoài Minh, nói chỉ bằng hắn khẳng định là không giấy lên được sóng gió lớn như vậy đâu. Tống Hoài Minh nghe ra ẩn ý của Lưu Diễm Hồng, mỉm cười nói, bạn học của cô đang hoài nghi gì đó. Lưu Diễm Hồng không vạch trần, chuyển đề tài, đài truyền hình tỉnh chính là trọng điểm của bộ tuyên truyền Bình Hải, Vương Trọng Dương mất chức, nhân tuyển tiếp nhận thích hợp nhất là Tiếu Nguyên Bình. Tống Hoài Minh nói, chuyện này không đến lượt tôi vỗ bàn định án. Bí thư cố rất coi trọng công tác tuyên truyền. Lưu Diễm Hồng nói, không có nhân tuyển nào khác, nhất định là y. Tống Hoài Minh không nói gì, mục đích chân chính của y chính là lợi dụng chuyện này để khiến vương trọng dương xuống đài con người của vương trọng dương rất không nghe lời đối với tống hoài minh mà nói một đài trưởng đài truyền hình nếu như không phối hợp với công tác của mình hình tượng của mình rất khó nhanh chóng dựng cao được ở tỉnh bình hải y không phải là người thích lợi dụng thủ đoạn ám muội để đạt được mục đích có điều cơ hội lần này thực sự là quá tốt vương trọng dương bản thân lại quả thật có vấn đề hiếm có hơn là đại lão bản cố doãn chi cũng nảy sinh phản cảm đối với người này Tống Hoài Minh lại dụng mẽnh tướng Trương Dương để nhổ cái đinh trong mắt này cũng là chuyện hết sức đương nhiên. Cố Doãn Chi ở trong phòng làm việc đọc báo, chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy hạ bạ đát giúp ông ta bưng một chén trà đến trước mặt, cung kính nói, Vương Trọng Dương bị xong quy rồi, đài truyền hình hiện tại trên dưới đều rất loạn, lòng người hoảng hốt. Cố Doãn Chi gấp tờ báo lại, hờ hững cười nói, Tiếu Nguyên Bình không phải là phó đài trưởng ư. Hạ bát đạt nói khẽ, bí thư cố định dùng Tiếu Nguyên Bình à. Cố Doãn Chi nói có gì mà không được. Anh ta là phó đại trưởng, là một cán bộ cấp thính trừ Vương Trọng Dương ra. Luận năng lực, luận tư cách đều nên để y ra mặt chủ trì công tác. Hạ Bá Đạt nói bí thư cố, lúc ban đầu ngài có nói chuyện giữa Vương Trọng Dương và Từ Biêu chỉ là chuyện nhà, lãnh đạo tỉnh không tiện tham dự. Cố Doãn Chi gật đầu nói tôi quả thật có nói vậy. Thân là người bàng quan, tôi có thể nói ra quan điểm của mình không? Cố Doãn Chi cười nói Bá Đạt đừng có rụt rụt rè rè mãi thế, tôi phát hiện sao tuổi càng trẻ thì hình như cố kỵ càng nhiều thì phải. Hạ bá đạt nói, tôi ban đầu cũng cho rằng Trương Dương nhắm vào cha con Vương Trọng Dương là xuất phát từ lòng căn phẫn trước hành động trái đạo nghĩa của họ, là muốn đòi lại công đạo cho cha con từ Biêu, nhưng từ sau khi Vương quân vào ngục, tôi phát hiện ra chuyện này hình như có chút không đúng. Cố Doãn Chi gật đầu, cổ vũ y tiếp tục nói tiếp. Hạ bá đạt nói, án chiếu theo suy nghĩ của đại đa số người, Mục đích chút giận được Trương Dương đã đạt được rồi, Vương Quân vào ngục chẳng khác nào là bị trừng phạt, mà sự vào ngục của hắn đồng dạng cũng đã kích Vương Trọng Dương, thế nhưng hắn vì sao vẫn kiên trì tiếp tục đuổi đánh Vương Trọng Dương? Y dừng lại một chút rồi nói tiếp, đương nhiên phía công an cũng cấp cho hắn sự phối hợp nhất định, nhưng người có tác dụng chủ đạo vẫn là hắn. Cố Doãn chi mỉm cười, nói "Thời duy là cháu ngoại của tôi, cậu có phải là nói chuyện này có quan hệ tới tôi không?" Hạ Bá Đạt lắc đầu, nói tôi hiện tại đã phát hiện, tôi nhìn Trương Dương quá đơn giản rồi, từ kết cục hiện tại cho thấy, Vương Trọng Dương bị song quy, vị trí lãnh đạo số 1 của đài truyền hình bị bỏ trống, Tiếu Nguyên Bình đương nhiên được bổ sung vào chỗ trống này. Nhưng Tiếu Nguyên Bình lại có quan hệ rất tốt với tỉnh trưởng Tống. Trên mặt cố Doãn chi vẫn treo một nụ cười hờ hứng, bá đạt, đừng thừa nước đục thả câu nữa, cậu rốt cuộc là muốn nói gì. Hạ bát đạt lấy hết dũng khí, nói, Vương Trọng Dương trước đây vẫn rất nghe lời. Cố Doãn Chi cười ha ha, nói cậu có phải là muốn nói, Tống Hoài Minh mới là người giật dây đằng sau chuyện này, y đang lợi dụng cơ hội này để diệt trừ những kẻ chống đối mình, nâng đỡ lực lượng thân tín của mình, tăng thêm thực lực của y ở Bình Hải. Trương Dương là tướng tiên phong đỉnh cấp của y. Hạ Bát Đạt không nói gì, nhưng trong lòng quả thật là nghĩ vậy. Cố Doãn Chi nói, Bá Đạt, Vương Trọng Dương bị song quy không phải là bởi vì ai muốn chơi y, mà là bởi vì y quả thật có vấn đề chuyện lần này chỉ là một khúc nhạc dạo cậu tới ủy ban kỷ luật xem thử đi có bao nhiêu nhân dân gửi thư tố cáo y một cán bộ xảy ra vấn đề trước tiên đừng tìm nguyên nhân trên người người khác mà nên tìm ở trên chính người mình trước hạ bá đạt trầm mặc không nói gì cố doãn chi nói bá đạt tôi già rồi rồi sẽ có một ngày tôi không thể tiếp tục ngồi trên vị trí này nữa rồi sẽ có người leo lên nó chẳng lẽ tôi phải giữ cái vị trí này cả đời ư đồng chí hoài minh rất có năng lực bất kể là anh ta có suy nghĩ gì tôi cũng tin rằng xuất phát điểm của anh ta là bởi vì sự phát triển trong tương lai của bình hải chỉ cần là có lợi đối với bình hải chúng ta phải ủng hộ tiếu nguyên bình là một người rất có tính cách cũng rất có năng lực nếu không phải là những năm trước anh ta quá cấp tiến hiện tại vị trí đài trưởng đài truyền hình bình hải không phải là của vương trọng dương đâu một người chưa từng trải qua thất bại trên chính trị rất khó mà thành thục được tôi đã quan sát anh ta tiếu nguyên bình hiện tại đã đủ sức ngồi trên vị trí này rồi hạ bá đạt nói nhưng cố doãn chi cười bảo bá đạt anh theo bên cạnh tôi lâu như vậy rồi có phát hiện tôi coi ai là kẻ địch trên chính trường của mình không há bát đạt lắc đầu cố doãn chi nói muốn đi được xa trên con đường chính trị anh phải nghĩ tới người dân mắt nhìn về phía trước chứ thủy chung đừng nhìn xung quanh tự dựng lên những kẻ địch giả tưởng hạ bá đạt như hiểu ra gì đó Cố Doãn Chi nói, điều chỉnh ban thị ủy Nam Tích, tôi đã kiến nghị cậu tới Nam Tịch đảm nhiệm trước đại thị trường, mấy ngày tới sẽ có phê duyệt, gần đây bộ tổ chức sẽ tiến hành khảo sát cậu, cậu chuẩn bị cho tốt đi. Trong lòng hạ bá đạt nổi sóng, y đột nhiên có một loại cảm giác như muốn khóc, y vốn cho rằng Cố Doãn Chi đã quên mất mình rồi, nhưng sự thực chứng minh Cố Doãn Chi một mực không quên, một mực đều nhớ chuyện của y ở trong lòng. Sĩ vì người chi kỷ mà chết, hạ bá đạt hiện tiện nghĩ tới chính là câu này, y cảm động nói bí thư cố tôi nguyện ý cả đời này ở bên cạnh ngài làm thư ký cho ngài cố doãn chi mỉm cười nói đừng dễ dàng nói ra ba chữ cả đời này sinh mệnh chính trị của tôi đã sắp đi tới điểm cuối rồi mà cậu thì lại đối diện với một khởi đầu mới nhiều năm như vậy rồi cậu ở bên cạnh tôi chắc cũng không học được không ít thứ tôi hy vọng cậu có thể lợi dụng những gì đã học được để làm những chuyện tốt cho nhân dân làm thực sự hạ bá đạt gật đầu thật mạnh Cố Doãn Chi nói với vẻ đầy cảm xúc: Những năm nay, tôi tận mắt nhìn thấy vô số quan viên ngã xuống trong sĩ đồ. Quan trường nhìn thì phong quang vô hạn, kỳ thực lại bộ bộ kinh tâm. Muốn đi thật vững thì phải không thẹn với lòng. Bá Đạt, cậu nhớ chưa? Hạ Bá Đạt cung kính nói: Bí thư cố, tôi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ lời dạy của ngài. Vương Trọng Dương bị song quy, mà từ biu thì đã khôi phục với sức khỏe với tốc độ kinh người. Điều này đương nhiên là có liên quan tới bí phương mà Trương Dương cung cấp cho y sáng sớm từ biêu dưới sự dìu đỡ của con gái run run rẩy rẩy bước về phía sân thượng nhìn mặt trời đang từ từ nhô lên ở đằng xa từ biêu nói cha muốn về giang thành rồi từ nhã bội nắm chặt lấy cánh tay của cha cha đợi cha nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa con sẽ cùng cha về giang thành cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp con muốn rời khỏi giang thành từ biu nhìn con gái từ nhã bội nói bạn con đã giúp con liên hệ với thiên không vệ thị của hương cảng rồi bên đó đã đồng ý nhận con sau khi về Giang Thành, con sẽ lập tức từ chức. Từ Bưu trong lòng cảm thấy rất khổ sở, con gái rõ ràng là không thể bước ra khỏi nỗi đau lần này, Bình Hải dã trở thành trốn thương tâm của nó, cho nên nó mới đưa ra quyết định rời khỏi quê hương. Từ Bưu cố nén sự mất mát trong lòng, nói nhỏ cũng được. Từ Nhã bội cười ôn nhu, nói cha, cha cứ yên tâm, con sẽ không nhớ tới những chuyện trong quá khứ đâu, con đã quên hắn rồi, hắn không đáng để con dành cho hắn một chút tình cảm nào cả. Từ Bưu gật đầu, ánh mắt lại hướng về phía mặt trời ở đằng xa, lần này phải cảm ơn Trương Dương rồi. Đằng sau vang lên tiếng cười của Trương Dương, "Bộ trưởng Từ, ông muốn thật lòng cảm tạ tôi thì cho tôi lên chính ban đi." Từ Bưu cười cười quay người lại, nói, "Đinh là đinh mà bu lông là bu lông, vấn đề trên nguyên tắc thì không thể dễ dãi được." Y biết Trương Dương chẳng qua chỉ là nói vậy thôi, với năng lực của Trương Dương, lên chính ban là chuyện sớm muộn. Trương Dương sau khi Trần Mạch cho từ bưu thì liền rời đi, từ nhã bội tiến hắn tới ngoài cửa bệnh viện. Chuyện cô ta tới thiên không vệ thì công tác là Trương Dương bảo Hải Lan liên hệ, Trương Dương lưu lại số điện thoại của Hải Lan cho cô ta, bảo cô ta tự liên hệ với Hải Lan. Theo sự hồi phục của sức khỏe, tinh thần của từ nhã bội so với trước kia thì tốt hơn nhiều. Có điều vết thương trong lòng muốn lành lại vẫn cần một đoạn thời gian khá lâu, cô ta chân thành nói với Trương Dương cảm ơn. Trương Dương cười nói, không cần phải khách khí, lúc trước khi cha cô giúp tôi lên phó ban, tôi ngay cả một chữ cảm ơn cũng không nói đâu. Trương Dương không muốn để cha con từ ra có cảm giác hiếu mình nhân tình, cho nên hắn cố ý cường điều chuyện từ Bill đã giúp đỡ mình. Ngày đầu tiên của năm 1994, Lương Thành Long và Lâm Thanh Hồng cuối cùng cũng đón ngày đại hỷ của họ. Dưới sự nỗ lực của hai người, mẹ của Lâm Thanh Hồng là Trang Hiểu Đường cuối cùng cũng đồng ý tham gia hôn lễ của con gái thân phận của hai người đều khá là hiển hách, có điều trang hiểu đường vẫn vô cùng bất mãn đối với hôn sự này, cho nên bà ta không cho Lâm Thanh Hồng thông chi cho thân thích trong nhà, có thể đáp ứng để nữ nhi từ trong nhà xuất giá đã tính là đặc biệt khai ân rồi. Xe cưới do 20 chiếc xe BMW S tổ thành, rầm rộ lái vào trong học viên nông nghiệp Đông Giang, tràng diện hiển hách hấp dẫn sự chú ý của vô số người. Lương Thành Long thân mặt tây trang màu đen, phong độ người người ngồi ở trong xe, có điều trên mặt gã vẫn không có nhiều hỷ sắc, từ sau ngày Bạch Yến gây sự, gã và Bạch Yến không liên hệ với nhau nữa, có điều ám ảnh của chuyện này vẫn tràn ngập đầu óc hắn. Lâm Thanh Hồng những này này có biểu hiện rất bình tĩnh, giống như là chuyện này chưa từng xảy ra, càng như vậy, trong lòng Lương Thành Long càng bất an, gã luôn cảm thấy chuyện này là một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào thì nổ. Trương Dương nhìn ra sự bất an của gã, không khỏi cười nói, ngày đại hỷ, mặt mày khổ não thế làm gì? Lương Thành Long thở dài, tôi đột nhiên cảm thấy mình ngốc nghếch vô cùng. Trương Dương kinh ngạc nhìn gã, không biết vì sao gã lại tự mắng mình. Lương Thành Long nói, tôi là người đã trải qua một lần đổ vỡ rồi, tới hiện tại vẫn không biết hối cải, biết rõ hôn nhân là một cái hố, tôi vẫn cứ nhảy vào trong, tôi hối hận lắm rồi. Triệu Tĩnh và Kim Mẫn Nhi ngồi ở bên cạnh thấy gã nói vậy thì đều hiếu kỳ nhìn gã, Trương Dương bật cười, những lời này anh ngàn vạn lần đừng để cho chị dâu nghe thấy nhé nếu không anh sẽ thảm lắm đấy. Lương Thành Long cười khổ, nói tôi hiện tại cũng chỉ dám lào nhầu một mình thôi. Triệu Tĩnh nói, anh Lương, anh và chị dâu không phải là rất ân ái ư. Lương Thành Long nói, đó là vẻ ngoài thôi, đừng trách anh không nhắc nhở các em, ngàn vạn lần đừng kết hôn, hôn nhân là mồ chôn tình yêu đấy. Trương Dương cười ha ha, nói, vậy anh chẳng phải là chết hai lần rồi sao? Lương Thành Long nói, cậu tương lai không biết sẽ chết bao nhiêu lần đâu. Kim Mẫn Nhi nói, ngày đại hỷ, đừng nói những lời xui xẻo như vậy nữa. Lương Thành Long cười nói, nhìn không ra cô lại bảo vệ Trương Dương như vậy. Kim Mẫn Nhi đỏ mặt, Trương Dương mắng, Lương Thành Long, miệng của anh khuyết nước quá đấy. Lương Thành Long thở dài, nói, nhân sinh từ cổ ai không chết, lưu lại lòng son chiếu sử sách. Anh mà giống cái đó à? cứ như là hy sinh anh dũng lắm vậy. Xe cưới dừng ở trước ký túc xá nơi trang hiểu đường sống, trong tiếng pháo, Lương Thành Long dưới sự vây quanh của mọi người đi lên cầu thang, Trần Thiệu Bân, Đinh Triệu Dũng, Trương Dương đều đi theo tới tầng 3, cầu thang lập tức lộ ra vẻ chật trội. Đi tới cửa nhà trang hiểu đường, cửa phòng rầm một tiếng bị đóng lại, Trần Thiệu Bân và Trương Dương lao tới gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng cười của con gái, ai vậy? Lương Thành Long lớn tiếng nói, tôi, anh là ai? Nghe tiếng chắc là của Thời Duy. Lương Thành Long nói, tôi là Lương Thành Long. Lương Thành Long anh tới làm gì? Lần này là giọng của Kiều Mộng viện. Lương Thành Long cười nói, tôi tới cưới vợ, tôi tới đón Lâm Thanh Hồng, vợ của tôi. Mọi người đồng thời giống lên, Lương Thành Long lúc này đã quên đi buồn phiền trong lòng, biến thành mặt mày rạng rỡ. Cửa phòng ở, nhưng cửa chống trộm ở bên ngoài thì vẫn chưa mở, Thời Duy đứng ở cửa, Hồng bao đâu? Lương Thành Long trước truyền đã chuẩn bị xong hồng bao 888 để đưa, thời duy lúc này mới vinh mặt mở cửa ra, có chút khoa trương hét lên, ông chủ lớn như vậy mà ra tay keo kiệt thế. Không được. Lương Thành Long cười nói, em muốn bao nhiêu? Ít nhất cũng phải thêm hai số 8 nữa. Trương Dương vỗ cửa nói, mau mở cửa đi, nếu không thì 888 cũng không có đâu. Kiều Mộng Viện cũng bước lên, không mở đấy. Lương Thành Long lớn tiếng gọi, vợ ơi, Vợ ơi mở cửa, đám người xung quanh đều gân cổ hét theo. Vẫn là Trang Hiểu Đường bước tới, cười nhạt, nói, "Mở cửa đi, đừng ồn ào nữa." Lương Thành Long lớn tiếng gọi, "Mẹ." Trang Hiểu Đường coi như không nghe thấy, lại bước vào. Lương Thành Long lại đưa một phong 888 nữa, thời Duy và Kiều Mộng Viện lúc này mới mở cửa phòng, cửa phòng vừa mở, cả đám người đều ùa vào, Trần Thiệu Bân giang tay làm tư thế muốn ôm Thời Duy. Thời Duy gườm gườm nói, dám đùa với tôi à, cẩn thận tôi rút gân anh đấy. Trần Thiệu Bân nhìn thấy bộ dạng bất khả xâm phạm của cô ta thì quả nhiên không dám đùa nữa. Thời Duy cảm thấy mông bị người ta vỗ một cái, cô ta hầm hầm tức giận quay người lại thì Trương Dương cười tủm tỉm nói căng thẳng vậy làm gì. Ngày đại hỷ, đừng làm mất hứng của mọi người. Cú vỗ này của Trương Dương cực kỳ kín, nhưng Thời Duy thì lại cảm giác được rõ ràng, thằng ôn xấu xa này không ngờ lại dám chiếm tiện nghi của mình, kỳ quái là khi cô ta đối diện với Trương Dương thì lại không giận nổi. Trần Thiệu Bân và Đinh Triệu Dũng cũng đùa với Kiều Mộng Việt, ngày kết hôn mà không trêu phù dâu thì không vui. Lương Thành Long bước vào trong phòng, khấu đầu với mẹ vợ, Trang Hiểu Đường tuy không thích Lương Thành Long, nhưng biểu hiện hôm nay vẫn tính là tốt, trước mặt cũng không giống như trước kia, đưa hồng bao cho hắn, ngữ khí lãnh đạm, nói hai đứa sau này phải sống với nhau thật tốt, những chuyện khác ta cũng không nói. Lương Thành Long thật thà dạ một tiếng, lúc này mới đi vào trong phòng Lâm Thanh Hồng giúp Lâm Thanh Hồng đi giày và đeo nhẫn, Lâm Thanh Hồng hôm nay cũng đặc biệt vui vẻ, phụ nữ lúc hạnh phúc luôn là đẹp nhất. Lâm Thanh Hồng mặc áo cưới màu trắng mặc dù được một đám mỹ nữ vây quanh nhưng cũng không hề kém cạnh. Lương Thành Long nhìn Lâm Thanh Hồng rất thâm tình, Thanh Hồng, cái này tặng em. Lâm Thanh Hồng gật gật đầu, trong tiếng ủng hộ của mọi người, Lương Thành Long ôm Lâm Thanh Hồng rời khỏi nhà. Hôn lễ đương nhiên là tổ chức ở nhà khách chính phủ Đông Giang, nhân vật tai to mặt lớn tới tham gia hôn lễ rất nhiều, bao gồm cả bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Chi, đại tỉnh trường Tống Hoài Minh, cùng với mấy vị thưởng ủy tỉnh đều tới chúc mừng. Bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính ở Bình Hải rất có mặt mũi, y chỉ có một đứa cháu trai này, cho nên Lương Thành Long cũng rất yêu thương. Trương Dương và Kim Mẫn Nhi đứng cùng nhau, nhìn tình cảnh náo nhiệt, Trương Dương cười nói, hôn lễ của người Hàn Quốc các cô có náo nhiệt vậy không? Kim Mẫn Nhi nói, người trẻ tuổi của Hàn Quốc hiện tại rất nhiều đều chọn tổ chức hôn lễ kiểu Tây. Lúc hai người nói chuyện, chủ nhiệm phòng Chiêu thương Đông Giang Lôi Quốc Thao bước tới, mỉm cười gật đầu với Trương Dương, sau đó nói với Kim Mẫn Nhi, Kim tiểu thư chưa về Hàn Quốc à? Gần đây Lôi Quốc Thao đang tích cực nỗ lực lôi kéo nơi sản xuất của tập đoàn Lam Tinh tới Đông Giang, cho nên gã trước đây đã từng gặp mặt Kim Thượng Nguyên và Kim Mẫn Nhi kim mẫn nhi nói tôi định nghỉ ngơi ở trung quốc một đoạn thời gian lôi quốc thao cười nói kim tiên sinh có để lộ ý định khảo sát của ông ấy lần này không kim mẫn nhi cười nhạt nói tôi trước giờ không hỏi chuyện làm ăn của bác ấy lôi quốc thao thấy kim mẫn nhi kín miệng như vậy thì cũng đành bỏ cuộc gã lại đi tới cạnh trương dương chủ nhiệm trương đã quen với kim tiểu thư từ trước à trương dương cười nói chủ nhiệm lôi có hứng thú với mối quan hệ riêng tư của chúng tôi ư lôi quốc thoa cười nói không không tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi gã không phải là thuận miệng hỏi chơi trương dương chủ trì công tác của phòng chiêu thương giang thành trên một ý nghĩa nào đó mà nói trương dương và gã chính là đối thủ cạnh tranh trước khi trương dương xuất hiện lôi quốc thao đối với việc thuyết phục kim thượng nguyên mở nơi sản xuất ở đông giang có lòng tin cực lớn nhưng sau khi trương dương xuất hiện đặc biệt là hôm nay nhìn thấy quan hệ giữa trương dương và kim mẫn nhi lôi quốc thao không khỏi lo lắng trương dương không thể nào lại chen ngang muốn cướp tập đoàn lam tinh về giang thành chứ có suy nghĩ này lôi quốc thao đương nhiên là phải cảnh giác rồi lúc này lương thành long gọi trương dương tới giúp đỡ rót rượu trương dương nhân cơ hội bỏ đi lôi quốc thao lại nói với kim mẫn nhi kim tiểu thư cô định ở lại đông giang mấy ngày có cần tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho cô không kim mẫn nhi cười cười không để ý đến hắn nữa bước về phía triệu tính Khách tới hôm đó rất đông, ngay cả Trương Bích Quân của cục công an cũng xuất hiện, quan hệ giữa cô ta và bí thư thị ủy Lương Thiên Chính không tồi, lúc Trương Dương cùng Lương Thành Long đi kính rượu, Trương Bích Quân vẫy vẫy tay với Trương Dương, Trương Dương đi tới cạnh cô ta, Trương Bích Quân đưa cho hắn một số điện thoại, nói: "Xong việc thì gọi điện thoại cho tôi nhé." Trương Dương gật đầu, thầm nghĩ Quốc An lại muốn làm phiền mình à, quan hệ hiện tại giữa hắn và Quốc An vẫn tính là ăn ý, kể ra gần đây Quốc An giúp hắn rất nhiều việc hắn ngược lại không làm gì cho quốc an cả, mỗi tháng còn lĩnh một phần tiền lương của quốc an, nghĩ cũng thấy hơi xấu hổ. Bởi vì lãnh đạo quan trọng có mặt khá đông, cho nên mọi người đều ước thúc hành vi của mình, không có cảnh lộn xộn như trong những đám người khác, cả hôn lễ được tiến hành đâu ra đó, có điều bầu không khí tất nhiên là kém vui hơn một chút. Tiệc cưới cuối cùng cũng kết thúc, Lương Thành Long và Lâm Thanh Hồng bắt đầu tiến khách. Trương Dương vốn có nhiệm vụ tiếp nhà gái, nhưng trang hiểu đường lại không cho con gái thông chi cho thân thích cho nên bàn này trống lâm thanh hồng trong lòng đương nhiên có chút không vui từ đó có thể thấy mẹ cô ta vẫn giữ thái độ phản đối đối với hôn sự của cô ta và lương thành long trương dương bớt thời gian gọi điện cho trương bích quân mới biết rằng cô ta chưa đi mà vẫn ở lại trong bãi đỗ xe thế là liền đi tới đi tới xe đua của trương bích quân trương bích quân nói kim mẫn nhi lại tới đông giang rồi lần này chắc không là có liên quan tới anh chứ Trương Dương cười nói, cô nghĩ nhiều rồi, người ta là tới làm ăn, không có liên quan gì tới tôi. Trương Bích Quân bảo, chú ý giữ khoảng cách, thân phận của cô ta rất đặc biệt, đừng dẫn tới ảnh hưởng quốc tế không tốt. Trương Dương cười nói, các cô lo xa quá rồi. Cái này không liên quan gì tới quốc an cả, là lời khuyên của cá nhân tôi đối với cậu thôi. Trương Bích Quân nói xong, mở cặp táp, từ bên trong rút ra một bức ảnh, người này chắc là anh quen chứ? Trương Dương cầm lấy tấm ảnh để xem, bất giác ngây ra đó, trong ảnh là một đôi nam nữ đang nói chuyện, người nữ thì hắn rất quen, không ngờ là Văn Linh, con gái của phó thủ tướng Văn, người nam tướng Mạo Anh Tuấn, khí chất bất phàm, tuổi khoảng 15-36, hắn trước giờ chưa từng gặp, điều khiến Trương Dương kinh ngạc là, khuôn mặt trước giờ chưa từng cười của Văn Linh lại đầy vẻ tươi cười, cái này quả thực là rất không bình thường. Trương Bích Quân nói, bức ảnh này là chụp ở Hán Thành, cô gái trong bức ảnh là Văn Linh con gái của Phó Thủ tướng Văn, còn người nam là Thôi Chí Hó Án, Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn An Vũ. Trương Dương nhìn kỹ lại bức ảnh, bọn họ chẳng không phải là yêu nhau rồi chứ. Trương Bích Quân nói, tôi không rõ, có điều hiện tại có thể khẳng định một chuyện Văn Linh trong thời gian ở Hàn Quốc có quan hệ rất tốt với Thôi Chí Hoán, Thôi Chí Hoán cùng cô ta đi tới không ít nơi của Hàn Quốc. Trương Dương thầm thầm buồn bã, rất ủy khuất cho Đỗ Thiên Giá, không ngờ Văn Linh lại cho gã đội mũ xanh quốc tế, đặc biệt đáng giận là tên thôi trí hoán này còn là người Hàn Quốc, nhìn thế nào cũng không thấy bằng đỗ thiên giã. Chẳng lẽ thế đạo thay đổi rồi, con gái hiện tại đều thích bọn mặt trắng. Trương Dương trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại nói quốc ăn các cô cũng nhàn quá không có việc gì làm à, cả ngày đi xăm so chuyện riêng của người ta. Trương Bích Quân nói, thân phận của Thôi Chí Hoán khiến chúng tôi hoài nghi, người này rất có khả năng là đặc công Hàn Quốc, hắn tiếp cận văn linh nhất định là có mục đích khác. Trương Dương nói, vì sao phải nói với tôi chuyện này? Cô nên trực tiếp nói với phó thủ tướng Văn mới đúng chứ. Trương Bích Quân nói, tôi không có chứng cứ xác thực, cho nên chỉ có thể lấy dự phòng làm chủ. Cái này có liên quan tới tôi à? Trương Bích Quân gật đầu một cách khẳng định, tập đoàn An Vũ của Hàn Quốc đang bàn chuyện hợp tác với nhà máy công trình cơ giới Giang Thành, theo tôi biết, đại biểu đàm phán phía Hàn Quốc chính là Thôi Chí Hoán, tôi muốn anh gia nhập vào chuyện này lưu ý tới động hướng của hắn nhiều một chút trương dương nói yên tâm đi bất kể hắn có phải là gián điệp hàn quốc hay không thì tôi cũng sẽ lưu ý tới hắn không vì gì khác chỉ vì đỗ thiên giã thôi hắn cũng nên làm vậy rồi trương bích quân nói tôi sẽ phái người tới hiệp trợ công tác của anh trương dương nói tôi độc lai like độc vãng quen rồi không cần người khác hiệp trợ đâu trương bích quân cười cười nói chung dựa vào một người mà đơn đả độc đấu thì không được đâu Tôi sao cảm thấy như cô muốn tìm người tới giám thì tôi." Trương Bích Quân nói, "Yên tâm đi, anh còn chưa tới mức đó đâu." Tham gia hôn lễ của Lương Thành Long, tất cả mọi người đều bận rộn, Kim Mẫn Nhi đương nhiên chưa hôm đó phải ngồi máy bay tới Bắc Kinh, cô ta tới đó hội họp với mẹ rồi cùng đón năm mới. Trương Dương thì lái xe hoàng quan của Lương Thành Long tới Phỉ Thủy Cốc núi Đông Lâm thuộc huyện Thương Thủy Đông Giang, tới đây là vì lúc trước đã ước hẹn cùng Tần Thanh tới một căn nhà gỗ đón năm mới. Tần Thanh sở dĩ lựa chọn nơi này để hội họp với Trương Dương là bởi vì núi Đông Lâm nằm giữa Lam Sơn và Đông Giang, cách hai thành phố này không quá 100 cây em, hơn nữa nơi này vừa mở mở khu nghỉ dưỡng, du khách rất ít, Tần Thanh và Trương Dương đều là nhân vật công chúng, bọn họ có điều phải cố kỵ. Trương Dương men theo đường núi tiến vào núi Đông Lâm, núi Đông Lâm trên khí thế rõ ràng là không thể nào sánh bằng núi Thanh Đài, có điều ngọn núi nhỏ này cách mặt nước biển không quá 400 m thắng cảnh tú lệ Chỗ nào cũng thấy sơn tuyền hồ bạc, sơn thủy tôn nhau. Tuy đã là mùa đông, nhưng nhiệt độ trong sơn cốc vẫn hơn không độ, dõi mắt nhìn, chỗ nào cũng là thực vật màu xanh, cảnh đẹp ý vui. Trương Dương từ giữa đường rừng tiến vào cốc phỉ thúy, tuy là ngày đầu tiên của năm mới, những người tới nghỉ ngơi không nhiều, hắn trực tiếp lái xe vào trong khu nhà gỗ, đi tới trước biệt thự gỗ số 15, từ xa đã nhìn thấy Tần Thanh đứng ở trước nhà gỗ. Ánh năng ấm áp chiếu lên thân hình thon dài của cô ta tạo thành một đường viên vàng, giống như là nữ thân tỏa hào quang bốn phía vậy. Trương Dương lái xe vào cửa rồi bước xuống. Tần Thanh vui mừng như một con chim non chạy tới đón, cũng chỉ có ở loại địa phương này, Tần Thanh mới có thể cởi bỏ cái mặt nạ thường ngày, để lộ ra con người thật sự của mình. Tần Thanh nhảy lên, lao vào lòng Trương Dương, Trương Dương ôm lấy cô ta rồi quay một vòng, đôi chân thon dài của Tần Thanh quạp chặt lấy eo hắn chủ động đưa đôi môi ấm áp mềm mại tới. Hôn thắm thiết một lúc lâu, Trương Dương mới nhẹ nhàng vỗ lên mông cô ta, thả tần thanh xuống, hai người nắm tay nhau bước vào trong căn nhà gỗ. Thiết bị trong căn nhà gỗ khá đầy đủ, tần thanh một tiếng trước đã tới đây, đã mở máy điều hòa, trong phòng khá ấm áp. Trương Dương cởi áo ra ra, nhìn thấy trên bàn ăn ở phòng ăn đã đặt không ít thức ăn, không khỏi cửa nói em chuẩn bị chu đáo nhỉ, Tần Thanh thản nhiên cười nói, em lúc sáng mở hội nghị ở chính phủ thành phố, buổi trưa ăn xong liền tới đây, trước khi tới đã mua một ít thức ăn ở Lam Sơn. Trương Dương ngồi trên sa lông, vỗ vỗ sa lông, Tần Thanh ngồi xuống cạnh hắn rồi tựa sát vào lòng hắn. Ở trong lòng Trương Dương, Tần Thanh đã hoàn toàn thả lỏng mình, trở lại mặt nữ tính của cô ta, thân là phó thị trưởng Lam Sơn, ở trước mặt người ta phải giữ hình tượng kiên cường quả cảm, nhưng cô ta cũng cần che chở, cũng cần quan tâm yêu thương. Trương Dương nhẹ nhàng vuốt tóc Tần Thanh, mệt không? Hay là em nghỉ ngơi một lát đi, anh đi chuẩn bị bữa tối. Tần Thanh lắc đầu, ôm lấy cánh tay Trương Dương, nói, quên chúc mừng anh rồi, thanh niên mười tốt của tỉnh, đó là một vinh dự rất lớn đó. Anh rất hờ hứng với những thứ này, thanh niên mười tốt của tỉnh còn không bằng một cái lợi ích thực tế của cán bộ cấp chính ban. Tần Thanh cười cười nhéo tai hắn, đừng gấp, người ta không thể nào ăn một bữa là béo được, biểu hiện của anh ở Giang Thành trong đoạn thời gian này mọi người đều thấy, Giang Thành 10 tốt, tỉnh 10 tốt, hai vinh dự này đã khẳng định rõ vị trí số 1 của anh trong cán bộ thanh niên Giang Thành rồi. Trương Dương nói, bí thư đỗ bảo anh tới chủ trì công tác của phòng chiêu thương, trọng điểm công tác vào năm tới của anh lại là chiêu thương dẫn tư rồi. Tần Thanh gật đầu, Trương Dương, anh ở Đông Giang đã gặp mặt Ngô Minh à. Trương Dương kể lại chuyện ở Nam Quốc Sơn Trang gặp Ngô Minh, mỉm cười nói chuyện đó quả thật là tại anh anh đột nhiên phanh gấp mới dẫn tới việc hai xe đâm nhau có điều xe của họ đi quá gần sao gã ở trước mặt em nói xấu gì anh à không chỉ nói là có gặp anh ngay cả chuyện đâm xe cũng không nói trương dương bảo anh không thích người này cảm thấy gã rất giả dối tần thanh cười nói tính khí của anh vẫn vậy cái gì cũng biểu hiện ra ngoài có một số chuyện có thể giấu ở trong lòng thì cứ giấu đi anh nếu chuyện gì cũng giấu giếm thì há chẳng phải là quá âm hiểm rồi tần thanh tựa sát vào ngực hắn em tin anh giấu giếm với ai chứ không như vậy với em đâu trương dương làm mặt xấu là em nói đấy nhé tần thanh cảm thấy biến hóa thân thể của thằng ôn này đỏ mặt đánh lên người hắn một ái nói anh cơm đi trương dương lắc đầu ấn tần thanh vừa mới ngồi dậy xuống đè cô ta lên salon anh muốn ăn em tần thanh mắt khép hờ nói khẽ anh chẳng bao giờ chịu chia rõ thời gian trường hợp gì cả trương dương nhẹ nhàng cởi quần cô ta ra hô hấp biến thành gấp gáp đảng ta không phải là đề xướng trong công tác hiện thực phải dũng cảm phá vỡ lề lối cũ có tính sáng tạo ư thế này mới gọi là khai thác tinh thần tần thanh giấy dụa hai cái có tính tượng trưng rất nhanh liền mềm hoạt dưới động tác của trương dương ôm lấy mặt hắn nói anh trong công tác có một nửa tinh thần này là được rồi a à, trương dương ôm chặt lấy người cô ta Nói nhỏ, A H -hát, hát là người thực tế. ngũ nhân phó thị trưởng Yểu Điệu nói, em thích. Cốc phỉ thúy cũng có suối nước nóng, tuy quy mô không bằng cốc Xuân Hy của núi Thanh Đài, có điều chất nước rất tốt. Trương Dương và Tần Thanh sau khi ăn cơm xong liền đi tới trung tâm suối nước nóng, Tần Thanh chuẩn bị rất đầy đủ, tự mang theo áo tắm. Trương Dương thì không tính nhiều như vậy, chỉ có thể lâm thời ở trong cửa hàng Bách Hóa mua một cái quần bơi, tốn mất 50 đồng của hắn, thứ này ở trong thành thì cùng lắm là 10 đồng. Đáng ghét hơn là còn không được chọn kiểu, bộ vị quan trọng của quần bơi còn in một con chuột, may mà chỗ này không có người quen, nếu gặp phải người quen, trương đại quan nhân thật không biết giấu mặt vào đâu. Tần thanh mặc áo tắm một mảnh màu đen, thân hình khiêu gợi khiến trương dương nhìn mà nhỏ cả nước rãi, hoa văn hình con chuột tất nhiên là phình ra nhiều, tần thanh để ý thấy biến hóa của hắn, không nhịn được mà phải nhắc nhỏ đây là nơi công cộng, anh thu liếm một chút đi. Trương dương cười hắc hắc, Hai người quấn khen tắm bước vào giữa suối nước nóng. Hai người đi tới hồ lá thông, Trương Dương rất thoải mái nhúng cả người xuống nước, hưởng thụ nước suối. Tần Thanh ngồi ở bên cạnh hắn, tuy Tần Thanh đã 28 tuổi, nhưng da thịt vẫn nõn nà, điều này tất nhiên liên quan tới chế độ bảo dưỡng của cô ta, cũng liên quan mật thiết tới công phu thổ nạp mà Trương Dương truyền cho cô ta. Tần Thanh nói, anh tới Nam Quốc Sơn Trang không phải là để gặp mặt Kim Thượng Nguyên của tập đoàn Lam Tinh chứ? trương dương bật cười đề tài này vừa rồi bọn họ vẫn chưa nói xong xem ra tần thanh cũng rất quan tâm tới chuyện của tập đoàn lam tinh trương dương gật đầu ở trước mặt tần thanh hắn không cần phải giấu giếm gì cả thị trường tả rất hứng thú với tập đoàn lam tinh cho nên bảo anh mời tập đoàn lam tinh tới giang thành khảo sát tần thanh gật đầu theo em biết kim mẫn nhi lúc ban đầu muốn đặt nơi sản xuất ở trong lam sơn và đông giang không tính tới giang thành cho nên thị trường tả mới phái anh đi làm công tác Thanh à, nếu như chuyện này ảnh hưởng tới em thì anh sẽ thôi không làm nữa. Trong lòng Tần Thanh thấy rất ấm áp, cô ta biết Trương Dương nói thật, vì cô ta, Trương Dương có thể làm rất nhiều chuyện, cô ta lắc đầu, nói, tình cảm giữa chúng ta là một chuyện, công tác lại là một chuyện khác, làm tình chú tại Lam Sơn đương nhiên là chuyện tốt, có điều Kim Thượng Nguyên không phải là kẻ ngốc, ông ta sẽ cân nhắc lợi hại của các phương diện, quyền lựa chọn sau cùng là ở chỗ ông ta, căn cứ vào tình huống hội đàm của em và ông ta, Kim Thượng Nguyên không có hứng thú lắm với Lam Sơn. Trình độ phát triển kinh tế của Lam Sơn khá cao, giá thành sản xuất, tiền công nhân công ở trong cả Bình Hải mà nói là khá cao. Trong nhận thức của em, thương nhân Hàn Quốc quan tâm nhất là giá thành sản xuất, cho nên hy vọng của Lam Sơn không lớn. Trương Dương nói: Anh chỉ là phụng mệnh đi mời ông ta tới khảo sát thôi, chuyện cụ hề thì vẫn chưa quyết định. Tần Thanh mỉm cười, Tả Viên chiều gần đây rất quan tâm tới khu phát triển của Giang Thành xem ra trên đại hội nhân dân sắp khiến ông ta rất có động lực. Trương Dương biết Tần Thanh đang ám chỉ chuyện tuyển cử thị trưởng Giang Thành, nếu như nói trước đây chuyện đó còn là huyền niệm, hiện tại cơ hồ không còn tồn tại bất kỳ biến số gì nữa rồi. Lý Trường Vũ gần đây gặp vận xui liên tục, trên chính thức cũng không có biểu hiện đột xuất gì, mà tả viên chiêu trong việc kiến thiết khu phát triển là cải cách xí nghiệp làm không tồi, đã có được sự công nhận của lãnh đạo thượng cấp, càng quan trọng hơn là bí thư thị ủy Giang Thành Đỗ Thiên Giã rất hân thường y, trương dương nói ai là thị trưởng đều không có liên quan gì tới anh dẫu sao cũng chẳng tới lượt anh tần thanh nói có từng nghĩ tới huyện lý công tác không trương dương gật đầu anh cũng nghĩ rồi tới hạt huyện của giang thành làm một huyện trưởng vậy cũng tính là làm thổ hoàng đế một phương tần thanh cười nói tư tưởng của anh lệch lạc quá có điều với tính khí của anh nếu điều tới huyện lý thật không biết sẽ gây ra động tĩnh lớn cỡ nào em thấy đỗ thiên giã không dám thả anh đi đâu Và lại thời gian anh tới Giang Thành chưa lâu, trên công tác khẳng định cần sự phụ tá và ủng hộ của anh, trong khoảng thời gian ngắn anh đừng hòng đi được. chương 258, theo dõi đưa tin. Trương Dương rất có đồng cảm, hắn nói nhỏ, vấn đề của Giang Thành thực sự là quá nhiều, chủ nhiệm phòng chiêu thương Đồng Hồng Ngọc cũng bởi vì tham ô và sử dụng công quỹ mà bị xong quy rồi. Em nói xem, một Giang Thành nho nhỏ sao lại nhiều tham quan ô lại như vậy nhỉ? Tần Thanh nói, đa số cán bộ vẫn tốt, những người mà anh thấy chẳng qua là một bộ phận sâu mọt mà thôi. Một con sâu làm giàu nồi canh, em đừng coi thường một bộ phận sâu mọt này, bọn chúng đã hạ uy tín của những cán bộ chúng ta xuống rất thấp đó. Tần Thanh nói, muốn để thăng địa vị của cán bộ trong mắt những người dân thì phải làm từ bản thân mình, chỉ có giữ nghiên bản thân, thật lòng thật ý làm việc cho lão bách tính mới có thể khiến bọn họ dần dần khôi phục lại lòng tin của họ đối với những cán bộ chúng ta. Trương Dương không có loại tư tưởng cao độ như Tần Thanh, có điều hắn căm thù bọn quan tham ô tới tận xương tủy, những cán bộ này so với bọn trộm cắp còn đáng ghét hơn, bọn chúng đã phụ lòng tin của lão bách tính. Trương Dương đang chuẩn bị nói tiếp thì đột nhiên phát hiện ở nơi xa xa có ánh đèn nhấp nhánh, nếu như là người bình thường thì sẽ không chú ý, nhưng Trương Dương thì khác, phản ứng của hắn đối với xung quanh vô cùng mẫn cảm, anh dõi mắt nhìn thì thấy ở đằng xa một đôi nam nữ đang chụp ảnh, trong suối nước nóng cấm chụp ảnh, không biết bọn họ làm thế nào mà mang được máy ảnh vào. Có điều góc độ mà họ chụp ảnh vừa hay có thể chụp cả Tần Thanh và Trương Dương vào, Trương Dương lập tức cảnh giác. Hắn bước ra khỏi suối, Tần Thanh có chút kinh ngạc hỏi, chuyện gì vậy? Trương Dương đã đi tới trước mặt nam tử, nam tử đó nhìn thấy Trương Dương bước tới, rõ ràng là có chút hốt hoảng, cố sức giả vờ như không có chuyện gì, "Vợ, vợ, đổi tư thế." Nữ nhân đó cũng rất phối hợp làm ra tư thế ưỡn hẹo. Trương Dương nhìn thấy nữ nhân đó thì cười một tiếng hắn cầm bình nước quay trở lại đôi phu thê đó thấy không có chuyện gì tựa hồ như yên tâm bọn họ tiếp tục chụp ảnh trương dương cũng không để ý tới họ quay về trong suối nước nóng tần thanh hỏi nhỏ sao vậy trương dương nói nhỏ tên tiểu tử đó có chút không ổn hình như là đang chụp lén chúng ta tần thanh cũng khẩn trương làm thế nào bây giờ trương dương nói không sao hắn không chạy được đâu hai người rời khỏi suối nước nóng trương dương bảo tần thanh về nhà gỗ trước tần thanh lo hắn gây chuyện kiên trì đi theo hắn hai người vào trong xe ngồi đợi không lâu sau đôi phu thê đó thay quần áo rồi đi ra trương dương kéo cửa sổ xuống thính lực của hắn siêu mạnh cuộc đối thoại của đôi phu thê đó lọt vào tai hắn rất rõ ràng nam tử nói hắn hình như hoài nghi anh rồi may mà anh phản ứng kịp nữ nhân đó nói gan của anh nhỏ quá thấy hắn thì sợ đến nỗi biến sắc nếu là em em cũng sẽ hoài nghi anh Nam tử cười nói, em phối hợp tốt lắm, đi thôi. Trương Dương bảo Tần Thanh đợi hắn ở trong xe rồi bước tới, nam tử đó nhìn thấy Trương Dương, vội vàng theo nữ tử đó chui vào trong xe, Trương Dương đi tới trước xe thì bọn họ đã khởi động xe rồi. Hai tay Trương Dương dùng sức nhấc đuôi xe lên, hai bánh sau của xe bị nhấc lên thì không thể đi được. Đôi nam nữ ở trong xe sợ đến nỗi mặt trắng bệch ra, đây là người gì vậy? Chỉ bằng sức cơ bắp mà có thể nhấc một chiếc xe gần tấn dưới lên. Nam tử đó cuối cùng cũng buông bỏ việc bỏ trốn, tắt máy xe, Trương Dương thả tay ra rồi xông lên trước, mở cửa xe ra, kéo nam tử từ ghế lái ra ngoài. Nam tử đó kinh hãi hét lên, anh làm gì vậy? Tôi, tôi báo cảnh sát đó. Trương Dương cười lạnh, nói, báo cảnh sát à, mày con mẹ nó đi báo đi. Hắn đám một quyền lên mặt gã, đánh cho nam tử mũi đầy máu, lớn tiếng xin tha. Nữ tử đó cũng từ trong xe chui ra, nắm lấy cánh tay của trương dương rồi giết lên giết người à trương dương thuận tay đẩy à sang một bên sau đó chui vào xe tìm mấy ảnh ở trong xe còn tìm thấy hai thẻ phóng viên trương dương vừa nhìn thấy thứ này liền bốc hỏa chỉ vào mũi họ mắng phóng viên à của báo nào hai người đều không nói gì trương dương lúc này mới nhớ ra phải đọc chữ bên trên cười lạnh nói báo buổi sáng của lam sơn gan lớn lắm không cần hỏi hai người này là theo tần thanh đến Trương Dương mở máy ảnh, kéo phim bên trong ra, ném máy ảnh vào trong xe. Sau đó nắm lấy cổ tên phóng viên Nam, hung hăng cho hắn hai cái tát, mẹ kiếp, ai bảo mày tới đây, nói. Tần Thanh vốn muốn xuống xe cản hắn, nhưng thấy ở đằng xa có bảo vệ chạy tới, cũng bỏ ý định này, vẫn ở trong xe ngồi đợi. Đám bảo vệ đó vẫn chưa tới gần thì Trương Dương đã chỉ vào mũi họ, mắng tất cả đựng yên tại chỗ cho tôi, cảnh sát chấp hành công vụ nữ phóng viên đó giết lên, hắn không phải là cảnh sát, hắn là cướp. Đám bảo vệ lại vây lên, Trương Dương gật đầu, chỉ vào máy ảnh, nói tôi tắm suối, gã mang máy ảnh vào chụp tôi, ngay cả các anh tôi cũng kiện đấy. Một câu nói này lại dọa cho đám bảo vệ đứng yên tại chỗ. Trương Dương vùng quyền làm ra vẻ lại muốn đánh tên phóng viên nam, tên phóng viên đó bị hắn đánh cho sợ quá rồi, run giọng nói là là phó tổng biên tập lưu bảo chúng tôi đi làm nhiệm vụ săn tin, chúng tôi chúng tôi không phải là hai vợ chồng trương dương gật đầu coi như mày thông minh tao nói cho mày biết tên của chúng mày tao đã nhớ rồi hôm nay nhìn thấy gì nghe thấy gì nếu như tiết lộ ra một chữ tao đảm bảo sẽ khiến hai đứa chúng mày không có chỗ đứng ở lam sơn nữa đâu phó tổng biên tập của chúng mày tên là gì lơ văn quân hắn xui xẻo rồi trương dương buông cổ áo tên phóng viên đó ra thuận tay lau bàn tay dính máu lên ngực tên phóng viên đó rồi quay sang nhìn ả phóng viên nữ, đột nhiên gầm lên một tiếng, dọa cho ả phóng viên đó rít lên, không ngờ lại ngất đi luôn. Trương Dương chỉ vào đám bảo vệ, đừng có lắm chuyện. Quay về xe, Tần Thanh nhíu mày nói, chuyện gì vậy? Trương Dương đưa thẻ phóng viên của hai người đó cho cô ta, anh quả nhiên là không nhìn lầm, hai người chúng đúng là tới vì chúng ta. Tần Thanh cắn môi, nói nhỏ, ti bỉ. Trương Dương nói, bọn chúng thừa nhận đã nhận sự ủy thác của phó tổng biên tập báo Sáng Lam Sơn. Tần Thanh nói, Lưu Văn Quân, hắn không có gan lớn như vậy. Trương Dương nói, em là nói có người ở sau lưng chỉ huy ư? Tần Thanh thở dài, buồn bã nói, trước tiên rời khỏi nơi này đã rồi hắn nói. Bị hai phóng viên làm phiền như vậy, tâm tình của Tần Thanh bị ảnh hưởng rất lớn, Trương Dương biết trong lòng cô ta rất khó chịu, đề nghị rời khỏi nơi này, hai người đều lái xe tới cùng nhau lái xe tới hồ phỉ thúy ở phía trước năm dặm. Xe Jeep của Tần Thanh và xe hoàng quan của Trương Dương đỗ song song ở ven hồ, Tần Thanh từ trong xe bước ra, chậm rãi bước về phía hồ, vầng trăng sáng tỏ vừa hay ló ra khỏi tầng mây, giải ánh sáng bạc xuống mặt hồ, nhìn từ xa, mặt hồ giống như trải đầy mảnh bạc vụn. Trương Dương đóng cửa xe lại, đi tới phía sau Tần Thanh, giang tay ra ôm cô ta vào lòng, đừng sợ, tất cả đã có anh đây. Tần Thanh ôm cánh tay hắn, ôn nhu nói em không sợ cho dù là họ vạch trần ra thì sao chứ cùng lắm là em không làm cái chức phó thị trưởng này nữa nhưng em sợ làm ảnh hưởng tới anh trương dương cười nói em ngay cả chức phó thị trưởng còn chẳng buồn để ý anh thì thèm gì một cán bộ cấp ban nho nhỏ tần thanh chuyển sang cười trương dương hôn lên môi cô ta gió hồ buổi tối có chút lành lạnh nhưng trong lòng bọn họ lại vô cùng ấm áp trương dương không sợ người ta nói Kỳ thực chuyện của cô ta và Trương Dương, rất nhiều người đều biết rõ. Nhưng đồn đại là một chuyện, có chứng cứ xác thực lại là một chuyện khác. Tần Thanh trước giờ còn coi trọng sĩ đồ của Trương Dương hơn sĩ đồ của mình. Nếu chuyện tình cảm ngầm của họ bị lộ ra, vậy thì Trương Dương tất sẽ đắc tội với đại tỉnh trưởng Tống Hoài Minh. Sĩ đồ tương lai của Trương Dương rất có thể sẽ phải đi tới hồi kết. Đây là chuyện mà Trương Dương không muốn nhìn thấy. Đúng như Tần Thanh nói, một phó tổng biên tập báo sáng như Lưu Văn Quân không có gan theo chụp trộm mình, Tần Thanh biết sau lưng Lưu Văn Quân nhất định có người, hơn nữa người này không khó đoán, trong lòng Tần Thanh đã nghĩ tới một người, là phó bí thư thị ủy Ngô Minh, y một mức có ý đồ với mình, chẳng lẽ là Ngô Minh sai khiến Lưu Văn Quân, y muốn lợi dụng chuyện này để gây ảnh hưởng xấu cho mình. Tần Thanh không nói chuyện này cho Trương Dương, cô ta lo lắng Trương Dương sau khi biết được sẽ bất chấp tất cả mà tìm Ngô Minh gây chuyện, từ đó dẫn tới chuyện này sẽ càng phức tạp hơn, ảnh hưởng càng bị khoách đại. Trương Dương nói anh ngày mai sẽ đi tìm tên Lưu Văn Quân đó. Tần Thanh lắc đầu nói đừng chuyện này cự để tự em giải quyết đi tin em đi em nhất định có thể xử lý tốt chuyện này nếu em làm không được thì anh xuất mã được không? Tần Thanh làm việc trước giờ đều khiến Trương Dương cảm thấy an tâm cô ta đã nói vậy thì chứng tỏ rất nắm chắc. Trương Dương sau khi bình tĩnh lại cũng nghĩ rằng mình cho dù trực tiếp tới tìm Lưu Văn Quân cũng chưa chắc có thể giải quyết tốt chuyện này. Tần Thanh Thân là phó thị trưởng Lam Sơn, năng lực khống chế của cô ta đối với cục diện Lam Sơn mạnh hơn mình nhiều. Trương Dương nói nhỏ, hay là anh và em cùng tới Lam Sơn? Không cần, Tết năm nay em về Giang Thành rồi sẽ ở cùng anh một đoạn thời gian. Trương Dương nói, thật sự là muốn đập cho đám phóng viên một trận, làm hỏng tâm tình của chúng ta. Tần Thanh cười nói, chuyện không hài lòng trên đời có nhiều lắm, nếu cứ nghĩ mãi tới những chuyện này thì sẽ vĩnh viễn không được vui đâu. Trương Dương nói, anh thích căn nhà gỗ đó à? Tần Thanh nói, em không muốn về, trong lòng có ám ảnh. Trương Dương nói, vậy tối nay chúng ta chỉ có thể yêu nhau ở trên xe Jeep thôi. Tần Thanh đỏ mặt, vì sao lại muốn ở trên xe em? Xe em to, hoạt động cũng tiện hơn. Xấu xa. Sau Tết Nguyên Đán, trước tiên truyền đến tin tức nguyên chủ nhiệm phòng chiêu thương Đồng Hồng Ngọc đã thừa nhận tham ô và sử dụng công quỹ chuyện này đối với quan trường Giang Thành mà nói thì chấn động cũng không lớn. dẫu sao thì lúc trước đã có thị trưởng Lê Quốc Chính bởi vì tham ô mà mất chức. cấp bậc của Đồng Hồng Ngọc so với Lê Quốc Chính thì còn kém xa, sức ảnh hưởng đương nhiên là kém hơn nhiều. tuy vậy, ảnh hưởng ở trong lòng lão bách tính là không nhỏ. bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giá cũng là cán bộ xuất thân từ ủy ban trung kỳ, gã cực xem coi trọng loại chuyện này. ở trên thường ủy đặc biệt cường điệu các cán bộ phải lấy chuyện của Đồng Hồng Ngọc làm gương ra sức khai triển hành động phản hủ sướng liêm bài trừ hủ bại, đề sướng liêm khiết. Sau khi Đỗ Thiên Giã phát biểu xong, đám thường ủy thị ủy nhao nhao tỏ thái độ, tỏ ý rằng phải làm từ mình, liêm khiết tự luật, tạo dựng hình tượng tốt, tăng cường lòng tin của người dân đối với họ. Đại thị trưởng Tả Viên Chiêu nói, vụ án Đồng Hồng Ngọc Tham Ô và sử dụng công quỹ đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với các thương nhân đầu tư, rất nhiều thương nhân nước ngoài vốn muốn thỏa thuận đầu tư với chúng ta đều trở nên do dự, còn có rất nhiều người dứt khoát xóa bỏ kế hoạch đầu tư ở Giang Thành. Nhiều đồng chí của chúng ta tốn biết bao thời gian, tinh lực, khó khăn lắm mới xây dựng được hình tượng, bởi vì một mình đồng hồng ngọc mà gặp tổn hại nghiêm trọng. Loại lòng tin này một khi mất đi, muốn dựng lại thì còn phải bỏ ra cái giá đắt hơn trước kia nhiều. Ông ta dừng lại một chút rồi nói, bí thư đỗ đề xuất ra sức khai triển hành động phản hủ sướng liêm, tôi là người đầu tiên giơ tay tán thành, phải diệt sạch bọn sâu mò tại Giang Thành chúng ta. Đỗ Thiên giã nói, việc cần kíp bây giờ là dựng lại lòng tin của người dân và các nhà đầu tư đối với chính phủ chúng ta. Sự phát triển kinh tế của Giang Thành khó lắm mới có khởi sắc, chúng ta chẳng ai ngờ được kinh tế Giang Thành vừa mới cất bước đã phải dừng bước không tiến tiếp được, thậm chí là còn xuất hiện thụt lùi. Gã quay sang Tả Viên Chiêu, thị trưởng Tả, công tác chiêu thương năm nay rất quan trọng, chuyện này anh phải chú trọng. Tả Viên Chiêu gật đầu. Thời gian tiếp theo giao cho chủ nhiệm Đại hội Đại biểu nhân dân Triệu Dương Lâm y phát biểu về Đại hội Nhân dân Giang Thành sắp tới, đề ra mấy vấn đề. Tất cả thường ủy đều hiểu rõ, Đại hội Nhân dân năm nay, chuyện quan trọng nhất là tuyển cử thị trường, trước thị trường Giang Thành là cuộc ganh đua giữa Đại thị trường Tả Viên Chiêu và Phó thị trường Thường vụ Lý Trường Vũ. Với tình thế hiện tại, Tả Viên Chiêu rõ ràng là chiếm hết ưu thế, kỳ thực sau khi ông ta đảm nhiệm Phó thị trường thì đã cơ bản xác định vị trí rồi, chỉ chẳng qua Lý Trường Vũ ở giữa đường làm ra biểu hiện xuất sắc về du lịch cướp đi một số phong đầu của ông ta, tiếp sau đó thì Lý Trường Vũ liên tiếp gặp xui. Cự ly giữa hai ngày cũng bắt đầu càng kéo càng xa. Vẻ mặt của Lý Trường Vũ rất bình tĩnh, tuy y luôn khao khát được leo lên vị trí thị trường thành phố Giang Thành, thậm chí đã ở rất gần vị trí này, nhưng sau đó y đi sai mấy bước, trên chính đàn một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể dẫn tới thua cả bàn cờ. Mà chuyện đường vòng tròn ba khiến bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Chi nảy sinh quan điểm xấu đối với y, bí thư thị ủy Hồng Vĩ Cơ buồn bã rời đi khiến y cũng bị các lãnh đạo Giang Thành cô lập, Lý Trường Vũ ở sâu trong lòng đã tiếp nhận sự thức, y đã không còn cơ hội nữa rồi. Tả Viên Chiêu nói, muốn xây dựng lại lòng tin của giới đầu tư đối với chúng ta, phương pháp tốt nhất chính là hấp dẫn tập đoàn ngoại quốc có sức ảnh hưởng vào Giang Thành, tác dụng lôi kéo của họ không thể xem nhẹ. Gần đây tập đoàn An Đại đã tìm kiếm sự hợp tác với nhà máy công trình cơ giới Giang Thành, nếu như có thể hợp tác thành công, đối với việc chiêu thương dẫn tư của Giang Thành mà nói thì sẽ có được một lợi ích cực lớn. Chúng tôi cũng đang tiến hành giao thiệp với tập đoàn Lam Tinh của Hàn Quốc, chắc là trong tháng này, tổng tài Kim Thượng Nguyên của tập đoàn Lam Tinh sẽ tới Giang Thành khảo sát. An Đại và Lam Tinh có thể nói là hai xí nghiệp lớn nhất của Hàn Quốc, nếu như bọn họ có thể tới Giang Thành đầu tư đối với sự phát triển kinh tế tương lai của Giang Thành mà nói sẽ mang tới ảnh hưởng rất lớn. Đỗ Thiên Giã nói, đường vòng tròn ba sắp hoàn thành rồi, sự phát triển thành thị của Giang Thành cũng theo đó mà bước sang một trang mới. Trong năm mới, tôi hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, chân thành hợp tác cùng sáng tạo ra một tương lai tốt đẹp cho Giang Thành. Lời tổng kết của gã kết thúc trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đỗ Thiên Giã quay về phòng làm việc không lâu thì đại thị trưởng tả viên chiêu tới, có một số chuyện không tiện đề xuất trên cuộc họp thường ủy cho nên ông ta phải tự mình tới trưng cầu ý kiến của đỗ thiên giã đỗ thiên giã cũng mời tả viên chiêu ngồi xuống tả viên chiêu thông qua sự tiếp xúc với đỗ thiên giã trong đoạn thời gian này đã hiểu được một số tính cách của gã đỗ thiên giã làm việc dứt khoát quyết đoán không thích lề mề cho nên nói chuyện với gã tốt nhiên là nên thẳng thắn không cần vòng vo tả viên chiêu nói bí thư đỗ tôi tới là muốn bàn với anh về chuyện xây dựng sân bay mới Kế hoạch xây dựng sân bay mới luôn là một trong những ý tưởng của ông ta. Sân bay hiện tại của Giang Thành vô cùng lạc hậu, đã không thể thích ứng với sự phát triển của thời đại nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục sẽ ảnh hưởng tới bước tiến phát triển kinh tế của Giang Thành. Đỗ Thiên Giã nói, chuyện này tôi cũng đã nghĩ qua rồi, có điều đầu tư xây dựng sân bay mới sẽ cần một khoản tiền lớn, chúng ta không thể hoàn toàn dựa vào ngân sách của bên trên được. Lần trước lúc tới tỉnh Lý Họp, tôi từng nhắc tới chuyện này với tỉnh trưởng Tống, muốn xây dựng sân bay Giang thành, thành thành trung tâm vận tỉa của chúng ta, như vậy có thể hấp dẫn nhiều khách thương hải ngoại tới hơn. Tỉnh trường Tống cũng rất ủng hộ, nhưng nói đến vấn đề tiền, ông ta cũng biểu thị độ khó rất lớn. Tả viên chiêu nói, nhưng nếu như tiếp tục duy trì hiện trạng, sân bay đã không không đủ yêu cầu phát triển kinh tế. Còn nữa, vị trí của sân bay Giang Thành hiện tại cách thành phố quá gần, đối với sinh hoạt của cư dân xung quanh cũng ảnh hưởng rất lớn đỗ thiên giã nói nói tóm lại cũng vẫn là vấn đề tiền công trình đường vòng tròn ba kiến thiết khu phát triển đã khiến tài chính của chúng ta hạn hẹp rồi hiện tại nơi cần tiền quá nhiều công trình cải tạo trạm xe lửa vô cùng cấp bách sân bay mới cũng cần xây dựng công trình mở rộng bến cảng thanh giang cũng được nhắc tới trong chương trình nghị sự kinh tế của giang thành muốn phát triển thì phải xây dựng lại cả mạng lưới giao thông dưới biển mặt đất trên không mạng lưới trước đây đã cổ quá rồi không thể gách vác được sự phát triển biển chuyển từng ngày, nhưng cải tạo và xây dựng cần rất nhiều tiền, tiền chính là vấn đề lớn nhất. Vừa nhắc tới tiền, tả viên chiêu lập tức trầm mặc, bất kể là ý tưởng của họ có tốt cỡ nào, sau cùng vẫn phải xây dựng trên cơ sở kinh tế, thiếu cơ sở này thì bất kỳ chuyện gì cũng là xây nhà trên không. Đỗ Thiên Giã nói, gần đây chuyện thành phố Nam Nguyên tỉnh Vân An Anh có nghe nói tới không? Tả viên chiều bột miệng nói, anh là nói chuyện thành phố Nam Nguyên bán đấu giá khu đất của chính phủ thành phố ư? Đỗ Thiên giã gật đầu nói, tòa nhà văn phòng của chính phủ thụy ủy chúng ta nằm ở khu sầm uất nhất, cái này có liên quan tới quy hoạch thành thị trước kia, khu thương nghiệp, khu hành chính, khu xí nghiệp gian thành phân chia vô cùng hỗn loạn, dẫn tới cục diện loạn xạ ngầu của thành thị hiện tại. Muốn cải tạo phát triển trên cơ sở nội thành cũ, không bằng xây dựng lại vùng mới. Tả viên chiêu nói, xây dựng khu vực nội thành mới cũng cần tiền. Điểm này chúng tôi trước đây đã từng nghĩ tới rồi, có điều bởi vì vấn đề vốn mà đánh gác lại giữa chừng. Đỗ Thiên Giã đi tới trước bản đồ thành phố Giang Thành, chỉ vào khu vực từ khu phát triển về phía nam, nói, khu vực này có thể quy hoạch, nếu chúng ta áp dụng phương thức bán đấu giá chính phủ thành phố cũ để có vốn, sau đó lợi dụng chỗ vốn này xây dựng khu hành chính ở khu vực này, ý tôi là nói khu hành chính thành phố, Tả viên chiêu cười nói, bí thư đỗ, Nam Nguyên bán đấu giá khu chính phủ thành phố gặp phải dị nghị không nhỏ đâu, chúng ta bắt trước theo, khẳng định cũng sẽ gặp phải áp lực rất lớn. Đỗ Thiên giã nói, sợ áp lực thì làm sao mà thành đại sự. Có điều đây chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, có đổi thành thực thi được hay không thì phải chờ vào khảo chứng. Thị trường tả, công tác chiêu thương dẫn từ năm nay nhất định phải quan tâm hết mực đấy nhé. Tả viên chiêu nói, Trương Dương làm ở phòng chiêu thương, công tác chiêu thương năm nay phải trông vào anh ta rồi. Cố gắng phối hợp với công tác của anh ta, cố gắng cấp cho anh ta điều kiện thuận lợi nhất. Tả viên chiêu gật đầu, nói, bí thư đỗ yên tâm, tôi sẽ lưu ý. Tả viên chiêu rất coi trọng Trương Dương, đây không phải là bởi vì quan hệ giữa Trương Dương và Đỗ Thiên Giá, cũng không phải bởi vì quan hệ phía Bắc Kinh của Trương Dương, mà là bởi vì Trương Dương quả thật có năng lực, ở phương diện chiêu thương dẫn tư, trước đây hắn đã làm ra cống hiến đột xuất, Tả Viên Chiêu gọi Trương Dương tới phòng làm việc của mình, kể lại sơ lược kế hoạch của thị lý trong năm tới cho hắn nghe. Trương Dương nghe hiểu, hóa ra chính phủ thành phố Giang Thành lại thiếu tiền tới mức này, mình tới phòng chiêu thương có vẻ như không đúng lúc rồi, xem ra nhiệm vụ chiêu thương năm nay so với năm trước còn nắng hơn nhiều. Tả Viên Chiêu nói, tôi đã nghĩ rồi, để tiện cho công việc, thị lý ở thị ủy cũng đặc biệt phân một tòa nhà nhỏ cho phòng chiêu thương sử dụng, bên trong tòa nhà nó chính là hai bộ môn phòng chiêu thương và phòng cải cách xí nghiệp cậu xử lý công việc cũng tiện hơn trương dương nói thị trưởng tạ ông chắc không phải là muốn tôi mệt tới chết chứ tả viên chiêu cười nói người có năng lực thì phải lo nhiều đúng rồi kim thượng nguyên tiên sinh của tập đoàn lam tinh tháng này có thể xác định tới giang thành khảo sát không trương dương gật đầu nói không có vấn đề gì ngày cụ thể thì chưa xác định chắc là ông ta sẽ tới sau khi mở đại hội kinh tiêu thương Tả viên Chiêu nói, lần này phải tranh thủ tập đoàn Lam Tinh cho bằng được, lại thêm đã có tập đoàn An Đại, hai đại xí nghiệp của Hàn Quốc đều đầu tư ở Giang Thành của chúng ta. Trương Dương nói, người Hàn Quốc luận về kỹ thuật thì không qua được Nhật Bản Âu Mỹ, luận tài lực thì không bằng Tây Á Trung Đông, ngài sao cứ nhìn chúng họ vậy? Tả viên Chiêu cười nói, khu phát triển của Giang Thành chúng ta luận quy mô không bằng Lam Sơn, luận về sức ảnh hưởng thì không bằng Đông Giang, cho nên cũng chỉ có thể chín bỏ làm 10 thôi. Trương Dương cười ha ha, những lời nói này của tả viên chiêu rất thực tế. Hắn nhớ tới chuyện phòng chiêu thương bởi vì đồng hồng ngọc mà dẫn tới tài khoản phải đóng băng, liền nhắc với tả viên chiêu, dẫu sao thì trong tài khoản của phòng chiêu thương có tiền mà không được động tới, khiến cho cả phòng chiêu thương trời giận người oán, tuy là đơn vị nhà nước nhưng hiện tại ra khỏi cửa làm gì mà không cần tiền đây. Tả viên chiêu nói, chuyện mà cậu nói tôi sẽ giúp cậu giải quyết thật nhanh, vấn đề của đồng hồng ngọc trên cơ bản đã khai báo rõ rồi, Tài khoản của phòng chiêu thương cũng không thể vĩnh viễn bị đóng băng được. Không có tiền, ngay cả chiêu đãi phí cũng kiếm không ra, thương nhân đầu tư người ta tới, nhìn thấy chúng ta nhỏ nhen như vậy, ngay cả bữa cơm cũng không mời, đầu tư kiểu gì cũng thất bại thôi. Không phải chứ, tiền công tác của tôi tới Đông Giang còn chưa chi trả. Trương Dương nhân cơ hội oán than. Tả Viên chiêu cười nói, yên tâm đi, rất nhanh sẽ giúp cậu giải quyết. Ông ta tiếp theo lại cùng với Trương Dương bàn bạc nhiệm vụ chiêu thương năm nay kế hoạch sơ bộ nhiệm vụ chiêu thương của phòng chiêu thương trên cơ sở năm ngoái. Trương Dương không cảm thấy đây là đại sự gì cả, trong mắt hắn độ khó của việc hấp dẫn đầu tư so với cải cách xí nghiệp thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng khi hắn nói ra tính toán sơ bộ của thị lị trong cuộc họp nội bộ của phòng chiêu thương, cả phòng chiêu thương lập tức nhao nhao như cái chợ vỡ, dẫn đầu chính là phó chủ nhiệm Tiếu Quế Đường. Tiêu Quế Đường lớn giọng kháng nghị, chủ nhiệm Trương, nhiệm vụ chiêu thương năm ngoái chúng ta đều hoàn thành rất miễn cưỡng, hiện tại thị ý muốn cấp cho chúng ta nhiệm vụ nhiều gấp đôi, căn bản là không nghĩ tới tình hình thực tế, phòng chiêu thương của chúng ta tổng cộng mới có 10 người, đi đâu mà gọi được nhiều đầu tư như vậy. Chủ nhiệm trương, chuyện này nhất định phải bàn lại với bên trên. Bàn cái gì? Tiêu Quế Đường nói, dương nhiên là bàn để hạ chỉ tiêu xuống rồi, cho dù không thể duy trì chỉ tiêu năm ngoái thì cũng không thể giao nhiều như vậy. Chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ còn đòi cắt tiền lương, nếu là loại chỉ tiêu này, e rằng chúng ta một năm đều phải uống gió Tây Bắc mà sống đó. Trương Dương cười nói, có áp lực thì mới có động lực. Mấy phó chủ nhiệm khác cũng nhao nhao ra ý kiến, phó chủ nhiệm Vương Hải Tuyền nói, lúc chủ nhiệm đồng còn tại chức, chỉ tiêu của phòng chiêu thương chúng ta tối đa tăng lên không vượt quá 20%. Gã nói xong câu này liền cảm thấy không đúng. Trương Dương cười lạnh, nói chủ nhiệm đồng bị xong quy rồi, bà ta tham ô sử dụng công quỹ, đã xúc phạm tới pháp luật của quốc gia, chủ nhiệm Vương xem ra có quan hệ không tồi với bà ta nhỉ. Vương Hải Tuyền đỏ mặt, nói quan hệ đồng sự thôi, tôi cũng chỉ là nhìn chuyện mà luận chuyện. Phó chủ nhiệm Trịnh Tân Hải nói, thêm 10% thì còn được, nếu là 100%, chúng tôi căn bản không thể hoàn thành được, dã không hoàn thành được nhiệm vụ, chúng ta còn ở lại phòng chiêu thương làm cái gì nữa. Đợi bị mất mặt à. Trương Dương cười nói, hôm nay là mùng 3 tháng riêng, năm mới vừa bắt đầu, các anh ai ai cũng nói những lời xui xẻo thế làm gì, tôi còn buồn hơn đây này, công tác chiêu thương khó làm vậy ư. Thị Lý Trang qua là giao thêm một chút nhiệm vụ thôi mà, trông các anh ai ai cũng ỉu siêu kia. Tiêu Quế Cường nói, sao mà không ỉu siêu cho được. Hiện tại là thời đại nào rồi, còn coi là là những năm 50, người ta ai có bao nhiêu gan thì có bấy nhiêu tài sản à, tôi cũng muốn một năm chiêu tư dẫn thương được 10 tỷ cho Giang Thành đây, nhưng tôi nói ra rồi liệu tôi có làm được không? và tôi nói ra rồi thì có ai tin. Chủ nhiệm Trương, anh suy nghĩ cho kỹ đi, bàn lại với thị lý, chuyện chỉ tiêu không phải là trò đùa đâu. Trương Dương trong lòng thầm coi kinh cám đám bánh quẩy lăn lộn trong thể chế này, bình thường thì ai ai cũng vinh mày vinh mặt, vừa nói tới công tác cụ thể thì lập tức kêu khổ không ngớt. Trương Dương nói các anh trước tiên đừng kêu khổ nữa, hiện tại chí là ý tưởng sơ bộ thôi, vẫn chưa quyết định mà, nếu như Đồng Hồng Ngọc không xảy ra chuyện, nhiệm vụ năm nay sớm đã được đưa xuống rồi, tôi nói rõ cho các anh biết, lúc trước nhiệm vụ mà thị lý giao cho vốn tăng thêm 120% trên cơ sở của năm ngoái. Hiện tại bởi vì đồng hồng ngọc xảy ra chuyện, nghĩ tới độ khó cho công tác của phòng chiêu thương chúng ta, cho nên mới giảm đi cho 20%, các anh ai không tin, tự đi tìm thị trường tả mà hỏi. Audio điện tử võ tấn bền Mấy phó chủ nhiệm nghe thấy Trương Dương nói vậy thì cũng thôi không kêu khổ nữa, Trương Dương nói, còn nữa, thị lý cho chúng ta và phòng cải cách xí nghiệp chuyển tới trụ sở thị ủy cũ, nơi trốn đã chuẩn bị xong rồi, tôi đã tới xem hoàn cảnh rồi, rất tốt, tuần sau chúng ta chuyển đi. Tiêu Quế Đường nói, đột nhiên thế. Trương Dương cười nói, chuyển đi cũng tốt, phòng chiêu thương của chúng ta cả ngày đón đưa, làm ở đây cũng không tiện. Hắn cầm cái cặp tài liệu ở trên bàn lên đập đập, đây là thói quen của hắn rồi, chứng tỏ không có chuyện gì thì có thể giải tán mấy phó chủ nhiệm khác đều đứng dậy rời khỏi phòng họp, đi tới ngoài cửa, phó chủ nhiệm Trịnh Tân Hải bước tới bên cạnh Tiếu Quế Đường, thở dài, xem ra năm nay khó sống rồi. Tiếu Quế Đường nói, trời sập cũng thì cột lớn đỡ, chúng ta không phải là người đứng đầu, quản nhiều như vậy làm gì. Trương Dương giữ kế toán Mạnh Mai lại, Mạnh Mai đã nhận được thông chi tháo băng tài khoản, cô ta thở phào, nói coi như là tốt rồi. Những ngày này cô ta quả thực bị tiền khiến cho khiếp sợ nhưng trương dương lập tức phát hiện tháo băng tài khoản cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì mạnh mai cầm một cầm một đống hóa đơn tới cho hắn ký đây đều là vấn đề còn sót lát lúc trước trương đại quan nhân mất cả buổi chiều mới nắm rõ được công dụng của những hóa đơn này lúc chuẩn bị ký thì cửa phòng vang lên tiếng gõ hồ nhân như bước vào cô ta cười nói chủ nhiệm trương thật là hiếm có anh không ngờ có thể thật thà ngồi trong phòng làm việc trương dương ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường lúc này mới biết đã tan làm rồi không khỏi thở dài, nói phiền, con mẹ nó thật là phiền quá, nghiệp vụ phí của phòng chiêu thương này nhiều thật. Hồ Nhân như nói, sao, mới vừa thượng nhiệm đã thấy phiền rồi à? Trương Dương gật đầu, bên cạnh không có một trợ thủ đắc lực. Hắn ném đống hóa đơn này vào ngăn kéo, tan làm rồi, đi thôi. Hồ Nhân như nói, em tới là muốn nhờ anh giúp một việc. Trương Dương cười nói, giúp việc gì, chỉ cần em yêu cầu, anh nhất định sẽ tận lực mà làm. Hồ Nhân như nghe ra ẩn ý trong lời nói của thằng ôn này, liền trợn mắt lên, nói, nói nghiêm túc đấy, em muốn mời vợ chồng vô tử lương, chu Tú lệ làm cố vấn bác sĩ của nhà máy chúng em. Trương Dương chẳng thèm nghĩ ngợi đáp ứng ngay, dẫu sao thì hắn và vô tử lương cũng có chút giao tình, mình ra mắt đề nghị chuyện này, vô tử lương chắc sẽ không cự tuyệt. Hắn lập tức gọi điện thoại cho vô tử lương, Vu tử lương đang ở cùng với tạ ủng quân, thời gian Trương Dương tới Giang Thành, Y và Tạ Ủng Quân đã bàn mấy lần về chuyện hợp tác điều trị, thái độ cũng không còn kiên quyết như lúc ban đầu nữa. Lúc Trương Dương gọi điện thoại cho Vô Tử Lương, y đang cùng với Tạ Ủng Quân khảo sát bệnh viện trung tâm của cục khoáng vụ, bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố Giang Thành vừa mới thôn tính bệnh viện trung tâm của cục khoáng vụ, với bên ngoài thì nói là liên hợp, trên thực tế bệnh viện trung tâm của cục khoáng vụ đã trở thành bệnh viện phụ thuộc của bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Giang Thành. Vô Tử Liên nghe thấy chuyện này liền cười cười đáp ứng. Trương Dương đưa điện thoại cho Hồ Nhân Như, để cô ta trực tiếp nói chuyện với Vu Tử Lương, Hồ Nhân Như ở trong điện thoại hẹn thời gian để gặp mặt bàn bạc với Vu Tử Lương. Bỏ điện thoại xuống, Hồ Nhân Như vui vẻ đi tới, hôn lên mặt Trương Dương một cái. Trước khi Trương Dương thò tay ra ôm cô ta thì đã nhẹ nhàng xoay người, quay trở lại chỗ ngồi. Trương Dương kinh thán, một thời gian không để ý, động tác của em đã nhanh hơn nhiều hồ nhân như nói còn không phải là nhờ bộ võ công mà anh dạy ư em mỗi ngày đều luyện tập trương dương cười ha ha mục đích hắn dạy võ công cho những hồng nhan tri kỷ này là để họ phòng thân tránh gặp phải chuyện ngoài ý muốn đợi sau khi nội công của họ có căn cơ rồi có thể tính tới chuyện dạy thêm những võ công cao thâm hồ nhân như nói em mời anh ăn cơm nhé trương dương cười nói vẫn là cái quán thức ăn nông ra ở hồ nam à hồ nhân như gật đầu đứng dậy đi trước hiện tại là lúc chính phủ thành phố tan tầm cô ta không tiện đi cùng với trương dương trương dương ở lại trong phòng làm việc một lúc rồi mới xuống lầu khởi động chiếc xe jeep của hắn lúc lái tới cửa lớn nhìn thấy đỗ thiên giã đi tới bởi vì đỗ thiên giã sống ngay ở nhà khách chính phủ bên cạnh cho nên gã rất ít khi phiền tới lái xe đều đi bộ về chỗ ở trương dương dừng xe kéo kính xuống nói bí thư đỗ có cần tôi chở không đỗ thiên giã cũng không khách khí với hắn kéo xe chui vào Đi đâu, nhà khách à? Đỗ Thiên Giã lắc lắc cổ, nói, tìm chỗ uống rượu đi. Trương Dương ngây ra, hôm nay sao có hứng vậy? Không về với minh tinh phục vụ của anh à? Đỗ Thiên Giã trừng mắt lườm hắn, tô viện viện bị ốm rồi. Trương Dương cười nói, thảo nào hôm nay anh rảnh vậy? Hắn lái xe tới phía đập nước ở Hồ Nam thuộc khu phát triển. Đỗ Thiên Giã cũng không hỏi hắn muốn đi đâu, thò tay ra chuyển kênh radio về đài bản địa, lúc này đang phát tin tức, tin tức hiện tại đích xác không có nội dung có tính thực tế. Đỗ Thiên Giã nghe được hai tin xong chán nản tắt đi, cậu ở Đông Giang chơi vui nhỉ. Trương Dương cười nói, tôi là chút giận cho cán bộ Giang thành chúng ta thôi, cha con bộ trưởng từ không thể để người ta khi phụ như vậy được. Đỗ Thiên Giã nói, bí thư cố mắng tôi một trận đó. Trương Dương nói, tôi thấy ông ta cũng tốt mà, trong chuyện này đứng ở phía tôi. Đỗ Thiên Giã nói, tôi nói cậu tuổi trẻ khí thịnh, quan niệm tập thể nhỏ quá nặng. Trương Dương mỉm cười, chuyện tốt mà, thông qua chuyện này, hình thượng bí thư đỗ dũng cảm bảo vệ lợi ích của cán bộ Giang Thành được xây dựng vững chắc, chuyện của Bộ trưởng Từ cũng khiến cho các cấp lãnh đạo Giang Thành chúng ta đoàn kết nhất trí đối ngoại chưa từng có. Đỗ Thiên Giã nghe hắn nói vậy cũng không khỏi bật cười, cậu đó. Cái gì cũng đều là cậu có đạo lý, đúng rồi, từ bưu khôi phục thế nào rồi. Tôi thấy không có vấn đề gì lớn cả, nghỉ ngơi thêm nửa tháng là ổn thôi. Đỗ Thiên Giã gật đầu, đang muốn nói tiếp thì điện thoại của gã đổ chuông, chính là tô viện viện gọi tới, trong điện thoại âm múi của tô viện viện rất nặng, vẫn lo lắng vấn đề cơm nước tối nay của đỗ thiên giá. Đỗ thiên giá cũng nghe thấy cô ta bị bệnh mà vẫn không quên chiếu cố chuyện của mình, trong lòng cảm thấy có chút cảm động, nói khẽ yên tâm đi, tôi đi ăn với Trương Dương, cô cứ an tâm dưỡng bệnh đi, nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe, đừng lo nghĩ gì tới chuyện của tôi. Gác điện thoại, nhìn thấy Trương Dương đang dùng khóe mắt nhìn mình, có chút bất mãn lườm hắn, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy người khác gọi điện thoại bao giờ à? Trương Dương trêu gọi điện thoại thì thấy nhiều rồi, có điều bí thư đỗ gọi điện thoại mà ôn nhu như vậy thì tôi lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Đỗ Thiên giã cười mắng, thằng nhóc cậu lại ăn nói linh tinh rồi, cẩn thận tôi cách trước cậu đấy. Tôi không tin, bí thư đỗ rất cương chính, chí công vô tư, sao có thể lấy việc công để báo thủ riêng chứ? Đỗ Thiên giã bật cười, tiếng cười vừa dứt thì điện thoại của trương dương lại đổ chuông thì ra là tô tiểu hồng gọi tới muốn nhờ trương dương hẹn đỗ thiên giã đi ăn cơm để cảm ơn đỗ thiên giã lần trước đã cứu cô ta trương dương vừa nghe vừa mỉm cười nhìn đỗ thiên giã hắn đáp ứng thế này đi cô hiện tại tới nông gia thái ở hồ nam đi hồ nhân như cũng tới tối nay cô mời cơm gác điện thoại đỗ thiên giã không nhịn được liền hỏi ai thế hai người chúng ta ăn cơm có cần phải hưng sư động chúng như vậy không tôi nói nè bí thư đỗ, tôi và Hồ Nhân như hẹn ăn cơm với nhau, là anh đòi theo ăn trực, còn có ai tới nữa thì liên quan gì tới anh. Lúc nhìn thấy Tô Tiểu Hồng, Đỗ Thiên Giã cũng yên tâm, Tô Tiểu Hồng cười nói, bí thư đỗ, tôi một mực muốn tìm cơ hội để bày tỏ lòng cảm ơn, nhưng thấy công tác của anh quá bận, không dám làm phiền anh, hôm nay vừa hay có cơ hội này, bữa cơm này nhất định phải để tôi làm chủ. Hồ Nhân như nói, được, chị Hồng tới, vậy em nhường cơ hội mời khác lần này lại cho chị đỗ thiên giã mỉm cười nói đã ngồi ăn cùng nhau mọi người chỉ nói tới tình bạn những chuyện khác đừng nhắc tới gã là ám chỉ tô tiểu hồng đừng cứ gọi gã là bí thư mãi tô tiểu hồng lõi đời cỡ nào chứ lập tức hiểu ý của đỗ thiên giã mỉm cười nói vậy tôi lớn gan xin gọi một tiếng anh đỗ vậy biến hóa rất nhanh khiến hồ nhân như và trương dương đều cảm thấy bội phục đổi lại là hồ nhân như anh đỗ này có thể nào cũng không gọi được Đỗ Thiên Giã tuy trong lòng cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng không phản đối, dẫu sao cũng có mặt Trương Dương, ở đây không có người ngoài, Tô Tiểu Hồng xưng hô như vậy cũng không sao. Tô Tiểu Hồng nói, ăn gì đây? Trương Dương nói, tôi gọi thức ăn rồi, một con nhạn quay, một con ba ba hầm, cùng với bốn món rau. Tô Tiểu Hồng lúc này mới nhớ mình để bình rượu ở trong xe, đứng dậy ra lấy rượu, lúc quay lại ôm một bình rượu 5 cân vào, Trương Dương và Đỗ Thiên Giã đều là cao thủ tử viên, từ cái bình đã nhìn ra chỗ khác biệt, Đỗ Thiên Giã cầm lấy bình rượu, nhìn một chút rồi kinh ngạc nói, bình này lâu năm rồi đấy. Tô Tiểu Hồng mỉm cười không nói gì. Đỗ Thiên Giã lật đi lật lại bình rượu để xem, lại dơ lên nhìn phần đáy, ngạc nhiên nói, bình rượu này có 50 năm tuổi rồi ư. chương 259, Mỹ Tử gia Nhân Tô Tiểu Hồng nói, 50 năm còn nhiều đấy. Ông nội tôi trước đây làm việc ở nhà máy dệt, thời kỳ kháng Nhật thắng lợi, ông ấy nghe được tin tức, đặc biệt mua tám vỏ rượu, chôn ở trong nhà, ông ấy nói chiến tranh kháng Nhật đánh mất 8 năm, người Trung Quốc không biết qua bao nhiêu năm mới khôi phục được nguyên khí, nhân dân mới có được những ngày tháng tốt đẹp. Lúc chôn tám vỏ rượu này đã được cất 10 năm, cho nên tính ra rượu chắc được ủ vào năm 1935, tới năm giải phóng 49, bác cả của tôi khải hoàn trở về, ông nội tôi mở một vò, lúc kháng Mỹ giúp Hàn Quốc, bác hai tôi về, ông nội lại mở một vò, sau đó không lâu chính trị trong nước phong vân biến ảo, ông nội tôi bị bắt bởi vì sinh bệnh lại thêm trong lòng thấy oan khuất, rất nhanh liền từ chân. Các bác cả tôi cũng bởi vì chuyện của ông nội mà bị liên lụy. Không ai nhớ tới còn sáu vò rượu, cho tới khi cách mạng văn hóa kết thúc, lúc đó tôi còn nhỏ, nhớ rằng cha tôi và bác hai mở một vò, hai người đều uống xong rồi vừa khóc vừa cười. Không lâu sau cha tôi mất, bác cả tôi vào năm 85 cũng rời khỏi nhân thế, tôi cũng dần dần quên mất chuyện này hai ngày trước muốn dỡ nhà cũ tôi đột nhiên nhớ ra ở trong vườn đào được tám vò hiện giờ đều cất ở trong kho rượu của hoàng gia giả nhật hôm nay mời anh đỗ ăn cơm cho nên đặc biệt mang tới một vò đỗ thiên giã nói chân quý như vậy tôi có chút kinh sợ đó tô tiểu hồng nói anh là ân nhân cứu mạng của tôi một vò rượu thì tính là gì trương dương trước giờ đã biết tô tiểu hồng giỏi giao tiếp thầm nghĩ tô tiểu hồng chắc không phải là nhìn chúng đỗ thiên giã rồi chứ hắn thầm cảnh giác cho đỗ thiên giã dẫu sao chuyện của tô tiểu hồng và hồng vĩ cơ đã khiến cho dư luận xôn xao tiền đồ chính trị của đỗ thiên giã đang tốt không thể bị cô ta làm ảnh hưởng được trương dương cười nói tôi cũng thích uống rượu chị sao không lấy ra cho tôi uống tô tiểu hồng nói tuần trước mới nhớ tới cậu muốn uống thì tới chỗ tôi mà lấy trương dương tiếp lấy vỏ rượu từ trong tay đỗ thiên giã thử cân nặng sau đó vỗ lên giấy rán một mùi rượu dụ người tỏa trong không trung Trương Dương rót một góc vào chén, màu rượu mát lạnh, hương thơm tinh khiết ùa vào mũi. Đỗ Thiên giã khen, rượu ngon. Hồ Nhân như gọi ông chủ mang thứ ăn tới, lúc này ngoài trời đang đổ tuyết. Tô Tiểu Hồng mở rượu vang rót cho mình và Hồ Nhân như, cô ta nâng chén lên, nói chúng ta hôm nay không say không về. Đỗ Thiên giã cũng sảng khoáng lớn giọng hô tốt. Gã ngửa đầu lên uống cạn, chỉ cảm thấy thuần khiết êm ái, mềm mại nồng đậm, hương rượu thấm vào trong ruột gan, cảm giác nóng nóng ở trong bụng dần dần lan ra, trong nháy mắt truyền khắp cả người, mỗi một cái lông tơ đều cảm thấy thoải mái. Trương Dương cũng uống cạn một chén, khen, rượu ngon. Đúng là rượu ngon. Hồ Nhân như cười nói, anh là một con mèo rượu, hôm nay gặp được rượu ngon như thế này thì sợ rằng một giọt cũng không còn. Đỗ Thiên Giã nói, rượu ngon không thể nào hưởng một mình được. Trương Dương nói, rượu này khiến tôi đột nhiên nhớ tới Lạc Dương Xuân. Lạc Dương Xuân. Đỗ Thiên Giã đối với văn hóa rượu cũng có nghiên cứu rất sâu, nhưng cũng chưa từng nghe thấy loại rượu này. Gã làm sao mà biết được Trương Dương đang hoài cựu. Trương Dương cười nói, ngẫu nhiên được uống tôi, phân xưởng nhỏ, hiện giờ đã đóng cửa rồi. Hắn cũng không nói dối, từ phường đó đóng cửa ít nhất cũng một ngàn năm rồi. Hồ Nhân Như và Tô Tiểu Hồng nói chuyện liên quan tới sinh ý, Hồ Nhân Như bởi vì nguyên nhân trên nghiệp vụ, đã coi Hoàng gia giả nhật là đơn vị tiêu thụ, đối với hội thẩm mỹ phụ nữ cũng cảm thấy rất có hứng thú phụ nữ nói tới thẩm mỹ thì không bao giờ nói hết trương dương và đỗ thiên giã thì nói chuyện khác trương dương nói nhà cửa của anh xong chưa đỗ thiên giã gật đầu xong rồi tuần sau là chuyển tới ở tết năm nay tôi đón cha mẹ tới để anh chị em họ đều tới giang thành đón năm mới trương dương nghĩ một lúc mình gần đây quá bận rộn một mực không về xuân dương thăm cha mẹ cũng nên bớt thời giờ về nhà một chuyến rồi Đỗ Thiên Giã nhìn qua cửa sổ, bóng tối đã phủ xuống, tuyết lớn che phủ cả núi sông, đâu đâu cũng đều là cảnh tượng trắng xóa. Hồ Nhân như nói nhỏ, cảnh tuyết đẹp quá. Tô Tiểu Hồng thở dài, nói, xem ra hoàng gia giả nhật của chúng tôi tôi nay không làm ăn được gì rồi. Trương Dương mỉm cười, nói, dạng thời tiết này uống rượu là khóa nhất đó. Đỗ Thiên Giã thì nghĩ trận tuyết này sẽ mang tới phiền phức cho Giang Thành đây, bộ môn quản lý giao thông ngày mai lại có áp lực lớn rồi, tình trạng Giang Thành của Giang Thành hiện tại phải đối diện với áp lực rất lớn. Hy vọng năm sau khi công trình đường vòng tròn 3 hoàn thành thông xe, tình trạng giao thông sẽ có cải thiện. Trương Dương và Đỗ Thiên Giã đều có tử lượng như biển, trong 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi một vò rượu đã bị họ uống sạch tới tận đáy. Đương nhiên Trương Dương là quân chủ lực, Đỗ Thiên Giá cũng uống gần 2 cân. Gã thấy tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi, liền đứng dậy nói, nên về rồi, nếu không tuyết sẽ phủ kín đường mất. Trương Dương nói, tôi chở anh. Tô Tiểu Hồng nói, hay là để tôi chở đi, anh uống nhiều rượu như vậy lái xe không an toàn đâu, nhân như, em đưa Trương Dương về nhé. Đỗ Thiên Giã cũng nói, xe jeep của cậu nên để đây đi, mai tới lấy sau. Trương Dương gật đầu, Tô Tiểu Hồng đã thanh toán rồi, Đỗ Thiên Giã lên xe Audi của cô ta, trời tuyết đường trơn, Tô Tiểu Hồng không dám lái nhanh. Một lúc sau cô ta mới lái chiếc xe Audi mày đỏ biến mất trên con đường ở đằng xa hồ nhân như đòi chìa khóa xe jeep của trương dương tuyết lớn như vậy lái xe to vẫn là ổn nhất trương dương chỉ hơi say mỉm cười nói anh không sao đâu lái xe tuyệt đối không có vấn đề gì hồ nhân như cười khẽ nói tuyết lớn như thế này chúng ta tối nay không về nữa trương dương ngây ra nhất thời chưa kịp phản ứng lại cái gì em định ở trong xe à trong xe lạnh lắm hồ nhân như đỏ mặt gắt không biết xấu hổ anh nghĩ đi đâu vậy Cô ta kéo cửa xe rồi khởi động xe Jeep, Trương Dương cũng chui vào theo. Hồ Nhân Như không đi sau xe Audi của Tô Tiểu Hồng, mà lái về hướng ngược lại, men theo đê lớn của đập nước của Tiểu Nam Hồ mà tiến về phía trước. Trương Dương lúc này mới biết cô ta là muốn tới biệt thự ở Tiểu Nam Hồ, Trương Dương cười nói, chỗ đó ở được rồi à? Hồ Nhân Như bật cười, tới đi rồi biết. Một đoạn đường ngắn cốn mà Hồ Nhân Như lái mất mất 10 phút, nóc biệt thự làm bằng gỗ đã bị tuyết che phủ hồ nhân như dừng xe jeep trương dương xuống trước nhìn thấy căn nhà gỗ lặng lẽ đứng giữa sơn thủy giống như là một bức tranh tuyệt mỹ hồ nhân như ôm lấy tay hắn men theo con đường bị tuyết trắng che phủ mà đi mở cửa sân bước vào trong tất cả mọi thứ trong sân đều bị tuyết trắng che phủ hồ bơi vừa xây xong còn chưa xả nước bên trong cũng đầy tuyết hồ nhân như từ trong túi lấy ra chìa khóa mở cửa nhà mùi gỗ ùa vào mặt bước vào trong nhà Cô ta vỗ vỗ tay, đèn ở phòng khách lập tức sáng lên, ánh đèn màu đỏ khiến bọn họ vừa trải qua gió tuyết cảm thấy ấm áp. Đồ đạc trong nhà đều lấy gỗ thô làm chủ, khiến người ta cảm thấy ấm áp, Trương Dương ngồi xuống sa lông. Hồ Nhân như ném chìa khóa lên bàn uống trà, "Nghỉ một lát đi, em đi đun nước." Trương Dương gật đầu, hắn men theo cầu thang đi lên tầng 2, nhà gỗ tổng cộng có 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, còn có 3 nhà tắm, 2 nhà bếp, phòng khách cũng một lớn một nhỏ kéo cửa phòng khách trên tầng 2 có thể đi ra sân thượng bằng gỗ, trên sân, dõi mắt nhìn ra xa là có thể thu hết cảnh sắc của Nam Hồ vào trong tầm mắt. Nam Hồ đã hoàn toàn đóng băng rồi, bên trên tích một tầng tuyết dày, trông giống như là một cánh đồng tuyết phẳng lì. Trương Dương đột nhiên nhớ tới, nếu như tất cả hồng nhan chi kỷ của mình lúc này đều ở bên cạnh, vậy chắc là hạnh phúc lắm, trái ôm phải ấp, nhân sinh như vậy còn mong chi nữa. Hồ nhân như lặng lẽ xuất hiện ở phía sau hắn, ôm lấy Trương Dương từ đằng sau, nói nhỏ, bên ngoài lạnh lắm, vào nhà đi. Trương Dương vỗ mở u bàn tay cô ta, hai người cùng nhau bước vào nhà gỗ, ánh đèn nhu hòa mang tới cảm giác ấm áp, đồng thời cũng dễ sinh ra bầu không khí ám muội ngồi lên salon, uống một chén hồng trà do hồ nhân như pha, tay Trương Dương lại bắt đầu không an phận hoạt động trên người cô ta. Hồ nhân như mắt khép hờ, cả người dán chặt lên người Trương Dương, hô hấp cũng biến thành gấp rút, cuối cùng không nhìn được bàn tay đáng ghét của trương dương dịu dàng nói tắm đã rồi đi ngủ nhé trương dương đương nhiên hiểu ý của cô ta đang chuẩn bị đứng dậy đi tắm thì di động đổ chuông nhận điện thoại là cố giai đồng gọi cố giai đồng còn chưa nói đã hắt xì hai cái trương dương em ở sân bay trương dương không hiểu ý của cô ta ở đây tuyết lớn lắm em đừng về cố giai đồng nói sân bay giang thành cơ máy bay chậm hai tiếng khó lắm mới hạ cánh được vốn muốn tạo bất ngờ cho anh nhưng xe buýt của sân bay lại hỏng ở giữa đường anh đang ở đâu mau tới đón em đi trương dương nhìn hồ nhân như nhất thời không biết nên trả lời thế nào ngây ra một lát rồi mới nói anh đến đón em đây trên đường sân bay phải không sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của cố gia đồng trương dương mới gác điện thoại trong lòng thầm nghĩ lần này phiền rồi hồ nhân như và cố gia đồng đụng nhau tối nay cốc nước này rốt cuộc làm thế nào mà đổ được vào bình đây vẻ mặt của hồ nhân như không có bất kỳ dị trạng gì, cô ta dịu dàng nói, anh đi tắm đi, em đi đón chị dai đồng cho, anh uống rượu rồi, tuyết lại lớn, lái xe không an toàn đâu. Cô ta cầm chìa khóa trên bàn lên. Trương Dương nói, em cẩn thận một chút nhé. Hồ nhân như cười nói, em biết rồi. Cô ta hôn một cái lên mặt Trương Dương rồi rời đi. Trương đại quan nhân hít sâu một hơi, ở trong phòng tắm ngâm nước nóng, đầu óc lúc này cũng có chút phê phê, Hồ Nhân Như biết quan hệ giữa hắn và Cố Giai Đồng, Cố Giai Đồng cũng biết hén lén phén với Hồ Nhân Như, nhưng tờ giấy dán cửa sổ này cuối cùng vẫn không bị chọc thùng, tối nay mình vẫn nên thật thà một chút. Cố Giai Đồng ở trên đường sân bay đợi một tiếng nữa mới thấy chiếc xe Jeep của Trương Dương tới, cô ta cầm hành lý từ trên xe buýt bước xuống, kéo cửa ra mới thấy người đón mình là Hồ Nhân Như, cô ta liền hiểu ra Hồ Nhân Như và Trương Dương đang ở cùng nhau, cười nói anh ấy sao không tới hồ nhân như nói uống nhiều rồi em sợ anh ấy lái xe xảy ra chuyện cho nên tới đón chị thay cố giai đồng ngồi lên ghế phụ nói khẽ lúc bay vẫn còn bình thường tới giang thành thì đã đổ tuyết rồi hồ nhân như nói tối nay mời bí thư đỗ ăn cơm cho nên anh ấy uống hơi nhiều thấy tuyết rơi khó đi nên tối nay ở lại nhà gỗ cố giai đồng gật đầu không nói gì kỳ thực cô ta sớm đã biết rõ quan hệ giữa trương dương và hồ nhân như cũng sớm tiếp nhận chuyện này rồi có điều dẫu sao hai người vẫn chưa trực tiếp thảo luận về vấn đề này. hồ nhân như cũng không tiện nói, chỉ lái xe trầm mặc đi về phía nhà gỗ ở tiểu nam hồ. bởi vì tuyết càng rơi càng to, cho nên tốc độ của xe rất chậm. cố giai đồng nói: sớm biết thế này chị ở luôn khách sạn cạnh sân bay cho rồi, để tránh phiền em. hồ nhân như mặt nóng lên, chị giai đồng, không phiền đâu, nhà gỗ vừa xây xong, chị còn chưa nhìn thấy mà. nhanh vậy à? vâng chính là án chiếu theo bản thiết kế mà chị lần trước đã gửi để tránh phiền phức tài sản trong nhà gỗ cũng đứng tên em cố giai đồng không để ý đến điều này nhưng hồ nhân như lại cảm thấy cần phải giải thích em có thể tùy thời đổi sang tên chị cố giai đồng cười nhạt nói nhân như nếu chị để ý thì đã không mời em tới làm quản lý nhà máy rượu cho chị rồi mặt hồ nhân như lại nóng lên xem ra là mình nghĩ nhiều rồi Lúc tước khi cố dài đồng biết được Trương Dương xác định quan hệ với sở yên nhiên, quả thật có chút mất mát, nhưng rất nhanh cô ta liền tiếp nhận hiện thực. Cô ta đã một lần thử rời xa Trương Dương, không bao lâu sau liền ý thức được rằng mình không thể làm được. Sau khi em trai xảy ra chuyện, người đầu tiên mà cô ta nghĩ tới chính là Trương Dương. Có lẽ Trương Dương không thể đưa cô ta tới hôn nhân, nhưng loại cảm giác an toàn và ấm áp mà hắn mang tới cho mình là thứ mà bất kỳ ai cũng không thể thay thế được. Hồ Nhân như là một nữ nhân có lý trí tỉnh táo, cô ta từ lúc bắt đầu yêu Trương Dương đã xác định vị trí của mình, cô ta thậm chí nhìn ra sự phức tạp của Trương Dương, muốn thay Trương Dương giải quyết một số phiền phức. Lúc quay về biệt thự đã là 12 giờ đêm, Trương Dương đã ngủ rồi. Điều này khiến Cố Giai Đồng và Hồ Nhân như tự nhiên hơn nhiều, Hồ Nhân như an bài phòng cho Cố Giai Đồng xong, còn mình thì xuống phòng khách ngủ. Phòng ngủ để lại cho Cố Giai Đồng là phòng lớn nhất, bôn ba cả nửa ngày, Cố Đồng thực sự là có chút mệt mỏi rồi, cô ta nằm trong bồn tắm, lặng lẽ thả lỏng cơ thể, bỗng dưng cửa phòng bị đẩy ra, Cố gia Đồng hỏi nhỏ, ai đấy? Từ trong kính đã nhìn thấy Trương Dương mỉm cười đi tới, đôi mắt nhìn chầm chầm vào thân hình nõn nã trong hơi nước của Cố Giai Đồng, đầy vẻ thèm khát. Cố Giai Đồng đỏ mặt, ném cái khăn trong tay về phía hắn. Trương Dương và khăn tắm cùng bay tới, hai tay đặt lên vai thơm của Cố Giai Đồng, cúi người xuống hôn lên mặt cô ta một cái cố giai đồng gắt anh không phải uống nhiều nên ngủ rồi à anh giả vờ đấy cố giai đồng rỗi em không ở giang thành anh xem ra đã làm không ít chuyện xấu rồi nhỉ trương dương giang tay ôm cố giai đồng ra khỏi bồn tắm cố giai đồng phát ra tiếng hét nhưng lập tức ngậm miệng lại sợ tiếng hét của mình làm phiền hồ nhân như trương dương choàng khăn tắm lên người cố giai đồng mỉm cười nói không sao phòng tắm này cách âm tốt lắm không nghe thấy gì đâu Cố dài đồng bị hắn ôm trong lòng, vừa xấu hổ vừa vui mừng, ôm lấy cổ hắn, miệng cắn nhẹ lên tay hắn, nói em mệt rồi. Trương Dương ôm cô ta ra khỏi phòng tắm, nói anh chính là tới để giúp em thư giãn đây. Cố dài đồng bị hắn ném lên giường, thân hình nhấp nhô trên đệm, không đợi cô ta dừng lại, Trương Dương đã lao lên như hổ đói vổ mồi, cánh tay trắng nõn của cố dài đồng thỏ ra tắt đèn trên đầu giường. Căn phòng rơi vào trong bóng tối, cô ta cảm thấy trên người mình mát lạnh rồi lập tức thân hình nóng rực của trương dương đè lên người cố gia đồng ôm chặt lấy trương dương trong bóng tối cảm thấy cái thứ cương cứng nóng bỏng nhanh chóng đi vào trong người mình cô ta không khỏi a lên một tiếng cầu xin anh nhẹ nhàng một chút đi không anh là người thô lỗ mà cố gia đồng nhéo nhẹ lên tay hắn một cái giọng nói vô cùng ôn nhu thế nào thì em cũng thích hết tuyết rơi lặng lẽ hồ nhân như đã ngủ rồi nhưng trong giấc mộng lại cảm thấy có người đi tới bên cạnh mình, cô ta kinh hãi quay lại, suýt chút nữa thì hét lên, nhưng miệng bị người ta bịt lại, nghe thấy giọng nói của Trương Dương, là anh. Thân hình đang căn cứng của hồ nhân như lập tức thả lỏng, từ trạng thái thân thể của thằng nhóc này cô ta lập tức hiểu ra hắn muốn làm gì, mắt đỏ bừng gắt anh không mau quay về, không sợ chị dai đồng biết à. Trương Dương cười nói cô ấy mệt rồi. Hồ nhân như nhỏ giọng mắng, hoang đường, anh giày vò chị ấy còn chưa đủ à mà. A, à. trương dương cúi người xuống hôn lên môi hồ nhân như bàn tay ấm áp sờ mó khắp người cô ta nói nhỏ kỳ lạ nhỉ trong rượu của tô tiểu hồng chẳng lẽ bỏ thêm dâm dược à a à, hát hát sao hưng phấn thế rượu mà tô tiểu hồng mang tới đương nhiên không có vấn đề gì trương dương hưng phấn thần dũng như vậy không chỉ là bởi vì tác dụng của rượu hắn là muốn để cố gia đồng và hồ nhân như cùng được cảm thụ sự quan tâm yêu thương của hắn hắn không muốn bất kỳ ai trong số họ cảm thấy mình bị lãnh đạm mà phải ủy khuất. Chấm. Cố Gia Đồng tỉnh dậy, mặc áo ngủ đi tới phòng khách thì phát hiện Hồ Nhân Như đã chuẩn bị xong bữa sáng ở đó rồi, ánh mắt của hai người tiếp xúc với nhau, tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trong lòng hai người họ đều biết rõ, thầm mắng Trương Dương hoang đường, đồng thời cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Hồ Nhân Như phá vỡ bầu không khí xấu hổ trước, nói nhỏ, anh ấy sáng sớm nay đã đi làm rồi. Cố Gia Đồng thuận miệng nói, đúng là tinh lực tràn trề nói xong lập tức cảm thấy có chút không ổn, lại nhìn hồ nhân như, hồ nhân như mặt cũng đỏ bừng, chắc bản thân cũng vậy. Hai người tuy đều là là nhân vật trải qua sóng to gió lớn trên thương trường, nhưng loại kinh lịch như tối qua thì lại chưa từng gặp, lúc đơn độc ở với nhau khó tránh khỏi cảm thấy có chút xấu hổ và khó xử. Hồ nhân như nói, trong tủ lãnh không có gì ăn, may mà còn có một ít trứng gà và mì ăn liền, thôi thì ăn tạm vậy. Cố dài đồng cười cười, hai người ở trên bàn ăn ngồi đối diện nhau, ánh mắt đều chiếu lên cổ đối phương, trên cổ bọn họ đều lưu lại một vết hôn sâu. Cố dài đồng cắn môi, Trương Dương thật là đáng ghét tới cực điểm, cô ta cơ hồ có thể chắc chắn rằng hắn là cố ý làm vậy, đặc biệt lưu lại một ký hiệu cho họ, hồ nhân như nói khẽ tuyết vẫn chưa ngừng rơi, nếu như anh ấy trưa nay không mang cơm tới cho chúng ta, e rằng chúng ta sẽ bị bỏ đói mất. Đúng là đồ xấu xa. Hồ nhân như gật đầu đồng ý, hai người nhìn nhau, trong lòng đều hiểu đối phương nghĩ gì, đột nhiên bật cười. Trương Dương cũng rất vui vẻ, tuy hắn không được ngủ chung chăn với cả Cố Gia Đồng và Hồ Nhân Như, có điều từ biểu hiện của hai người tối qua, rõ ràng là họ đã tiếp nhận sự tồn tại của nhau rồi, đây là một sự khởi đầu rất tốt, Trương Dương bắt đầu tính toán kế hoạch tương lai của hắn, hắn bắt đầu nhìn thấy hy vọng của việc hài hòa ở chung với nhau rồi. Tuyết lớn mang tới sự bất lợi cực lớn cho giao thông Giang Thành. Trương Dương từ biệt thự Tiểu Nam Hồ tới tòa nhà văn phòng chính phủ thị ủy, cự ly hơn 10 cây em mà mắt thấy đến năm vụ tai nạn. Bộ quản lý giao thông đã được động viên hết, nhưng vẫn không thế nào đáp ứng được yêu cầu dọn hết tuyết trong thời gian ngắn, rất nhiều đơn vị xí nghiệp cũng tự phát tổ chức dọn tuyết, trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người đi đường bị trượt ngã. Ưu thế đi trên tuyết của xe Jeep lộ ra rõ rệt, tuy là vậy, Trương Dương tới tòa nhà văn phòng chính phủ thị ủy cũng phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ, chính phủ thụy ủy đương nhiên là khác trong sân đường ở trước cửa đều được quét dọn sạch sẽ có điều tuyết vẫn đang rơi không lâu sau trên mặt đất lại phủ một lớp việt mỏng trương dương trước tiên tới phòng cải cách xí nghiệp phát hiện chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp là mã hoa thành vẫn chưa tới mấy thanh niên trong phòng đang ngồi sát vào lò sưởi nói chuyện chu hiểu vân nhìn thấy trương dương vào vui vẻ gọi trương dương cười nói mới sáng sớm đừng có ồn ào như vậy thôi kiệt vội vàng đi pha trà trần kiến và hà thụ lôi thì mỗi người đỡ một bên mời hắn ngồi xuống trương dương nói sao vậy thực sự coi tôi là người ngoài à tôi vẫn là phó chủ nhiệm của phòng này mà thôi kiệt đặt chén trà xuống trước mặt trương dương nói chủ nhiệm trương anh hiện tại tâm trí đều đặt ở phòng chiêu thương gần đây không thấy anh tới đây trương dương cười ha ha nói các cô các cậu làm việc khiến tôi rất yên tâm phòng cải cách xí nghiệp hiện tại đã vào quỹ đạo rồi phía phòng chiêu thương thì năm bè bảy mảng tôi đương nhiên phải lo cho bên kia hơn rồi. Trong lúc nói trong lòng không khỏi có chút đắc ý, mình hiện tại chẳng khác nào nắm quyền của cả hai bộ môn, trình độ phong quang cho dù là ở trong rất nhiều cán bộ cấp chính ban Giang Thành cũng hiếm thấy. Chu Hiểu Vân nói, chủ nhiệm trương, hiện tại Giang Nhạc uy phong lắm rồi, làm thư ký của bí thư thị ủy, sau này sĩ đồ rộng mở lắm. Trương Dương cười nói, sao? Hối hận à? Hay là cô đá tô cường đi, hiện tại vẫn còn kịp đó. Chu Hiểu Vân đỏ mặt gắt, chủ nhiệm trương, sao lại nói người ta như vậy? Cả đám người đều đồng thanh bật cười. Trần Kiến nói, chủ nhiệm trương, nghe nói phòng cải cách xí nghiệp và phòng chiêu thương cùng chuyển nhà à? Trương Dương gật đầu, nói, không sai, chuyển tới tòa nhà thị ủy cũ, cùng dùng chung một tòa nhà văn phòng, tới lúc đó tôi cũng tiện hơn, khỏi phải cứ lên lầu xuống lầu. Hà Thụ Lôi nói, chủ nhiệm trương, nghe nói Đồng Hồng Ngọc lần này bị tội không nhỏ, hình như là tham ô rất nhiều trương dương nói có quan hệ gì tới cậu à hà thụ lôi ngượng ngùng cười không có quan hệ gì cả vậy thì đừng hỏi trong thể chế chú trọng điều gì chu hiểu vân nói ai quét tuyết trước cửa nhà nấy đừng quản xương trên nóc nhà người khác trương dương chỉ vào chu hiểu vân học xấu rồi ai dạy cô đấy có phải là tên lưu manh tô cường không chu hiểu vân nói không có liên quan gì tới anh ấy cả là tôi tự mộ ra thôi Lúc mọi người đang vui vẻ nói cười thì ma hoa thành cầm ô bước vào, gã chào trương dương rồi thở dài, tuyết lại rơi nhiều rồi, mấy năm rồi vẫn chưa có trận tuyết nào to như vậy. Thôi Kiệt nói, chủ nhiệm mã sao phải than thở, năm nay đắp chăn lúa mạch, năm sau gối màn thầu ngủ, chuyện tốt mà. Mã Hoa Thành nói, có cái tốt cũng có cái xấu, rất nhiều nơi đều bị mất điện rồi, mọi người đi làm cũng không tiện, áp lực của bộ môn giao thông rất lớn chu hiểu vân nói chủ nhiệm mã đúng là lão cán bộ suy nghĩ rất chi là toàn diện mã hoa thành cười cười nói với trương dương phía phòng chiêu thương công tác thuận lợi chứ tôi nghe nói năm nay các anh bị giao thêm không ít nhiệm vụ hả trương dương nói tôi trước đây cho rằng phòng cải cách xí nghiệp là phòng ăn mày nhưng hiện tại mới thấy phòng chiêu thương mới là phòng ăn mày chân chính đặc biệt vẫy tay hóa duyên cho người khác mã hoa thành nói hiện tại nhà ăn mày có cả vạn đồng cũng không ít tôi thấy những người ăn xin trên quảng trường thị dân mỗi tháng thu nhập còn cao hơn tôi trương dương nói trung quốc lớn như vậy người gì cũng có hiện tượng này nhiều lắm mã hoa thành biết tình hình gần đây của phòng chiêu thương không tốt gã nói nhỏ nghe nói là thị lý giao cho phòng chiêu thương nhiệm vụ rất nặng trương dương cười nói nhiệm vụ cụ thể thì vẫn chưa giao mà tin tức đã bay đầy trời rồi mã hoa thành mỉm cười tôi lăn lộn ở trong thể chế lâu như vậy rồi cũng quen biết được mấy người gã dừng lại một chút rồi nói tiếp chủ nhiệm trương có gì cần tôi giúp không trương dương nói tôi muốn mượn thôi kiệt qua đó giúp kỳ thực đám thôi kiệt đều là hắn mang theo từ cục du lịch hiện tại việc ở phòng chiêu thương quá nhiều không có trợ thủ đáng tin thì không được cho nên trương dương nghĩ tới thôi kiệt mã hoa thành rất sảng khoái gật đầu không thành vấn đề gã nói tiếp con trai tôi mã đức quân ở ủy ban quốc tư tính khí có chút quật cường tôi muốn để nó đi theo chủ nhiệm trương tôi luyện Trương Dương vẫn phải nể mặt Mã Hoa Thành, liền gật đầu, "Được, phương diện thủ tục thì chủ nhiệm Mã tự làm nhé, phía phòng chiêu thương không có vấn đề gì, tôi khẳng định sẽ nhận." Mã Hoa Thành cười nói, "Chủ nhiệm Trương sau này nhất định phải để ý tới nó nhiều nhé." Kỳ thực tuổi của con trai gã còn lớn hơn Trương Dương 3 tuổi, có điều luận về cấp bậc thì Mã Đức Quân còn kéo Trương Dương nhiều, tới hiện tại vẫn chỉ là một khoa viên nho nhỏ. Trương Dương bảo thôi kiệt tới chỉ là bước đầu tiên, thôi kiệt làm việc rất chu mật. Gã ở Văn phòng cục du lịch hơn 7 năm, đối với bộ máy cơ quan hiểu rất rõ, hơn nữa là một tay viết báo cáo rất khá, chỉ chỉnh lý văn kiện báo cáo đã khiến Trương Dương bớt được không ít thời gian rồi. Phòng chiêu thương nhìn thì nhiều người, nhưng Trương Dương không tìm thấy một trợ thủ đắc lực nào, năm phó chủ nhiệm toàn bộ đều là hạng ăn không ngồi rồi, bốn người còn lại cũng đều là nhờ quan hệ mà được vào làm. Bằng vào đám người này, muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thị lý giao cho là chuyện không thể. Muốn để cho công tác của phòng chiêu thương được khai triển nhanh chóng, vậy thì phải nhanh chóng xây dựng được bộ sậu của mình. Trương Dương bàn chuyện này với Đỗ Thiên Giã, hắn muốn mở rộng quy mô của phòng chiêu thương, nhưng nhân viên trong thể chế lại nhiều như vậy. Trương Dương muốn tiến hành tuyển dụng từ ngoài xã hội, chỉ cần là có năng lực là có thể tiến vào phòng chiêu thương. Đương nhiên những người mà hắn tuyển dụng sẽ không có biên chế chính thức. Phòng chiêu thương thuê nhân viên ngoài thể chế, Trương Dương không phải là người mở tiền lệ này đầu tiên, thành phố Nam Nguyên của tỉnh Vân An đã đi trước họ, nghe nói phòng chiêu thương của tỉnh Vân An làm rất tốt. Phần lớn là nhờ những người có tài được tuyển từ ngoài xã hội. Bí thư thị hủy và thị trưởng đầu gật đầu, kế hoạch tuyển dụng của Trương Dương chẳng khác nào đã được hai người họ công nhận, nhưng chuyện hắn tuyển dụng nhân tài từ ngoài xã hội, ở trong nội bộ phòng chiêu thương lại giống như một viên đá làm dậy sóng, dẫn tới phản ứng rất mạnh. Sông Pha đi đầu tất nhiên là năm phó chủ nhiệm, Bọn họ nhất trí cho rằng Trương Dương đang làm bừa, phòng chiêu thương là bộ môn trực thuộc chính phủ, không phải là nhân viên công vụ quốc gia thì căn bản không có tư cách tiến vào phòng chiêu thương, nhưng Trương Dương làm vậy, bất kể là ai, chỉ cần có năng lực lôi kéo đầu tư là có thể tiến vào phòng chiêu thương, trở thành một phần tử của bọn họ, đây quả thật là làm bừa bãi, nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ quan nhà nước có khác gì xí nghiệp tư nhân đâu. Tiêu Quế Đường liên hợp với đám phó chủ nhiệm tới chỗ thị trưởng Tả Viên chiêu đề xuất ý kiến tâm tình của mấy vị phó chủ nhiệm đều có chút kích động, Tiếu Quế Đường nói, thị trường tả, chúng tôi thực sự là không thể hiểu được, phòng chiêu thương là bộn môn chính thức của quốc gia, sao có thể tuyển dụng từ ngoài xã hội được. Những người chúng tôi có ai là không phải những đồng chí được đảng và quốc gia khảo nghiệm nhiều năm. Chủ nhiệm trương làm vậy thì uy nghiêm của cơ quan quốc gia ở đâu? Chế độ của chính phủ ở đâu? Có lẽ những người được anh ta tuyển vào có năng lực chiêu thương dẫn tư, nhưng giác ngộ chính trị thì sao? Bộ môn cơ quan chúng ta không thể để một đám người thiếu nguyên tắc đảng tính được vào. Tả viên Chiêu bật cười, Chiêu sinh còn chưa bắt đầu, các anh sao ai cũng làm ầm thế. Trương Dương đề xuất thống báo tuyển dụng, không phải là nói để những người được tuyển dụng đều được tiến vào phòng chiêu thương mà. Phó chủ nhiệm Vương Hải Tuyền nói, nhưng những người này trung quy vẫn sẽ lấy cờ hiệu của phòng chiêu thương để đi chiêu thương dẫn tư. Thị trường tả, nếu như bọn họ làm chuyện không tốt, há chẳng phải là ảnh hưởng tới phòng chiêu thương ư thậm chí còn ảnh hưởng tới hình tượng chỉnh thể của cả chính phủ thành phố Giang Thành nữa. Trong lòng Tả viên Chiêu có chút không vui, ông ta lạnh lùng nói, các anh suy nghĩ cũng chu đáo nhỉ. Vương Hải Tuyền nói, nếu thật sự để đám nhân viên xã hội tạp vụ đó chui vào trong phòng chiêu thương, tôi không muốn làm phó chủ nhiệm nữa. Vương Hải Tuyền chỉ là thuận miệng nói vậy, gã muốn mượn chuyện này để biểu đạt sự phẫn nộ của mình đối với việc tuyển dụng nhân viên ngoài xã hội của Trương Dương chuyện khiến mọi người không ngờ tới đã xảy ra tả viên chiêu nói không muốn làm à vậy thì nghỉ luôn đi vương hải tuyền ngây đi thị trưởng tả tôi không phải là có ý đó vậy anh có ý gì tôi nói đùa thôi tả viên chiêu cười lạnh nói đùa à đám người các anh chạy tới đây chỉ là để nói đùa với tôi thôi à tôi bất thời gian gặp các anh chỉ để nghe các anh nói đùa thôi ư tả viên chiêu mặt nghiêm lại sát khí ẩn hiện Đám người tiếu quế đường lập tức ý thức được chuyện không ổn, tả viên chiêu phát huy rồi, hơn nữa nữa ông ta giống như là làm thật, tiếu quế đường vội vàng cáo từ tả viên chiêu, thị trường tả, chúng tôi không làm chậm chế công tác của ông nữa, chúng tôi đi. Vương Hải tuyển cũng ủ rũ đi theo, gã hiện tại chỉ hận không thể mọc thêm hai cái chân, lập tức rời khỏi phòng làm việc của tả viên chiêu. Không đợi gã chạy ra được đến ngoài, tả viên chiêu gọi gã lại, Vương Hải tuyển sắp mở đại hội nhân dân rồi, chỗ chủ nhiệm triệu thiếu người. Lát nữa tôi sẽ nói với ông ấy một tiếng, anh tới đó giúp chỉnh lý hồ sơ đi. Trước mắt Vương Hải Tuyền tối sầm, suýt nữa thì ngất, dưới sự dìu đỡ của đám đồng liều rời khỏi phòng làm việc, mấy người ở xung quanh nhìn Vương Hải Tuyền đều mang ánh mắt đồng tình, Vương Hải Tuyền mặt mày ủy khuất nhìn Tiếu Quế Đường, hôm nay tới tìm tả viên chiêu người khởi sướng là Tiếu Quế Đường, gã chỉ là người hùa theo, không ngờ sau cùng lửa của tả viên chiêu toàn bộ chút hết lên người mình. Tiếu Quế Đường cũng cảm thấy có chút náy náy nhưng thị trường tả đã lên tiếng rồi, bọn họ cũng không có bản sự thay đổi, kháng nghị tập thể lần này có chút ném đá chúng chân mình, không những tố cáo Trương Dương không thành công, ngược lại còn khiến Vương Hải Tuyền bị đá ra khỏi phòng chiêu thương. Trong thiên hạ không có bức tường nào là không thông gió, gần đây Trương Dương thông qua giang nhạc đi lại với mấy vị thư ký thị trường rất gần, tin tức năm phó chủ nhiệm liên hợp tới chỗ tả viên chiêu tố cáo rất nhanh liền được truyền tới tai hắn. Trương Dương nghe nói Vương Hải Tuyền bị tả viên chiêu cách chức, vui đều nói suýt nữa thì cười rất cả răng, có điều vui thì vui, nhưng chỉ dám vui ngầm, bên ngoài thì Trương Dương không để lộ ra bất kỳ vẻ đắc ý nào, trên hội nghị nội bộ của phòng chiêu thương. Trương Dương đặc biệt đề xuất muốn mở tiệc tiến Vương Hải Tuyền, vừa nói tới tiến, sắc mặt của Vương Hải Tuyền càng lúc càng khó coi, gã không nói câu nào đứng dậy, quay người bước ra khỏi phòng họp, còn người ta ai cũng có huyết tính, Vương Hải Tuyền cũng vậy, đã bị người ta đá ra khỏi phòng chiêu thương rồi, gã cũng không cần ở lại đây để xấu mặt nữa. Trương Dương nhìn bốn vị phó chủ nhiệm lấy Tiếu Quế Đường làm người dẫn đầu, có kinh nghiệm công tác ở cục du lịch, hiện tại Trương Dương đối với cách xử lý loại chuyện này cũng có kinh nghiệm nhất định, hắn cười nhạt, nói, xem ra phó chủ nhiệm Vương vẫn rất có tình cảm với phòng chiêu thương của chúng ta, một đồng chí tốt biết bao. Chúng ta quay lại chuyện chính nhé, hôm nay gọi mọi người mở họp MPPJT là để tiến phó chủ nhiệm Vương, hay là nói tới chuyện chuyển nhà? và ba là nói tới trọng điểm công tác sắp tới của chúng ta thông báo tuyển dụng. Cũng chính là chiêu binh mãi mã. Không ai nói gì, tất cả mọi người đều biết tuyển dụng nhân viên từ bên ngoài đã thành sự thực, không có ai đề xuất kháng nghị. Vương Hải tuyển chính là tấm gương sờ sờ ra đó, chỉ chẳng qua là buột miệng nói một câu đã bị đại thị trưởng tả viên chiêu đá ra rồi. Dụng ý làm vậy của tả viên chiêu rất rõ ràng, ông ta đang giết gà dọa khỉ, để tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, ông ta đang ủng hộ Trương Dương vô điều kiện mấy vị phó chủ nhiệm lấy tiếu quế đường làm chủ hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ rồi tả viên chiêu là ủng hộ trương dương bí thư thị ủy đỗ thiên giã và trương dương có quan hệ thế nào thì không cần phải nói mấy người bọn họ hợp lại cũng không đấu lại người ta trương dương nói mọi người đối với công tác tuyển dụng có kiến nghị gì không hắn nhìn tiếu quế đường nói chủ nhiệm tiếu tiếu quế đường lắc đầu tôi không có kiến nghị gì chủ nhiệm trương nói sao thì cứ làm vậy đi trương dương cười thầm trong lòng Hắn hắng giọng, nói: "Đã vậy, tôi xin nói, kế hoạch sơ bộ của phòng chiêu thương chúng ta là phải mở một ban mới, chiêu sinh 6 thành viên ban, 6 người này phải yêu cầu có năng lực cao, quan hệ xã hội rộng, có trách nhiệm, yêu quốc gia, nhiệt ái với xã hội chủ nghĩa." Nói tới đây hắn dừng lại, "Một chút, trên báo đã đăng bài rồi, công tác tuyển dụng cụ thể sẽ do tôi và đồng chí Thôi Kiệt phụ trách, phương diện thẩm tra chính trị thì do chủ nhiệm Tiếu phụ trách, mọi người thấy sao?" mấy phó chủ nhiệm đều ảo não gật đầu, để biểu thị không có ý kiến gì. Trương Dương cũng không ngờ lúc tuyển dụng nhân tài trên xã hội lại có nhiều người báo danh như vậy, ban tuyển dụng mà bọn họ dựng lâm thời ở phòng họp thị ủy cũng ngày đầu tiên đã đón 367 người. Tràng diện này ngay cả Trương Dương cũng không ngờ tới, hắn lâm thời điều động hết những người còn lại của phòng chiêu thương tới, lại bảo đám thanh niên của phòng cải cách xí nghiệp cũng tới, còn thông qua khương lượng điều động 6 cảnh sát tới hiện trường giúp đỡ duy trì trật tự. Có điều người tới tuy nhiều, nhưng tố chất thì lại tốt xấu lẫn lộn, Trương Dương bị tiếng la hét ẩm ý khiến cho đau hết cả đầu, dứt khoát giao hiện trường tuyển sinh lại cho Thôi Kiệt phụ trách, còn mình thì đi tới nhà máy chế thuốc Giang Thành. Cố dài đồng hai ngày nay đều ở Giang Thành, Tân Dược đã chính thức đi vào sản xuất, căn cứ theo tình hình đơn đặt hàng hiện tại, tiêu thụ cực kỳ tốt, cô ta vừa tính toán sơ bộ lợi nhuận của quý một trong máy tính, nhiều tới mức thực sự là khiến cô ta không ngờ đến. Cố Gia Đồng nghe thấy thấy thông báo của thư ký Tiểu Hà, biết là Trương Dương đến, cô ta mỉm cười nói, mời anh ấy vào đi. Vừa dứt lời thì Trương Dương đã đẩy cửa bước vào, Cố Gia Đồng ngồi trên ghế, hai tay khép lại với nhau, ngón tay chống cằm, mỉm cười nhìn Trương Dương, nói chủ nhiệm Trương hôm nay sao lại rảnh tới đây vậy? Trương Dương nhìn phòng làm việc của Cố Gia Đồng, tấm tắc khen, đúng là không tồi, Cố tổng có phẩm vị thật, phòng làm việc này thoạt nhìn thấy lộ ra được một loại cảm giác hiện đại cố giai đồng cười cười là một người bạn làm kiến trúc sư giúp đỡ đi theo phòng cách âu mỹ thời thượng trương dương đi tới trước mặt cô ta rồi ngồi xuống cầm cốc trà của cố giai đồng lên uống một ngụm lúc này mới phát giác bên trong là hồng đường trà nhíu mày cố giai đồng cười nói sao anh cái gì cũng uống vậy trương dương cũng bật cười cố giai đồng đứng dậy rót cho hắn một chén hồng trà rồi đặt xuống trước mặt hắn trương dương nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ta kéo cô ta vào trong lòng Minh, ôm lấy thân hình của cô ta đặt lên đùi mình, nói nhỏ sao, gần đây bụng còn đau không. Cố dài đồng cực kỳ vũ mị nhìn hắn một cái, nói từ lúc uống thuốc mà anh kê thì đã khỏi rồi, anh đúng là một phụ khoa thánh thủ. Trương Dương cười tủm tỉm nói không chỉ vậy thôi đâu, hiện tại em mới là nữ nhân chân chính của anh. Cố dài đồng đỏ mặt đánh lên người hắn một cái, rồi ôm lấy cổ hắn, hôn lên môi hắn một cái, nói khẽ kỳ lạ thật, anh mỗi lần đầu trực tiếp. Nhưng em vì sao lại không mang thai? Trương Dương cười ha ha. Cố Gia Đồng xấu hổ muốn chui xuống đất, hung hăng nhéo tai hắn, xem anh còn dám cười không. Trương Dương nói, anh dùng nội lực diệt nó rồi, trên thế giới này người có loại bản sự đó của anh không nhiều đâu. Cố Gia Đồng đỏ mặt, em còn cho rằng anh có vấn đề. Trương đại quan nhân tức giận nói, không ngờ lại dám hoài nghi anh có vấn đề, có muốn thử không? cố giai đồng sợ hãi đẩy hắn ra đừng có làm bừa người ta không tiện lúc này thư ký lại thông báo hồ nhân như tới cố giai đồng từ trên người trương dương đứng dậy quay về vị trí của mình nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục hồ nhân như bước vào trong phòng làm việc mỉm cười với trương dương cô ta là tới báo cáo tình huống sản xuất lại với cố giai đồng trương dương nhìn cố giai đồng và hồ nhân như nói chuyện thân thiết hai người phối hợp ăn ý như vậy trong lòng hắn bất giác cảm thấy an ủi đây chính là cảnh giới mà Trương Đại Quan nhân kỳ vọng đại được. Hồ Nhân như báo cáo tình huống xong liền quay người bỏ đi, lúc nào thì nên hợp lý tránh đi, trong lòng cô ta biết rất rõ. Sau khi Hồ Nhân như đi, Cố Gia Đồng từ trong túi lấy ra một cái thẻ ngân hàng đưa cho Trương Dương, tấm thẻ này anh cầm để dùng đi. Trương Dương có chút bực bội nói, làm gì vậy? Thật sự coi anh là kẻ sống dựa vào đàn bà à? Cố Gia Đồng cười nói, đâu có nhà máy dược của chúng ta là khoa học kỹ thuật kết hợp với thuốc cổ, tuy trong tư liệu cổ phần của nhà máy dược không chỉ rõ điểm này, nhưng không thể vô duyên vô cớ lấy đi những thứ thuộc về anh được. Trương Dương nói, giữa hai chúng ta mà còn phải phân rõ như vậy à? Cố Giai Đồng rất thật thà nói, tuy không cần như vậy, nhưng đây là tiền của anh, cho dù anh cầm chỗ tiền này tiêu cho em thì cũng vẫn phải đưa tiền cho anh. Cô ta kiên chỉ đưa cho Trương Dương, nói nhỏ, có điều trên thẻ là tên của em, để tránh có người dị nghị chuyện này. Cô ta suy nghĩ rất chu đáo cho Trương Dương. Trương Dương cười nói, Giai Đồng à, trong này có bao nhiêu tiền? Cố Giai Đồng cười nói, kỳ thật em gửi cho anh không nhiều, án chiếu theo 10% tiền lời từ lợi nhuận tiêu thụ của mấy loại thuốc đó. Trương Dương nói, rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Cố Giai Đồng nói, bên trong hiện tại có 20 vạn, án chiếu theo tình hình tiêu thụ trước mắt, mỗi năm bên trong chắc sẽ không thấp hơn 100 vạn đâu. Trương Dương giật này mình, ta ích, tiền không ngờ lại dễ kiếm như vậy, mình loạn quảng thế nào lại thành phố ông trăm vạn rồi. Hắn nhận lấy thẻ, mỉm cười, nói, buổi trưa muốn ăn gì? Anh mời khách, thích nhà hàng nào ở Giang Thành thì em cứ chọn thoải mái. Cố gia đồng bị bộ dạng nhà giàu mới nổi của hắn khiến cho bật cười, có điều, anh đừng có ngông nghênh quá, dẫu sao cũng là cán bộ quốc gia, đừng để người ta chỉ trích anh hoang tàn. Trương Dương gật đầu, cố giai đồng lại nói anh hôm nay không cần đi làm à không phải bảo là phòng chiêu thương rất bận ư trương dương lúc này mới nhớ tới chuyện tuyển dụng liền kể lại cho cô ta cố giai đồng không nhịn được cười quảng chiêu hiền sĩ quả thật là chuyện tốt có điều dạng tuyển dụng như vậy thiếu tính mục đích rõ ràng em cho anh một kiến nghị nhé trương dương rất thành khẩn cúi người về phía trước nói xin cố tổng chỉ giáo cố giai đồng cười nói thật sự nói tới chiêu thương trước tiên phải có nhân mạch rộng rãi điểm này anh có ưu thế khá tốt em nhân như sở yên nhiên thậm chí bao gồm cả những bằng hữu xung quanh anh bất kể là ai cũng đều có thể đảm nhiệm được công tác của phòng chiêu thương trương dương gật đầu hay là bọn em dứt khoát tới chỗ anh làm đi cố giai đồng nói anh nghe một cách nghiêm túc đi trương đại quan tâm lập tức ngồi nghiêm chỉnh cố giai đồng nói bọn em làm cố vấn cho anh bình thường có thể giúp anh lưu ý tin tức chiêu thương và kịp thời truyền những tin tức này cho anh nhưng công tác cụ thể của phòng chiêu thương thì chúng em không có thời gian và tinh lực để để ý đến, bạn bè xung quanh em cũng không thiếu người có năng lực. Cô ta kéo ngăn kẽ, lấy ra sổ liên lạc, từ bên trong tìm thấy tên một người, chỉ cho Trương Dương xem, thường lăng phong, tiến sĩ mậu dịch quốc tế trường Đại học Tảo Đạo Điền của Nhật Bản, công tác nhiều năm trong xí nghiệp nổi danh của Nhật Bản, hiện giờ vì bệnh nên về nước nghỉ ngơi, lúc em thành lập nhà máy dược có từng nghĩ tới gã, có điều gã không có nhiều hứng thú đối với kinh thương lại thêm ra thế của gã rất tốt, cha mẹ đều là giáo sư trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Đông Giang, anh trai Thường Lăng không là phó thị trưởng thường vụ của thành phố Na Tích. Cha em rất thích y, Thường Lăng Phong năm nay 29 tuổi, nghe nói đã có tài sản ngàn vạn, người này không có truy cầu cao về tìa bạc, lại thêm thân thể không khỏe, hiện giờ chủ yếu đem tinh lực ký thác lên thư họa, vẽ một bức tranh đẹp, viết một dòng chữ đẹp. Trương Dương nói, người này là nhân tài, giai đồng, giúp anh liên hệ với gã đi thằng nhóc này có chút vị đạo cầu hiền như khát nước. Cố dài đồng cười nói, rất khéo, thường lăng phong đang ở Giang Thành tham bái xá lợi Phật tổ, em sẽ giúp anh liên hệ với gã. Cô ta cầm điện thoại lên, trước khi gọi liền nói với Trương Dương, người này tầm mắt rất cao, em tuy giúp anh liên hệ, nhưng không thể đảm bảo gã nhất định sẽ cam tâm giúp anh. Trương Dương nói, không vấn đề gì, anh trước giờ đều lấy đức phục người. Thuyết phục hắn, anh có đủ lòng tin. Trưa hôm đó Trương Dương và Cố Giai Đồng cùng tới quán ăn chay công đức lâm ở cạnh chùa Nam Lâm mời Thường Lăng Phong, Trương Đại Quan Nhân không thích ăn đồ chay, nhưng để biểu hiện thành ý của mình cũng đành khách tùy chủ tiện. Thường Lăng Phong vóc người không cao, sắc mặt trắng bệch, nhìn vẻ ngoài trông như không đủ dinh dưỡng, cho dù là ở trong quán ăn nhưng gã vẫn đeo kính đen, điều này khiến người ta có thấy có chút xa lạ, Trương Dương bắt đầu hoài nghi dạng người này thì có bản sự gì. Sau khi Cố Giai Đồng dẫn kiến hắn và Thường Lăng Phong, Trương Dương chủ động bắt tay Thường Lăng Phong, Thường Lăng Phong nói, tôi mắc bệnh sợ ánh sáng, cho nên đi đâu cũng phải đeo kính đen, hai vị xin chớ trách. Cố Giai Đồng nói, thương tiên sinh, thân thể của anh vẫn chưa được khỏe sao. Thường Lăng Phong cười khổ, về nước dưỡng bệnh được nửa năm rồi, không những không có chuyển biến tốt, ngược lại càng lúc càng nặng. Hiện tại các khớp xương trên người đều đau đớn vô cùng, nếu như gặp phải hôm trời mưa dầm thì càng không thể nào chịu được. Gã nhìn thức ăn chay trên bàn, Ăn cơm cũng vậy, tôi không chịu được một chút thức ăn mặn nào, người mà phải sống như thế này thì không còn bất kỳ lạc thú nào nữa rồi." Cố Sai đồng nói, "Thường tiên sinh, tôi dẫn chủ nhiệm Trương tới là để đặc biệt mời anh xuất sơn đây." Thường Lăng Phong nói, "Tôi và Cố tổng là bạn bè nhiều năm, mặt mũi của cô ấy tôi đương nhiên phải nể, nhưng chủ nhiệm Trương à, anh cũng thấy giấy, tình trạng sức khỏe của tôi thực sự là không thích hợp đi làm." "Có điều," Cố tổng đã lên tiếng, "Vậy tôi sẽ cho anh biết suy nghĩ của tôi nhé." Trương Dương rót một chén nước cho Thường Lăng Phong, Thường Lăng Phong không ngờ lại không uống mà chỉ uống nước lọc. Trong mắt Trương Dương, loại người như Thường Lăng Phong hoàn toàn không có chút nhạc thú nhân sinh nào nữa rồi. Thường Lăng Phong nhấp một ngụm nước lọc, nói, lúc tôi nhàn rỗi, cũng tìm hiểu qua tình hình kinh tế của Giang Thành, kỳ thực phương hướng cải cách của Giang Thành rất tốt, xây dựng khu phát triển, cải thiện tình trạng giao thông, nghe nói sắp tới sẽ cải tạo trạm xe lửa, xây dựng sân bay, nhưng có câu tục ngữ muốn là giàu thì phải xây đường, chỉ có hoàn cảnh giao thông tốt mới có thể hấp dẫn được càng nhiều khách thương tới. Nhưng kinh tế của Giang Thành khiến tôi cảm thấy quá tùy tiện, có thể là lãnh đạo thành phố các anh quá gấp gáp phát triển, trái một gậy phải một gậy, chúng ta lấy khu phát triển để nói nhé, hiện tại sự phát triển của khu phát triển hoàn toàn không có trọng điểm. Khu phát triển kinh tế của Lam Sơn chú ý tới khoa học kỹ thuật cao, khu phát triển kinh tế của Đông Giang thì chủ trọng sản nghiệp điện gia dụng, xin hỏi khu phát triển của Giang Thành các anh định chú trọng vào cái gì làm biển hiệu? Câu hỏi này khiến cho Trương Dương nghe xong đần thối cả mặt, trong mắt hắn chỉ cần người đầu tư tới càng nhiều thì càng tốt, việc gì phải để ý tới vấn đề chú trọng vào gì. Thường Lăng Phong nói, trọng điểm phải thật đặc sắc thì mới có thể tìm thấy đường ngắn để phát triển. Trương Dương nói, trọng điểm đặc sắc liệu có khiến giới đầu tư cho rằng khu phát triển của chúng ta làm quá đơn nhất không? Thường Lăng Phong cười nói, trăm thứ tốt không bằng một thứ tinh, làm tốt một thứ, nổi danh trong nước ngoài nước những sản nghiệp tương quan khác không cần phải tốn nhiều công phu cũng có thể phát triển theo. Cố Giai Đồng nói, vậy thì lấy chế thuốc làm trọng điểm đi. Thường Lăng Phong cười cười lắc đầu, nói phải suy nghĩ tới đặc điểm của chính địa phương mình, nắm lấy ngành nghề có ưu thế nhất, chỉ có như vậy mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được hiệu quả lớn nhất, sáng tạo ra sức ảnh hưởng lớn nhất. Trương Dương như ngộ ra được gì đó, cung kính nói, thường tiên sinh, xin anh hãy suy nghĩ lại, có thể tới phòng chiêu thương của chúng tôi công tác không? Thường Lăng Phong nói, không phải là tôi không muốn, mà là điều kiện sức khỏe của tôi không cho phép. Trương Dương nói, tôi là một người có tính tình nóng vội, cho nên tôi không vòng vo tam quốc. Thường Tiên Sinh, chỉ cần anh đáp ứng tới phòng chiêu thương làm việc giúp tôi, tôi có thể đảm bảo trong vòng một tháng sẽ giúp anh khôi phục lại sức khỏe, trạng thái thân thế hoàn toàn khôi phục lại như bình thường. Thường Lăng Phong có chút kinh ngạc nhìn Trương Dương, Gã cho rằng Trương Dương đang nói khoác, phải biết rằng gã vì bệnh của mình đã bái phỏng vô số danh y, sau cùng đều không có bất kỳ hiệu quả gì, nhưng Trương Dương không ngờ lại nói khoách vốn lên như vậy. Cố Gia Đồng thì lại không cho rằng Trương Dương đang nói khoác, năng lực của Trương Dương cô ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai, một người có thể dùng nội lực cứu người bị thượng mã phong, trên thế giới này còn có gì mà hắn không làm được nữa. Nghĩ tới đây tim Cố Gia Đồng không khỏi đập thình thịch. Mình bị thằng ôn này dày hư rồi. Vào lúc này không ngờ lại nghĩ tới chuyện này. Cố Gia Đồng điều chỉnh lại tình tự, nói với Thường Lăng Phong, "Thường tiên sinh, điểm này tôi có thể làm chứng cho chủ nhiệm Trương, khí công của anh ấy rất lợi hại." Thường Lăng Phong cười nói, "Tôi không tin khí trông gì cả, những thứ này chỉ để lừa người thôi." Trương Dương nói, "Của tôi không phải là khí công gì cả mà là võ thuật Trung Hoa, loại bệnh này của anh uống thuốc thôi không khỏi được đâu, phải tu luyện từ bên trong, lợi dụng nội công điều chỉnh trạng thái thân thể." tôi dạy anh một phương pháp đả tỏa điều tức anh chỉ cần án chiếu theo phương pháp của tôi mà làm tôi đảm bảo anh trong vòng một tháng có thể khôi phục lại như bình thường thường lăng phong thấy hắn nói một cách khẳng định như vậy bất giác cũng hơi tin gã nói nhỏ thật sự có thể ư trương dương gật đầu thường tiên sinh có bằng lòng giúp tôi không thường lăng phong nói nếu chủ nhiệm trương có thể giúp tôi trị khỏi bệnh này tôi nhất định sẽ tới phòng chiêu thương giúp anh một lời đã định Trương đại quan nhân đã nói là làm, mà đã làm là át thành công, sau bữa cơm ngày hôm đó, liền dẫn Thường Lăng Phong tới nhà mình, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất giành được lòng tin của Thường Lăng Phong thì phải thể hiện ra thủ đoạn khiến gã tin phục. Hắn bảo Thường Lăng Phong cởi áo ngoài ra rồi ngồi khoanh chân, mình thì ngồi ở phía sau Thường Lăng Phong, ngón tay đặt lên yếu huyết trên lưng Thường Lăng Phong như phong môn, phế du, thận du, khí hải du rồi một đường điểm xuống, từ bạch hoàn du hành tới thắng lưng rồi lại chuyển hướng lên trên điểm thẳng tới mệnh môn, đợi tới huyệt mệnh môn rồi thì đổi thành lòng bàn tay ấn vào, một cỗ nhiệt lưu hùng hồn cuồn cuồn truyền vào trong huyệt mệnh môn của Thường Lăng Phong. Thường Lăng Phong vốn chỉ cảm giác bất đau hơn nhiều, nhưng khi Trương Dương rót nội lực vào, gã cảm thấy giống như là rơi vào lò lửa vậy, có người nóng vô cùng, một lát sau, trên người đầm điểm mồ hôi, Trương Dương một lòng muốn khoe khoang công phu của bản thân, dùng nội lực để xua tan hàn khí trong cơ thể gã tuy tổn hao một ít chân nguyên, nhưng đối với thường lăng phong mà nói, cũng chỉ có làm vậy mới có được sức thuyết phục lớn nhất. Kỳ thực Trương Dương làm vậy không tạo được tác dụng trị được bệnh của Thường Lăng Phong từ gốc, Thường Lăng Phong sở dĩ có bệnh chứng hiện tại là có liên quan tới thể chất của gã, muốn giải quyết từ căn bản thì phải tu luyện nội công để đề thăng bản chất. Tuy vậy, Trương Dương dùng nội lực vận hành 3 vòng tuần hoàn khắp các kinh mạch trong cơ thể Thường Lăng Phong, cũng khiến Thường Lăng Phong cảm thấy cả người thư thái, thở dài giống như là nói mơ, cởi kính đen ra, chỉ cảm thấy mắt cũng có thể thích ứng với ánh sáng rồi. Trương Dương mỉm cười đứng dậy, vỗ vỗ tay nói có cảm giác thoải mái chưa? Thường Lăng Phong hoạt động cánh tay một chút, loại cảm giác có thể hoạt động tự nhiên này gã rất lâu rồi chưa được cảm nhận, tràn đầy vẻ vui mừng, nói cảm giác đúng là thoải mái hơn nhiều rồi. Trương Dương cười nói căn bản bệnh của anh không phải dùng thuốc và kim châm là có thể giải quyết được vấn đề, chỉ có tu luyện nội lực, bồi dưỡng ăn bản, uống thêm một ít dược vật trị liệu mới có thể triệt để giải quyết vấn đề. Thường Lăng Phong đã tin lời của Trương Dương tới Tám Thành, gã gật đầu, nói chủ nhiệm Trương, không biết anh có bằng lòng thu tôi làm đồ đệ không? Trương Dương nói, thường tiên sinh khách khí rồi, đâu cần phải nói thế, chỉ cần anh chịu tới phòng chiêu thương giúp tôi, tôi sẽ dạy cho anh một bộ nội công tâm pháp, chúng ta cũng không tính là có danh phận sư đồ gì cả, chỉ làm bạn bè thôi. Thường Lăng Phong bị ốm đau dày vào nhiều năm, một mực khát vọng có thể sinh hoạt như người bình thường, gặp được Trương Dương, cuối cùng cũng khiến gã thấy được hy vọng hồi phục như xa, niềm vui trong lòng khó có thể hình dung được. Thường Lăng Phong không phải là nhân vật bình thường, gã đương nhiên biết Trương Dương sẽ không thể vô duyên vô cớ gúc mình, vị chủ nhiệm Trương trẻ tuổi này là muốn nhận được hồi báo của gã. Thường Lăng Phong nói, chủ nhiệm Trương, tôi đồng ý tới phòng chiêu thương giúp anh, có điều bản thân tôi tự do quen rồi, có thể là sinh hoạt trong thể chế của các anh không thích hợp với tôi, hy vọng anh có thể đảm bảo tự do cho tôi. Trương Dương cười nói, không vấn đề, chỉ cần anh có thể giúp tôi chiêu thương dẫn tư đạt kết quả tốt, những vấn đề tiểu tiết khác đều không quan trọng. Thường Lăng Phong nói, có câu này anh thì tôi yên tâm rồi. Kỳ thức Trương Dương hiện tại đối với Thường Lăng Phong vẫn chưa tin tưởng lắm, nhưng cố gia đồng đã tôn sùng Thường Lăng Phong như vậy, chứng tỏ người này chắc không đơn giản, chỉ học lịch của gã và học lịch tiến sĩ kinh tế quốc tế tại trường đại học ruộng lúa mới của Nhật Bản thôi đã không phải là thứ mà người bình thường có thể có được rồi. Trương Dương gần đây cũng càng lúc càng coi trọng học lịch, bản thân hắn hiện tại là hàm thụ khoa chính quy, cách tốt nghiệp vẫn còn một đoạn thời gian nữa. Trương Đại quan nhân cầu hiền như khát nước, lập tức giao cho Thường Lăng Phong một bộ công phu đả tỏa thổ nạp, Thường Lăng Phong cũng học rất nghiêm túc, có điều gã rõ ràng không có nhiều thiên phận học phó một tư thế đả tỏa rất đơn giản cũng phải dậy gã cả hai tiếng đồng hồ thì gã mới nắm vững yếu điểm. 4 giờ chiều, Trương Dương nhận được điện thoại của Thôi Kiệt, Thôi Kiệt có chút khẩn trương, chủ nhiệm Trương, không ổn rồi, hiện tượng tuyển dụng có quá nhiều người, bởi vì bất mãn, giữa các nhân viên tuyển dụng phát sinh xung đột, đánh nhau rồi. Trương Dương nhíu mày, không ngờ cuối cùng lại xảy ra chuyện lộn xộn. Hắn nói khẽ, không phải là có cảnh sát sao? Trước tiên bảo bọn họ khống chế tình hình đi, Tôi lập tức quay về xử lý. Thường Lăng Phong sau khi nghe nói đã xảy ra chuyện, lập tức tỏ ý muốn cùng Trương Dương đi xem. Trương Dương hiện tại cách thị ủy cũ không xa, không tới 10 phút liền tới được đó, nhìn thấy hai ba trăm người đang vây quanh phòng họp của thị ủy cũ, hiện trường tuyển dụng vô cùng hỗn loạn, bởi vì hiện trường xảy ra ổ đả, lại lâm thời điều thêm 20 cảnh sát, tình thế trên cơ bản đã được khống chế rồi. Nguyên nhân hỗn loạn rất đơn giản, có một số người vì đợi lâu quá bực mình, cho nên phát sinh xung đột với nhau. Năm người gây chuyện đều lâm thời bị khống chế, Khương Lượng đi tới hiện trường, nhìn thấy Trương Dương, gã vẫy vẫy tay, Trương Dương bước tới, tình hình thế nào rồi? Khương Lượng cười khổ, anh thật đúng là, hội thông báo tuyển dụng của các anh loại người nào cũng có, ngay cả tên vừa ra tù cũng tới góp vui. Trương Dương ngây ra, sao lại có chuyện đó? Khương Lượng chỉ vào tên chọc đầu ngồi ở góc tường, nói thằng ôn này tên là Quách Đông Nghĩa, bị giáo dục lao động 3 năm, vừa mới ra được một tháng, hiện tại cũng chỗ tới anh ứng tuyển, phòng chiêu thương của các anh gấu thật đấy. Trương Dương nghe thấy vậy liền nổi giận, bước lên đá vào mông Quách Đông Nghĩa một cái, Quách Đông Nghĩa bị đá cho ngã rúi rụi xuống đất, Khương Lượng vội vàng cản hắn lại, anh là gì thế? Quách Đông Nghĩa hết thảm, cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh người rồi. Khương Lượng tức giận quát, cầm mồm đi, mày có muốn vào tù nữa không? Quách Đông Nghĩa bị gã dọa, thật thả im miệng lại. Trương Dương chỉ vào mũi quách Đông nghĩa, trên thông báo tuyển sinh của tao đã viết rất rõ ràng, phải có học lịch khoa chính quy trở lên, mày con mẹ nó đã tốt nghiệp tiểu học chưa? Không ngờ cũng dám tới đây lập lờ đánh lận con đen. chương 260, tác phong nhà nội. Quách đồng nghĩa kinh thường nói, mèo trắng hay mèo đen, cứ vồ được chuột thì là mèo tốt, chỉ cần tôi có thể lôi kéo đầu tư, anh quản tôi tốt nghiệp hay chưa làm gì. Khương Lượng đi tới vỗ một phát vào cái đầu chọc của hắn, bằng vào cái bộ dạng của mày mà cũng có thể lôi kéo đầu tư à, hiện tại thổi ra châu không cần phải đóng thuế đúng không? Quách Đông Nghĩa hừ một tiếng, không nói gì nữa. Khương Lượng và Trương Dương đi sang một bên, gã nói khẽ, xem ra không ổn rồi, người tới ứng tuyển rồng rắn hỗn tạp, tôi hoài nghi có người cố ý tới phá đám, hội tuyển dụng của anh nếu cứ thế này, kiểu gì cũng xảy ra chuyện đấy, không khéo đã có người báo lên trên rồi gã còn chưa nói xong thì điện thoại của Trương Dương đã reo chuông. Bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã trực tiếp gọi tới, tức giận quát, Trương Dương, cậu làm gì vậy? Làm bừa làm bãi, hội tuyển dụng sắp thành trò cười rồi, mau mau kết thúc cho tôi. Trương Dương ừ một tiếng, hắn vừa bước tới chỗ thường lăng phong đang đứng, xấu hổ cười nói, hiện trường hôm nay có chút loạn rồi, tâm tình gia nhập phòng chiêu thương của mọi người quá cấp thiết, cho nên mới xuất hiện một số tình huống ngoài ý muôn đỗ thiên giã nói cậu thật là hội tuyển dụng biến thành vở kịch vừa tới phòng chiêu thương đã tạo cho tôi rắc rối như vậy rồi bí thư đỗ cứ yên tâm tôi rất nhanh sẽ xử lý tốt chuyện này trương dương gác điện thoại cười nói với thường lăng phong có người đã báo cáo chuyện ở đây rồi thường lăng phong nói người tới nhiều như vậy tiêu chuẩn chiêu sinh phải đề cao lên học lực trên khoa chính quy quả thực là quá nhiều trương dương nói vậy thì tăng lên tới bằng nghiên cứu sinh vậy Thường Lăng Phong cười nói, vậy cũng không cần, dạng thông báo tuyển dụng như thế này rất khó tìm được nhân tài chân chính, hay là án chiếu theo trình độ anh ngữ đi, yêu cầu trình độ và anh ngữ và học lực đều phải đạt yêu cầu, những người khác trước tiên loại đi. Trương Dương nói, tuyển dụng thế nào? Thường Lăng Phong nhìn đám người ở hiện trường, cười nói, hai ba trăm người thôi mà, chủ nhiệm Trương, chúng ta đi, để những người khác duy trì trật tự. Hơn một tiếng chắc là xong thôi. Trương Dương và Thường Lăng Phong đi tới ghế bình ủy, những người khác đều bị phái đi duy trì trật tự, Thường Lăng Phong bảo những ứng sinh ở phía trước xếp thành từng hàng dài rồi đi lên trước, Thôi Kiệt ở cửa lớn phụ trách sàng lọc, dưới học lịch hoa chính quy, trực tiếp loại, cho dù là vậy thì hiện trường vẫn còn lại 130 người. Một ứng sinh đi tới trước ghế bình ủy, Thường Lăng Phong nói, cậu có sở trường gì? Tôi biết năm thứ tiếng, anh Pháp Đức Ý Nhật. Thường Lăng Phong dùng tiếng Nhật hỏi một câu lại nói một câu tiếng ý ứng sinh đó cứng họng thường lăng phong nói đi xuống hai câu thôi đã loại được một người người tiếp theo vừa lên thì trương dương đã nói đi xuống ứng sinh đó có chút không vui sao chưa hỏi đã bắt tôi xuống rồi trương dương nói tướng mạo của cậu không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi không qua được phóng vân lý do này nghe thì bá đạo nhưng lại rất hợp lý ví dụ như cho vào phòng chiêu thương Trương đại quan nhân mỗi ngày đều nhìn thấy cái mặt rơi tai chuột này, tâm tình rất không sảng khoái. Ứng sinh tiếp theo rất giỏi anh Văn, nói là công tác tại ngân hàng, nhưng thường Lăng Phong vừa hỏi tới vấn đề chuyên môn là hắn lại á khẩu, tất nhiên là không thoát khỏi mệnh vận bị đào thải. Biểu hiện của thường Lăng Phong khiến tất cả mọi người, bảo gồm cả Trương Dương cũng cảm thấy giật mình, từ tình hình ở hiện trường cho thấy, gã ít nhất cũng hiểu bảy ngôn ngữ trở lên, hơn nữa đối với tài chính, kinh tế, quản lý đều có thể gọi là tinh thông, cho nên ở hiện trường xuất hiện những tốt nghiệp sinh chuyên hệ anh văn, nhật văn bị gã hỏi cho không muốn trả lời thế nào, nhân tài của hệ quản lý tài chính ở trước mặt gã cũng phải cúi đầu ủ rũ. Tốc độ ứng sinh bị loại tất nhiên cũng rất kinh người, trong nửa tiếng ngắn ngủi, 50 người được hỏi đã bị loại hết, rất nhiều ứng sinh ở hiện trường không đợi vấn đáp đã tự bỏ đi, bởi vì bọn họ cảm thấy mình còn không ưu tú bằng những người đã bị loại, sau cùng chỉ còn lại hơn 20 người. Trương Dương và Thường Lăng Phong mỉm cười uống trà, bọn họ nghỉ ngơi một lát, 21 người này, chắc không tới nửa tiếng là có thể hỏi xong, Trương Dương có một loại dự cảm, với tiêu chuẩn của Thường Lăng Phong, những người tới ứng tuyển hôm nay e rằng không có ai qua cửa được cả. Chu Hiểu Vân gọi thay thôi kiệt, số 357. Trương Dệ Dung. Trương Dương ngẩng đầu lên nhìn, người đi tới là một cô gái ăn mặc mộc mạc, cô ta mặc quần áo thể thao màu lam, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, trên mặt không trang điểm. Tuy không có vẻ đẹp khuynh thành khuynh quốc, nhưng cũng tính là trên trung bình, đặc biệt là tướng mạo thanh thuần hiếm thấy, không có vị đạo thế tục ở trên người rất nhiều cô gái khác. Vẻ mặt của cô ta rất bình tĩnh, Thường Lăng Phong đọc tư liệu của cô ta, bên trên ghi 23 tuổi, tốt nghiệp đại học quốc tế tài chính, trình độ tiếng Anh cấp 6. Thường Lăng Phong dùng tiếng Anh hỏi cô ta một câu, Trương Tuệ Dung đối đáp rất trôi chảy. Thường Lăng Phong mỉm cười nói, "Trương tiểu thư, ngoài anh văn ra cô còn có sở trường gì nữa?" Trương Tuệ Dung dùng tiếng Hàn nói, "Tiếng Hàn Quốc, tôi đi ở trên đường phố Hàn Thành, người khác không nghe ra tôi là người Hàn Quốc." Thường Lăng Phong cũng dùng tiếng Hàn nói, chỉ biết nói mấy câu tiếng Hàn thì đâu được tính là sở trường. Trương Duệ Dung nói, "Tôi còn biết uống rượu, biết hát, biến đài quyền đạo, biết khiêu vũ, tôi từng học tài chính quốc tế, lúc đó thành tích tốt nghiệp ở trong những tốt nghiệp sinh cùng khóa xếp thứ nhất, những điều này đều có thể kiểm tra được." Thường Lăng Phong dùng tiếng Anh hỏi Trương Duệ Dung một vấn đề về kinh tế, Trương Duệ Dung dùng tiếng Anh đối đáp rất trôi chảy. Thường Lăng Phong hài lòng gật đầu, chỉ vào chiếc ghế ở bên cạnh, qua đây giúp tôi sắp xếp tài liệu. Trương Diệu Dung nở nụ cười hờ hững, Thường Lăng Phong nói vậy có nghĩa là cô ta đã được thông qua rồi. Tiếp theo không tới nửa tiếng Thường Lăng Phong lại kiểm tra những người còn lại một lượt, trong đó không ngờ lại tuyển được một người trẻ tuổi tên là Trung Nghị, những người khác bởi vì điều kiện không phù hợp với phòng chiêu thương, toàn bộ đều bị loại. Sau khi công tác tuyển dụng ngày hôm đó được hoàn thành thì đã là năm rưỡi chiều rồi, Trương Dương nhìn đồng hồ, đề xuất mọi người đừng về, cùng nhau tới Thủy Thượng Nhân ra ăn cơm, nơi đó là nơi chuyên để chiêu đãi của phòng chiêu thương. Thường Lăng Phong không đi, gã đương nhiên phải về nhà ở Nam Tích, chuyện tới Giang Thành làm việc cho phòng chiêu thương đương nhiên cần phải nói với người nhà một chuyến. Trương Dương dẫn toàn bộ nhân viên của phòng chiêu thương, phòng cải cách xí nghiệp cùng với Trương Duệ Dung và Trung Nghị mới được tuyển dùng cùng tới Thủy Thượng Nhân Gia. Tối hôm đó ở Thính Hà Hiên của Thủy Thượng Nhân Gia bày hai bàn, Trương Dương trước tiên thay mặt ban lãnh đạo của phòng chiêu thương tỏ ý hoan nghênh ba nhân viên mới gia nhập phòng chiêu thương, sau đó lại nói tới một số triển vọng trong công tác của phòng chiêu thương. Hắn là một người không thích bàn luận viển vông, nói chuyện thích đi thẳng vào trọng điểm sau khi nói xong liền cầm một chén rượu lên hô mọi người bắt đầu ăn cơm chu nghị và trương duệ dung ngồi ở hai bên trương dương thân là thành viên sắp gia nhập phòng chiêu thương biện hiện của họ vẫn có chút khách khí có điều khẩu tài của hai người bọn họ đều rất giỏi rất nhanh liền hòa hợp với người ở xung quanh đương nhiên chủ yếu vẫn là cùng với những người trẻ tuổi có mặt ở đây còn bốn phó chủ nhiệm của phòng chiêu thương đối với hai thành viên mới thì thầm coi thường trong lòng tiếu quế đường thì nghĩ thế này hai thanh niên ngay cả biên chế còn không có thì ở phòng chiêu thương có tính là gì trương duệ dung tuy là con gái nhưng tử lượng không tồi tối hôm đó cô ta ít nhất cũng uống nửa cân rượu nhưng sắc mặt không đổi tim không đập nhanh cô ta nâng chén lên kính trương dương chủ nhiệm trương sau này còn phải nhờ anh chiếu cố trương dương có ấn tượng không tồi với trương duệ dung cảm giác cô gái này rất hiểu chuyện cử chỉ cũng rất lão luyện hắn cười nói làm cho tốt nhé hy vọng hai bạn có thể làm ra cống hiến chiêu thương dẫn tư cho giang thành hắn và trương duệ dung uống một chén trương duệ dung lại tới kính tiếu quế đường nhưng lời nói của tiếu quế đường thì không được dễ nghe như vây tiểu trương phải không các cô các cậu đều là nhân viên tuyển dụng sau này làm việc phải lấy vinh dự tập thể của phòng chiêu thương làm đầu tuy các cô các cậu không ở trong biên chế nhưng nhất cả nhất động của hai người đều quan hệ tới vinh dự của cả tập thể đó trương dương nhíu mày Tiếu Quế Đường là dạng nói chuyện hay làm người ta mất lòng, sớm muộn gì cũng bị thanh lý khỏi đội ngũ. Trương Duệ Dung nói, chủ nhiệm Tiếu yên tâm, chúng tôi sẽ giữ nghiêm kỷ luật. Tiếu Quế Đường hấp một ít rượu rồi bỏ xuống, Trương Duệ Dung thì lại uống cạn. Người khác không nói, nhưng Trương Dương thì lại không nhìn được. Hắn cười nói, chủ nhiệm Tiếu à, anh là lãnh đạo, anh không thể khi phụ một tiểu cô nương như người ta được. Tiểu Trương uống hết rồi, anh sao không tỏ lòng một chút đi. Tiêu Quế Đường đành phải uống nốt, gã cho rằng mục đích chân chính của việc tuyển dụng mà Trương Dương khơi mào là muốn đá đám người già bọn họ ra khỏi phòng chiêu thương, gã cũng không muốn tiếp tục ở lại để làm nền cho Trương Dương nữa, uống một chén rượu rồi nói trong nhà có chuyện, đứng dậy cáo từ, gã vừa đi, mấy phó chủ nhiệm khác cũng đều đi theo, hiện trường chỉ còn lại đám người trẻ tuổi, bầu không khí lập tức biến thành thoải mái hơn nhiều. Chu Hiểu Vân đề nghị, chủ nhiệm Trương, khó lắm hôm nay mới được cao hứng như vậy. Tối nay chúng ta cùng nhau tới Hoàng gia giả Nhật chơi đi." Trương Dương cười nói, "Ai mời khách?" Hắn biết hiện tại Tô Cường đã tới Hoàng gia giả Nhật làm quản lý, Chu Hiểu Vân là muốn nghĩ cách lôi kéo sinh ý cho nơi đó. Chu Hiểu Vân nói, "Đương nhiên là chủ nhiệm Trương rồi, chỗ chúng ta ngài là lão đại mà." Đám thanh niên đồng thanh hưởng ứng. Trương Dương gật đầu, nói, "Được, hôm nay tôi mời khách. Chúng ta tới Hoàng gia giả Nhật uống rượu ca hát." Trương Dương có thể toàn diện mà Tô Tiểu Hồng cho hắn, chơi ở Hoàng gia giả nhật căn bản không cần tốn tiền, nhưng cái thẻ này hắn dẫu sao cũng không dùng, Tô Tiểu Hồng làm ăn cũng không dễ dàng gì, mình cũng không thể nào cứ chiếm tiện nghi của cô ta mãi được, nói nhỏ với kế toán mạnh mai, lát nữa cô trả tiền nhé, về tôi sẽ thanh toán. Mạnh mai gật đầu, khi ca sĩ cất tiếng hát trên sân khấu, mọi người nhao nhao bước xuống sàn nhảy, Trương Duệ Dung chủ động mời Trương Dương khiêu vũ, Trương Dương vui vẻ đồng ý, cùng Trương Duệ Dung nhảy nhạc nhẹ. Trương Dương nói, Tiểu Trương, nhà cô ở Giang Thành à. Hắn không nắm rõ lắm về tư liệu của Trương Tuệ Dung. Trương Duệ Dung cười nói, tôi là người Thượng Hải, Trương Bích Quân là cô của tôi. Ngữ khí của cô ta bình đạm tới cực điểm, nhưng Trương Dương nghe thấy lai giật nảy mình, hắn lập tức hiểu rằng Trương Duệ Dung là cháu ruột của Trương Bích Quân, không cần hỏi cũng biết Trương Bích Quân phái cô ta tới làm trợ thủ cho mình, xem ra trương duệ dung trông ngây thơ như cô em nhà hàng xóm là đặc công của quốc an trương dương nhìn xung quanh hỏi khẽ cô tới để quản lý tôi hà trương duệ dung cười nói không phải là quản lý mà là phối hợp hành động với anh trương dương nói trường kỳ hay là tạm thời trương duệ dung xoay một vòng theo động tác của hắn chắc là tạm thời thôi công tác của phòng chiêu thương cô cũng phải làm cho tốt nhé nếu không tôi khẳng định sẽ sa thải cô đó Trương Duệ Dung cười nói, lý lịch của tôi hoàn toàn là thật, tôi tin tôi có thể đảm nhiệm được công tác của phòng chiêu thương các anh, nếu không tôi cũng không dám tới thi tuyển. Trương Dương cười cười không nói gì, Trương Duệ Dung đã có thể nổi bật ở trong mấy trăm ứng sinh, chứng tỏ thực lực của bản thân cô ta là không có gì để nghi ngờ. Hắn nhìn Chu Nghị đang ngồi ở đằng xa uống rượu, nói nhỏ cậu ta đi cùng với cô à? Trương Duệ Dung lắc đầu, nói anh ta không phải, chủ nhiệm Trương đừng thấy ai cũng hoài nghi như vậy. Trương Dương cảm thán, không ngờ quốc an của các cô đã len cả vào phòng chiêu thương của tôi rồi, đúng rồi, khi nào về cô phản ánh với cô của cô một chút nhé, tiền lương của tôi lâu rồi chưa lên, phúc lợi xã hội của tôi không phải là cũng nên được tăng một chút chứ. Trương Duệ Dung gật đầu, chủ nhiệm Trương, thôi chí hoán hai ngày nay sẽ tới Giang Thành đàm phán, phải lưu ý người này kỹ vào. Trương Dương cười nói, đã hoài nghi hắn thì sao không bắt luôn mà thẩm vấn, cũng bớt đi nhiều phiền phức liên quan tới vấn đề quan hệ quốc tế luôn phải thận trọng thôi chí hoán này rốt cuộc là muốn làm gì hắn tới giang thành hình như là để giao dịch bên trên bảo chúng ta phải theo dõi hắn không cho hắn bất kỳ cơ hội nào giao dịch gì trương duệ dung nói tôi cũng không rõ hiện tại thân phận của thôi chí hoán vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định cho nên nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là theo dõi hắn thôi cái này gọi là phòng hoạn từ lúc chưa xảy ra Trương Dương khinh thường nói, vì một cây gậy cao ly mà phải lao tâm lao lực như thế ư. Nếu không phải là vì Văn Linh, bên trên cũng không cần phải thận trọng như vậy đâu. Nhắc tới tên của Văn Linh, Trương Dương lập tức trầm mặc, hy vọng lần này Văn Linh đừng tới Giang Thành, nếu như cô ta thật sự thích tên thôi chí hoán đó, vậy thì đối với Đỗ Thiên Giã mà nói, chuyện này thực sự là quá tàn nhẫn. Điệu nhảy cuối cùng cũng kết thúc, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, Trương Dương lúc này mới thấy Tô Tiểu Hồng cũng tới rồi, đang mỉm cười nhìn hắn vỗ tay, Trương Dương và Trương Duệ Dung tách ra, hắn cười cười đi về phía Tần Thanh chị Hồng tối nay cũng tới à. Tô Tiểu Hồng cười nói, vừa hay thấy cảnh chủ nhiệm Trương dùng hoa ngôn xảo ngữ câu dẫn con gái nhà người ta. Trương Dương cười nói, đồng sự thôi, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Hắn và Tô Tiểu Hồng đi tới quần ba, Tô Tiểu Hồng bảo bartender pha hai chén cốc tai, Trương Dương không thích thứ này, nhưng đã tới đây thì cũng phải cùng điệu với những người khác, đành nhíu mày nhấp một ngụm. Tô Tiểu Hồng thấy bộ dạng mặt mày nhăn nhó của hắn, mới nhớ ra là hắn không thích rượu cốc tai, liền bảo với bartender làm bia đen cho cậu ấy. Trương Dương vẫn một hơi uống cạn chén cốc tai. Tô Tiểu Hồng nói, không thích uống thì đừng uống. Rượu là làm từ lương thực, không uống thì tội lắm. Trương Dương cầm bia đen lên uống, nhìn Tô Cường và Chu Hiểu Vân ở giữa sàn nhảy, không khỏi cười nói, em gái chị và Chu Hiểu Vân phát triển tốt đấy. Tô Tiểu Hồng gật đầu, nói con bé Hiểu Vân này lanh lợi lắm, tôi cũng rất thích nó, có điều nghe nói cha mẹ nó không thích Tô Cường lắm, có thể là bởi vì tôi. Trương Dương nói, thời buổi gì rồi, làm gì còn quan niệm môn hộ nhiều như vậy nữa. Không phải là quan niệm môn hộ mà là chê tôi thanh danh không tốt. Trương Dương trầm mặc, uống một ngụm bia, nói chuyện qua rồi thì để nó qua đi, hà cứ gì cứ giữ mãi trong lòng như vậy. Tô Tiểu Hồng nói, có một số chuyện muốn thay đổi cũng khó lắm. Gần đây có gặp Phương Văn Nam không? Tô Tiểu Hồng lắc đầu, nghe nói anh ấy tới Đông Giang làm rồi, sau này sinh mệnh của anh ta sẽ vì cừu hận mà sống thôi. Trương Dương không nói gì, trong lòng cảm thấy tiếc hận cho Phương Văn Nam, cái chết của Phương Hải đào đối với Phương Văn Nam rõ ràng là đả kích chí mạng. Phương Vân hiện tại không còn là nhân vật phong vân trên thương trường khi xưa nữa, mà chỉ là một người báo thù bị cừu hận che mờ hai mắt. Tô Tiểu Hồng đặt chén rượu xuống, nói với Trương Dương, tôi đi chào hỏi một chút. Trương Dương nhìn ra sau, thấy con trai của Cục trưởng Cục Tài chính Bản Bân là Bang Trường Đông và một đám thanh niên quần áo bóng lộn bước vào, bọn họ rõ ràng là khách quen của nơi này, khiến Trương Dương không ngờ là trong đó không ngờ còn có cả Viên Lập Ba, con trai của Phó Thị trưởng Viên Thành Thích và Lý Tường Quân, con trai của Lý Trường Vũ. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đúng là như tầm nghiêu, mã tầm mã, đám nhà nội này cũng vật họp theo loài, tụ tập lại với nhau. Tô Tiểu Hồng lúc nhìn thấy viên lập ba và Lý Tường Quân thì trong lòng cũng hơi ngây ra, dẫu sao thì hai người họa đều là cổ đông của Hoàng Cung giả nhật trong quá khứ. Bàng trường đông thì Tô Tiểu Hồng cũng quen, gần đây gã hay tới chơi, ra tay cũng vô cùng rộng rãi. Bàng trường đông nói, bà chủ tô, tìm cho chúng tôi một chỗ. Tô Tiểu Hồng mời họ tới ngồi ở Tây Noán Các, viên lập ba thừa cơ vỗ vào mông Tô Tiểu Hồng một cái. Tô Tiểu Hồng cười mắng, muốn chết à, tiện nghi của tôi mà cậu cũng dám chiếm. Lý Tường Quân cười cười đầy ý xấu, gọi cho chúng tôi mấy cô em xinh đẹp tới hầu rượu đi. Tô Tiểu Hồng nói, mấy vị công tử e rằng hiểu lầm rồi, hiện tại hoàng gia giả nhật không còn phục vụ như vậy nữa. Viên Lập Ba cười lạnh, lập miếu thở à, làm hộp đêm mà không có gái bồi rượu thì làm sao được. Tô Tiểu Hồng mắng thầm trong lòng, câu nói này chắc khác nào biến tướng mắng cô ta là đi có điều Tô Tiểu Hồng trải qua sóng gió nhiều rồi, đối với kiểu gây sự này cũng coi như không nghe thấy, đây là quán rượu mà. Quán rượu, Lý Tường Quân cầm rượu vang lên uống một ngụm, chỉ bán rượu không bán thân à. Mấy người đồng thời bật cười. Tô Tiểu Hồng nhìn ra là mấy thằng ôn con này tới gây chuyện, nhưng vẫn bảo trì nụ cười lịch sự, xin lỗi, bên ngoài còn có khách phải chiêu đãi, mấy vị cứ uống đi nhé. Cô ta đánh mắt ra hiệu cho mấy nhân viên phục vụ, nhắc họ chú ý thái độ đừng đắc tội với mấy thằng nha nội này. Viên lập ba nhìn ra ngoài qua cửa kính, nhìn thấy Tô Tiểu Hồng đi tới quần ba, nam tử ngồi đó chính là Trương Dương, gã cũng từng ăn phải quả đắng trong tay Trương Dương, không khỏi dùng mình sợ hãi, Trương Dương cũng ở đây. Lúc mấy người họ vào cửa không chú ý thấy Trương Dương, bàn Trường Đông ở bên cạnh cũng cảm thấy sợ hãi, chỉ có Lý Tường Quân là khinh thường hừ một tiếng, nói, hắn thì sao? Nếu không phải là ông già tôi dẫn dắt hắn, hiện tại hắn vẫn còn ở xã hắc sơn tử quản công tác phụ nữ rồi nghe thấy câu này của lý tường quân mấy người đều bật cười lý tường quân nhìn nhân viên phục vụ đứng ở bên cạnh trừng mắt nói nhìn cái gì rót rượu đi lúc nhân viên phục vụ cúi xuống rót rượu cho gã lý tường quân đột nhiên thò tay ra bóp ngực cô ta một cái nhân viên phục vụ đó hét lên đứng bật dậy tức đến nỗi mặt trắng bệch anh lý tường quân kinh thường nói anh cái gì mà anh không phải là sờ một cái thôi sao? Ra giá đi, cái mà bọn anh không thiếu chính là tiền đó. Nhân viên phục vụ hai mắt ửng đỏ chạy ra ngoài. Tô Tiểu Hồng còn chưa ngồi xuống cạnh Trương Dương thì nhìn thấy cảnh này, vội vàng chạy tới, sau khi hỏi rõ tình uống, an ủy cô nhân viên một hồi, rồi lại bảo một phục vụ nam vào phục vụ. Trương Dương từ các loại dấu hiệu đã nhìn ra có chút không đúng, đợi sau khi Tô Tiểu Hồng quay lại, liền hỏi nhỏ có phải bọn nhóc con đó tới gây sự không? Tô Tiểu Hồng cười nói, không sao đâu, làm nghề của chúng tôi, chuyện này cũng gặp nhiều rồi, anh không cần phải lo, tôi có thể ứng phó được. Vừa dứt lời, phục vụ nam ôm mặt chạy ra, sau khi tiến vào bị viên lập ba tát cho một cái rồi đuổi rồi. Trương Dương có chút chán ghét nhìn về phía tây noãn cát, có cần tôi giúp cô dậy bảo mấy tháng đó không? Tô Tiểu Hồng lắc đầu, nói, không cầu, dẫu sao thì bọn chúng cũng chẳng có bản sự gì, dám làm loạn, tôi sẽ báo cảnh sát. Trương Dương gật đầu, lúc này bọn Trương Duệ Dung tỏ ý muốn về, Trương Dương cũng chuẩn bị cáo từ thì lúc này tình thế đột nhiên có biến há. Nữ phục vụ viên vừa rồi bị Lý Tường Quân sàm sỡ là bạn gái của một bartender làm ở đây. Sau khi nghe bạn gái nói xong, hắn cầm một cái ghế lào vào trong tây noãn các. Thằng nhóc đó tuy tuổi trẻ khỏe mạnh, nhưng làm sao bằng viên lập ba từ nhỏ đã luyện tập hình ý quyền. Lý Tường Quân và bàng trường đông ùa lên, tiến hành quần ẩu thằng nhóc đó. Tiếng hét thảm làm kinh động tới bên ngoài, Tô Tiểu Hồng, Tô Cường và Trương Dương trước sau chạy tới, Tô Tiểu Hồng muốn can họ thì bị bàng trường đông đẩy ngã xuống đất, Lý Tường quân đá một cước vào bụng cậu bartender đó, hung ác chửi, mẹ kiếp. Không ngờ lại định đánh tao à. Trương Dương bước vào trong tay noán cát, nhìn thấy cậu bartender đó bị đánh cho chảy máu mũi, ban gái của hắn thì lao lên bảo vệ hắn, cũng bị Lý Tường quân đá cho một cước. Trương Dương tức giận quát, đủ rồi, các cậu làm gì vậy, vô pháp vô thiên quá đấy viên lập ba và bàn trường đông đều có một loại kính úy không nói thành lời đối với trương dương nhìn thấy trương dương xuất hiện hai đứa lập tức dừng tay viên lập ba cười nói chủ nhiệm trương cũng tới à trương dương căn bản không thèm để ý tới gã nhìn cậu bartender nằm dưới đất nói ra tay ác đấy hiện tại cục công an đang nghiêm lắm chỉ cần đánh người ta thành bệnh là phải ngồi tù đấy viên lập ba ho khan một tiếng hiểu lầm thôi mà tô tiểu hồng cũng không muốn to chuyện cô ta bước lên nói, bỏ đi, mọi người đều quen biết nhau, ngàn vạn lần đừng làm tổn thương tới hỏa khí. Viên lập ba đánh mắt ra hiệu cho bàng trường đông, hai người kéo kéo lý tường quân, tỏ ý bảo hắn mau đi đi, đừng khiến cho to chuyện thêm. Tô Tiểu Hồng bảo người đỡ cậu bartender đó lên, mau chóng đưa hắn tới bệnh viện. Theo tính khí của Trương Dương, gặp phải loại chuyện này thì kiểu gì cũng phải giáo huấn mấy thằng ôn này một chút, nhưng nghĩ tới Tô Tiểu Hồng không muốn dính vào thị phi, hơn nữa lý tường quân lại là con trai của lý trường vũ lần trước bởi vì chuyện của hoàng cung giả nhật giữa mình và lý trường vũ đã nảy sinh khúc mắc trương dương cũng không muốn vết nứt giữa họ thêm sâu hắn dẫu sao cũng phải nể mặt lý trường vũ tô tiểu hồng sợ trương dương không nhịn được liền nói nhỏ bỏ đi tôi đi xử lý trương dương gật đầu quay người rời khỏi hoàng gia giả nhật ở bãi đỗ xe của hoàng gia giả nhật lại gặp phải mấy người bọn viên lập ba Lý Tường Quân đang lầm bầm gì đó, viên lập ba và bàng trường đông đang khuyên gã. Lý Tường Quân nhìn thấy Trương Dương, đột nhiên nhổ nước bọt xuống đất, nói, phi, mẹ kiếp. Đồ vong ân phụ nghĩa, mày con mẹ nó không nghĩ xem mình rốt cuộc là làm thế nào mới có được ngày hôm nay à. Trương Dương nhíu mày, thật không hiểu Lý Trường vũ tinh minh như vậy mà sao lại có một đứa con không có não thế này nhỉ. Hắn không thèm để ý tới Lý Tường Quân, tiếp tục đi tới xe jeep của mình. Lý Trường Vũ thấy Trương Dương không nói gì, cho rằng hắn sợ mình, thằng ôn này liền được đà lấn tới chơi đồ thừa của người khác có phải là rất thích phải không? Ở bên cạnh Trương Dương còn có bọn Chu Hiểu Hiên, Trương Duệ Dung, mặt hắn có chút khó xử, chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Lý Tường Quân, nói, Lý Tường Quân, anh làm sạch cái miệng cho tôi, đừng tự làm mình xấu hổ. Lý Tường Quân nghe thấy vậy ngược lại càng dũng cảm hơn, gã mặc kệ sự ngăn cản của Viên Lập Ba và Bàng Trường Đông, xông tới chỗ Trương Dương, chỉ vào mũi hắn, nói tao nói mày đấy, mày con mẹ nó là hạng vong ân phụ nghĩ, cha tao đối với mày như thế nào, mày lại đối với tao ra sao? Ở sau lưng ngáng chân tao, có gì thì nói ngay trước mặt đây này, chỉ biết ở sau lưng làm tiểu nhân chỉ điểm. Từ sau khi Hoàng Cung giả nhật bị đóng cửa, Lý Tường Quân tràn ngập oán khí đối với Trương Dương, tối này lại uống chút rượu, oán hận chất lâu ngày đều bạo phát ra. Trương Dương cười lạnh nói, Lý Tường Quân, tôi nể mặt cha anh, hôm nay không tính toán với anh, anh còn nói bậy nữa, cẩn thận tôi đập anh đấy." Lý Tường Quân cười lớn, nói "Có gan thì mày đánh đi. Đừng cho rằng tao không biết, mày và con ả Tô Tiểu Hồng gió lằng nhằng với nhau, nếu không sao lại giúp ả như vậy?" Tất cả mọi người đều cho rằng Trương Dương muốn xông lên động thủ, nhưng Trương Đại Quan Nhân không ngờ lại vẻ mặt bình tĩnh, hờ hững nói, "Đừng làm mất mặt ba anh, mau về đi." Lý Tường Quân há miệng chửi, cũng không biết cha tao sao lại nhìn chúng mày một thằng chó vong ân phụ nghĩa, không có cha tao, vậy mày có được phong quang như ngày hôm nay không? Chu Hiểu Vân đứng ở bên cạnh Trương Dương mặt mày trắng bệch, cô ta phẫn hận nói, chủ nhiệm Trương, đến tôi cũng không nhịn được rồi. Trương Duệ Dung thì lưu ý thấy hai tay Trương Dương đặt ở sau lưng cầm điện thoại, điện thoại rõ ràng đã nối rồi, không biết Trương Dương lúc này gọi điện thoại cho ai. Trương Dương cũng rất muốn ra tay giáo huấn Lý Tường Quân một trận, nhưng khu hắn nghĩ tới Lý Trường Vũ, lại cố nhịn, cho dù Lý Tường Quân có không hiểu chuyện, nhưng gã dấu sao cũng là con trai của Lý Trường Vũ, đánh cho phải ngó mặt chủ, niệm tình cũ giữa hắn và Lý Trường Vũ, cũng không thể tùy tiện ra tay, nhưng Trương Dương cũng không thể cứ vậy bỏ qua, hắn âm thầm ấn số của Lý Trường Vũ, để Lý Trường Vũ nghe thấy con trai y đang nói những gì. Lý Trường Vũ trong điện thoại nghe rất rõ ràng, y nghe thấy con trai mình đang lớn tiếng nhục mạ Trương Dương y cũng hiểu rõ dụng ý chân chính mà Trương Dương gọi điện thoại cho mình là muốn nói với mình rằng hắn đã nể mặt mình rồi, muốn mình phải dạy dỗ lại con trai. Lý Trường Vũ sắc mặt trắng bệch gác điện thoại, Cát Xuân Lệ quan sát kỹ càng, lặng lặng đi pha cho y một chén trà, bưng tới tước mặt, ôn nhu nói, đừng hút thuốc, gần đây anh ho nhiều quá. Lý Trường Vũ ừ một tiếng, lại hít sâu rồi một hơi rồi dập thuốc, nói, vừa rồi Trương Dương gọi điện thoại tới. Cát Xuân Lệ nói, cậu ấy nói gì? Lý Trường Vũ nói, không nói gì cả, chỉ để anh nghe Tiểu Quân mắng hắn. Cát Xuân Lệ kinh ngạc a à một tiếng, cô ta biết tính khí của Trương Dương, càng biết Trương Dương hiện tại đã không còn là một thiếu niên ngây ngô của huyện Xuân Dương ngày xưa, trong sĩ đồ không ngừng trưởng thành, hiện tại đã thành một cây đại thụ chọc trời. Người ở Giang Thành dám đắc tội với hắn đã không còn nhiều, Lý Tường Quân dám ở ngay trước mặt mắng hắn, há chẳng phải là tự chuốc lấy khổ ư? Cát Xuân Lệ ôn nhu nói, thằng bé tiểu quân tính khí không tốt, tính tình như vậy ở bên ngoài rất dễ chịu thiệt. Lý Trường Vũ tức giận nói, thật sự nên tống thằng mất dạy này vào trong tù mới đúng, cả ngày không lo làm ăn đàng hoàng, cứ theo đám hư hỏng ăn chơi lêu lỏng. Y kích động nên lại ho khan. Cát Xuân Lệ xoa lưng cho Y, đợi khi Lý Trường Vũ bớt ho rồi mới nói, Trường Vũ, em cảm thấy từ sau khi chị dâu mất, anh và Trương Dương xa cách hơn nhiều. Lý Trường Vũ không nói gì, Điều mà Cát Xuân Lệ nói quả thật là sự thật. Quan hệ giữa Y và Trương Dương đã qua thời kỳ trăng mật, hiện giờ giữa bọn họ biến thành xa cách hơn nhiều, điều này do rất nhiều nguyên nhân tạo thành. Quả thật là vận khí gần đây của Y không tốt, sĩ đồ không được thông suốt, mà Trương Dương thì không ngừng tiến lên mây xanh. Lý Trường Vũ ý thức được sự biến hóa trong quan hệ của mình và Trương Dương, chủ yếu là bởi vì nguyên nhân mình dừng bước không tiến. Cát Xuân Lệ nói, Trường Vũ, có một câu em Thủy Trung vẫn muốn nói với anh. Lý Trường Vũ gật đầu. Cát Xuân Lệ nói, "Lúc khó khăn nhất của chúng ta là đoạn thời gian anh bị song quy, mà lúc khó quên nhất của em chính là lúc anh được ra gặp em, từ thời khắc đó em đã biết rằng cả đời này bất kể là như thế nào cũng không thể rời xa anh được." Lý Trường Vũ nắm chặt tay Cát Xuân Lệ, nhìn cô ta với ánh mắt thâm tình, y cũng khó mà quên được lúc được giải trừ song quy về gặp Cát Xuân Lệ, lúc đó, y cảm thấy tất cả mọi người trên thế giới này đều rời xa y, chỉ có Cát Xuân Lệ vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh y. Bất kể là y ở bên trong bao lâu, Cát Xuân Lệ đều ở bên ngoài lặng lẽ đợi y. Cát Xuân Lệ nói, đoạn thời gian đó, anh nhàn rỗi ở nhà, chúng ta rất hạnh phúc, anh đối với tất cả mọi việc trên sĩ đồ cũng rất hờ hứng. tựa hồ như quên đi hết tranh quyền đoạt lợi, đấu đá lẫn nhau trong quá khứ, anh muốn nhất là được làm một người chồng tốt. Lý Trường Vũ lặng lặng gật đầu. Cát Xuân Lệ nói, nhưng từ lúc anh khôi phục chức vụ, anh dần dần trở lại là anh của ngày xưa. Có thể là bản thân anh không cảm thấy, thậm chí là lúc ban đầu em cũng không chú ý tới, về sau em phát hiện anh càng lúc càng ham muốn danh lợi và địa vị. Lý Trường Vũ uống một ngụm trà, nói nhỏ, quan trường là một nơi kỳ quái, rõ ràng anh đã nhìn rõ mọi chuyện, nhưng một khi tiến vào trong đó, rất nhanh liền mất đi phương hướng của anh. Cát Xuân Lệ nói, em nhìn ra, anh tự tạo cho mình quá nhiều áp lực, chính là loại áp lực này đã khiến cho anh biến thành muộn phiền không vui lý trường vũ nói người ngoài cuộc thì tỉnh táo người trong cuộc thì u mê ngay cả na cũng không biết mình lại mất phương hướng đến thế cát xuân lệ nói rất nhiều người đều cho rằng trương dương sở dĩ tiến nhanh như vậy toàn bộ là nhờ vào sự chiếu cố của anh anh là ân sư nhập môn của cậu ấy là một tay anh dẫn cậu ấy vào sĩ đồ khóe miệng lý trường vũ lộ ra một nụ cười khổ cát xuân lệ nói em biết rằng không phải vậy sự giúp đỡ của trương dương đối với anh và em so với chúng ta giúp cậu ấy thì nhiều hơn hẳn. Lý Trường Vũ Tuyệt không phủ nhận câu này của Cát Xuân Lệ. Cát Xuân Lệ nói, Trương Dương chỉ là một cán bộ cấp phó ban, nhưng cậu ấy có thể lăn lộn ở trong quan trường một cách bát diện uy phong như vậy. Bối cảnh của cậu ấy đương nhiên là một nhân tố quan trọng, còn có một nguyên trọng yếu nữa, chính là cậu ta làm việc thẳng thắn vô tư, miệng cậu ta tuy lúc nào cũng nói tới quan chức, nhưng trong lòng lại không mẫn cảm đối với quan vị. Còn ngoài miệng anh tuy nói không để ý tới quan chức, nhưng trong lòng lại vô cùng quan tâm. Những lời này của Cát Xuân Lệ đã chọc đúng chỗ đau của Lý Trường Vũ, y ngây người, chậm rãi đặt chén trà xuống, nghĩ một lúc mới nói, anh đã từng cho rằng bản thân đã tiếp cận rất gần tới vị trí thị trưởng thành phố Giang Thành, chính bởi vì vậy anh mới biến thành đặc biệt cẩn thận, đặc biệt quan tâm. Cát Xuân Lệ nói, là vị trí thị trưởng Giang Thành biến anh thành như vậy, nếu như anh không quá thèm muốn vị trí này, chỉ nghĩ tới công tác của anh, chỉ nghĩ tới chuyện mà anh được phân là anh cũng sẽ không mâu thuẫn như vậy." Lý Trường Vũ cười nói, vì sao không nhắc nhở anh từ sớm? Cát Xuân Lệ ôn nhu nói, lúc anh đắc ý mà em nhắc nhở anh, anh khẳng định sẽ không nghe, lúc anh thất ý, em nhìn thấy bộ dạng đau khổ của anh nên cũng không nhẫn tâm nói, hiện tại anh đã bình tĩnh rồi, em cảm thấy thời cơ để nói những câu này đã tới. Lý Trường Vũ nói, anh đã không còn nghĩ tới vị trí thị trưởng Giang Thành nữa rồi, anh chỉ muốn thật thà làm tốt công tác của mình tính thế của giáo dục và y tế của Giang Thành đều không lạc quân, thân là phó thị trưởng được phân quản khối này, anh trước tiên phải nghĩ tới làm sao làm tốt được những chuyện này. Cát Xuân Lệ ôn nhu cười nói, kỳ thực làm thị trưởng còn chẳng vui vẻ bằng làm huyện trưởng, làm huyện trưởng có lắm lúc còn không vui vẻ bằng làm một người dân bình thường. Có biết em hướng tới điều gì nhất không anh? Lý Trường Vũ lặng lè nhìn cô ta. Cát Xuân Lệ nói, cái mà em hướng tới nhất là có một ngày anh rút khỏi cương vị lãnh đạo em và anh là một người dân bình thường, mỗi ngày chúng ta dắt tay nhau đi xem mặt trời lặn, những ngày tháng như vậy mới là hạnh phúc nhất, ấm áp nhất. Lý Trường Vũ đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt nhẫn nhụi của các xuân lệ, trong lòng cảm động vô cùng. Audio điện tử võ tấn bền Khết chương 260